chương 321, linh vực 7 năm, môn thứ năm võ đạo ý nghĩ. Ngươi đi đem liễu trưởng lão gọi tới. Đường Kim Yến trầm mặt một hồi trầm giọng phân phó nói. Là, tiểu thư. Nhà hoàng rời đi. Liễu trưởng lão, nghe ngươi cùng Ngọc Châu Trịnh Quốc có chút nhân mạch, ta gần chút thời gian, muốn đi Ngọc Châu một chuyến, có thể mời liễu trưởng lão giới thiệu một chút. Đường Kim Yến nở nụ cười nói. Việc rất nhỏ, thiếu cung chủ cầm ta tính vật này đi Trịnh Quốc là đủ. Liễu trưởng lão gật đầu nói đa tài liễu trưởng lão. Đường Kim Yến mừng rỡ nói. Đưa đi liễu trưởng lão, đường Kim Yến bắt đầu tiến về Ngọc Châu thủ tục, những này bí ẩn sự tình, tự nhiên cần chính mình tự thân xuất mã, mới có thể bảo đảm sẽ không tiết lộ. Một ngày này, đường Kim Yến khởi hành tiến về Ngọc Châu. Thành công. Nhìn xem lơ lửng trước người phi thuyền, Phương Hạo lau vệt mồ hôi châu, hưng phấn nói. Để ta thử xem. Tố Linh Tú không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Đưa tay vung lên, hơn một trượng phi thuyền nháy mắt thu nhỏ, bị nàng nâng ở trên bàn tay, thời khắc này phi thuyền, hoặc nhìn phản phất như là một kiện trang trí chủng loại. Thân hình khẽ động, tố linh tú đi tới giữa không trung bên trên, thả ra phi thuyền. Oanh! Một chiếc dài trăm trượng, đình đài lầu các phi thuyền hiện lên ở giữa không trung bên trong, màu tím lôi quang mơ hồ vần quanh, thậm chí kích phát thời điểm, giống như có màu tím lôi long quấn quanh phi thuyền. Phi thuyền có thể tan ra, chủ thể ẩn vào dưới mặt đất, biến thành một tòa trang viên, đã có phòng ngự cũng có công kích chi năng, trận pháp, cấm chế vân vân, vô cùng có thể thi triển đi ra. Có thể mở ra một cái vòng bảo hộ, cũng có thể kích phát ra rực rỡ dị tượng, giống chân long quay quanh, thần phượng còng thuyền phi hành các loại. Bất quá cần tiêu hao không ít linh tinh, nhưng đều đáng giá. Có thể lơ lửng giữa không trung, tốc độ nhanh nhất không thể so với chí cường giả phi hành chậm, có nhất định ẩn nấp chi năng. Phương Hạo ở một bên giảng giải giới thiệu. Có cái này phi thuyền, ta liền có thể hành y tứ phương, trường thanh các chi danh, khắp linh vực, gặp ta đang y tiên tử, tất có cơ duyên. Tố Linh Tú vui vẻ nói. Thạch Nhị, Chu Anh cùng Mạnh Thư Thư ba người, cũng hưng phấn tiến vào phi thuyền bên trong, bắt đầu hiểu rõ cùng thử nghiệm điều khiển phi thuyền. Đến mức phi thuyền cần thiết tiêu hao linh tinh, đối với bọn họ đến nói, đó căn bản không đáng giá nhắc tới. Giờ trống ngọc thần tông, túc gia bảo khố, linh tinh có rất nhiều. Mà còn, trường thanh các mỗi ngày đều có không ít linh tinh thu vào, có thể tùy ý tiêu xài. Phương Hảo bắt đầu luyện chế thuộc về mình phi thuyền, có kinh nghiệm về sau, mà còn thứ hai chiếc phi thuyền, không có chiếc thứ nhất cường đại như thế, bởi vậy luyện chế cũng không khó. sư phụ du lịch bốn phương phi thuyền, đương nhiên phải dùng nhiều tâm tư, chính mình ngồi nha, tùy tiện liền tốt. hoa mấy ngày thời gian, thứ hai chiếc phi thuyền cuối cùng luyện chế ra đi ra. phương hạo cũng đến tiếng về vạn thế minh tổng minh thời điểm. một ngày này, cùng sư phụ mọi người tạm biệt. đại sư huynh cùng nhị sư huynh đã danh chấn linh vực, sư tỷ ta đang y tiên tử chi danh, cũng là nổi tiếng, hiện tại liền thiếu sư đệ ngươi. tố linh tú đem đang dược đưa cho phương hạo nói. Sư tỷ yên tâm, ta Phương Hạo chi danh, cũng rất nhanh liền sẽ truyền thắp linh vực. Phương Hạo tự tin nói. Một chiếc chừng ba trượng phi thuyền đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt biến mất tại chân trời. Phi thuyền trên, đứng hai thân ảnh, Phương Hạo cùng Nguyệt Trường Minh. Nên chuyển sang nơi khác làm nghề y. Tố Linh Tú mở miệng nói ra. Kết quả là, Thạch Nhị, Chu Anh cùng Mạnh Thư Thư ba người, bắt đầu thu dọn đồ đạc, tất cả đều chuyển vào phi thuyền bên trong. Chu Hành Chính đến tạm biệt mặc dù hắn cũng muốn ở tại trường thanh cát nhưng hắn cũng biết chính mình cuối cùng không phải người trường thanh cát mà còn hắn cũng nên là trời kiêu tranh phong bắt đầu hành động chu hành chính cái này đang dược liền đưa cho ngươi chu hành chính tại trường thanh cát cũng không có ít hỗ trợ tố linh tú cũng không thích nợ nhân tình nên cho thù lao tự nhiên sẽ không keo kiệt kim giác lộc cũng còn cho ngươi tố linh tú nói kim giác lộc mặc dù thoạt nhìn vẻ ngoài không sai nhưng cuối cùng không có xích miêu lấy thích không có xích miêu như thế biết bán manh nàng đột nhiên hơi nhớ nhung xích miêu đa tạ tố cô nương chu hành chính chấp tay nói tiểu kim a à, ngươi không hăng hái a à. chu hành chính cưỡi kim giác lộc rời đi trong miệng niệm niệm lẩm bẩm ta vì ngươi tranh thủ như vậy lớn cơ duyên làm sao chính ngươi không hăng hái không có thể thu được đến tiền bối niềm vui ngươi phúc duyên không đủ a à, về sau liền trung thực đi theo ta đi nghe ta chuẩn không sai ngươi nếu là nghe lời của ta há lại sẽ bắt không được cơ duyên cho nên a à, về sau ta để ngươi liều mạng ngươi nhất định muốn liều mạng, chỉ cần ngươi liều mạng, tuyệt đối sẽ không em mờ cất em mờ càng, ngược lại sẽ thu hoạch được đại cơ duyên. Cho dù ta cho ngươi đi ngăn sát chiêu, ngươi cũng không thể do dự, bởi vì ta tự có thâm ý. Kim Giác Lộc buồn bực không thôi, gật đầu nói, ta biết rõ, về sau tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, sẽ không chất vấn quyết định của ngươi. Lý Huyền khóe miệng co quách co lại, chu hành chính người này có thể a, à, ngay tại thừa cơ cô Kim Giác Lộc đây. Trường Thanh Các đem hành y tứ phương, hôm nay sắp trời đi nơi đây, chư vị tản đi đi, hữu duyên lại đến cầu y. Hải Linh Nhi nhìn hướng xếp hàng chờ đợi chữa trị võ giả nói. Khí thế cường đại cũng theo đó bộc phát, một đám võ giả không dám ồn ào náo động, chỉ có thể thất vọng lui lại. Quanh! Một chiếc huyển khốc vô cùng phi thuyền, xuất hiện ở trường thanh các trên không, tử sắc lôi điện cuốn quanh, huyển lệ ánh sáng bay lả tả bốn phương, thậm chí có chân long xoay quanh. Đột nhiên xuất hiện một màn, trung động một đám võ giả. Đây là cái gì thần khí? Không biết, chưa từng nghe thấy. Phi thuyền bay lên không, tốc độ không nhanh, phản phất tận lực khoe khoang giống như. Lý Huyền ngồi tại phi thuyền lầu các đỉnh, một tòa tiểu đình trong đài, tự nhiên tự tại, thưởng thức phong cảnh dọc đường, mà Thải Linh Nhi ở một bên hầu hạ. Nàng đã không có ý định về Hải Linh tộc. Phi thuyền tại Lạc Châu nơi nào đó hạ xuống, ầm vang một tiếng, cả tòa phi thuyền triệt để phóng to, đình đài lầu các hiện lên, hóa thành một tòa trang viên. Trường Thanh các bản hiệu rạng rỡ phát quang. Từ ngày này trở đi, Trường Thanh các chỉ tiếp thụ nghi nan tạp chứng, chỉ tiếp xem bệnh căng cơ tổn hại võ giả, bình thường tổn thương bệnh hết thảy không tiếp xem bệnh, nhưng có thể mua sắm chữa thương đang dược. Tố Linh Tú bắt đầu tại linh vực hành tẩu bốn phương, trường thanh các phi thuyền tại nơi nào đó, sẽ không lưu lại quá lâu, liền sẽ đằng không mà lên, tiến về kế tiếp địa điểm. Dần dần, trường thanh các phi thuyền tại linh vực truyền ra, gặp được trường thanh các chính là cơ duyên thuyết pháp, cũng càng truyền càng xa. Lôi Vân Sơn Trang bên trong, lôi thông cùng một đám lôi Vân Sơn Trang trí cường giả, tất cả đều bảo trì trầm mặt, phi thuyền mới ra, bực này thần khí cơ hờ, tiếp sợ bọn họ, sợ là thiên tôn tại linh vực, thần kiều chưa mở ra phía trước, không thể có bất luận cái gì nhằm vào trường thanh các ý nghĩ. Lôi Vân Sơn trang trang chủ trầm giọng nói. Trang chủ, tại sao lại có thiên tôn tại linh vực? Lôi thông nghi hoặc mà hỏi thăm. Không biết, chờ thần kiều mở ra, tất cả đều sẽ có đáp án. Lôi Vân Sơn trang trang chủ lắc đầu nói. Linh vực, cũng nên náo nhiệt lên, thiên kiêu tranh phong đã mở ra, linh tông thiên kiêu đều nên động, đừng chỉ nhìn chầm chầm hứa viêm cùng mạnh sung. Hứa viêm cùng mạnh sung bây giờ uy danh hiển hách, rất có thiên kiêu đệ nhất đệ nhị chi danh, nhưng người nào có thể vấn đỉnh thiên kiêu đỉnh, chỉ có sau cùng quyết chiến mới có thể xác định. Lôi vân trang chủ trầm giọng nói. Minh Bạch. Một đám trưởng lão gật đầu. Cùng lần trước khác biệt, lần này thiên kiêu tranh phong, cũng đến thần kiều mở ra thời điểm siêu nhiên linh tông hạch tâm thiên kiêu, sẽ tại lần này hiện thân. Theo hứa viêm tiến vào đại xuyên châu, vết tích không hiện, tại linh vực võ đạo giới bàn luận sôi nổi dần dần hạ xuống, mạnh sung cũng không có công khai hiện thân, khiêu chiến các phương thiên kiêu, bàn luận sôi nổi cũng theo đó hạ xuống. Mà các nơi linh tông thiên kiêu, nhưng là duy trì liên tục đi ra, gần như mỗi một tòa bên trong tòa thành lớn, mỗi ngày đều tại diễn ra thiên kiêu chi chiến. Theo thiên kiêu tranh phong càng lúc càng kịch liệt, thiên kiêu bản bên trên thứ tự, không ngừng thay đổi, duy nhất không có thay đổi, vẫn là thiên kiêu bản đệ nhất hứa viêm cùng thứ hai mạnh sung. Thiên kiêu tranh phong đào thải quy tắc cũng thông báo đi ra. Liên tiếp bại ba lần, thì coi là đào thải. Linh vực võ đạo giới rất náo nhiệt, mà trường thanh các phi thuyền, đang y tiên tử chi danh, không ngừng lưu truyền, thủ thương thảm trọng thiên kiêu, thậm chí bê vị đê gánh tan căn cơ thiên kiêu, đều bởi vì tiến vào trường thanh cát, tại đang y tiên tử diệu thủ hồi xuân phía dưới, giành lấy cuộc sống mới. Thậm chí có thiên kiêu bởi vậy lại lần nữa khiêu chiến đối thủ, đánh tan đối thủ, thu được tấn cấp vòng tiếp theo thiên kiêu chi chiến tư cách. Ngọc Châu, đường kim yến tại trịnh quốc cái nào đó trọng thần trong phủ, tìm kiếm lúc trước từ nội vực tiến vào linh vực võ giả manh mối, muốn biết được hứa viêm chân tướng. Trịnh quốc tên kia trọng thần trầm ngâm một chút, cho một bức họa, đây là lúc trước từ nội vực cầm ngọc lệnh tiến vào linh vực võ giả. Đến mức đổ ngọc anh đám người, liên quan đến siêu nhiên linh tông, tên này trọng thần không dám có chút tiết lộ. Chỉ cấp một cái không quan trọng người. Người này lúc trước tiến vào linh vực, cầm chính là túc gia ngọc lệnh, có thể là túc gia đều bị diệt, đối phương còn sống hay không, hắn cũng không xác định. Đường Kim Yến liền bắt đầu tại Ngọc Châu tìm kiếm, vì không tiết lộ mảy may, bởi vậy nàng không có sử dụng lực lượng khác, mà là mang theo tâm phúc nha hoàng, đích thân tại vốn là túc gia địa bàn điều tra. Vì thế, nàng còn tiến hành dịch dung, tránh cho để người nhận ra thân phận của nàng. Ngọc Châu sớm đã không phải lúc trước Linh Tông Thế Gia thống ngự, mà là cùng vạn thế minh cộng đồng thống ngự, tán tu địa vị trên diện rộng nhảy lên, Linh Tông cùng Thế Gia võ giả, cũng không còn ngày xưa cao cao tại thượng. Túc gia địa bàn bao la, thành lớn vài tòa, muốn tìm kiếm một cái người nói nghe thì dễ. huống hồ, đối phương có hay không như cũ sống, đều là một cái ẩn số bảy năm a đại trạch châu linh vực mười tám châu một trong cái này châu sông lớn hồ nước cùng với đầm lầy đông đảo tên cổ đại trạch châu kim hà hồ đại trạch châu tên hồ bởi vì lớn lên linh vực đặc hữu màu vàng hoa sen mà gọi tên tráng chiều chiếu rọi kim sen một mảnh vàng óng ánh tia sáng làm cho hồ nước có loại cao quý cảm giác phi thuyền theo hồ nước dập dần trên đình đài lý huyền uống linh trà thưởng thức kim hà hồ mỹ cảnh tiến vào linh vực đã bảy năm mà khoảng cách thiên kiêu tranh phong cuối cùng quyết chiến cũng càng ngày càng gần. Cái này 7 năm, linh vực thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, một cái tiếp theo một cái thanh danh vang dội, nhưng đến nay không một người, có thể thay thế hứa viêm cùng mạnh sung xếp hạng. Cho dù là phương hạo. Bây giờ phương hạo, đã trở thành vạn thế minh thanh danh tại ngoại thiên kiêu, càng là dẫn đầu vạn thế minh cuộc khởi mạnh mẽ, theo đưa tin phù đẩy ra, tạo dựng càng hiệu suất cao hơn tin tức truyền lại hệ thống, làm cho siêu nhiên linh tông vô cùng rung động. Ngay sau đó, bố trí truyền tống trận, đem vạn thế minh thành lớn lẫn nhau liên tiếp, cực lớn rút ngắn cứu viện cùng giao thông thời gian. Mặc dù truyền tống trận còn không cách nào làm đến vượt châu truyền tống, nhưng mà một tòa tiếp lấy một tòa truyền tống trận bố trí, ngay tại dần dần sáng tạo kết hợp lại. Thần châu đã hoàn thành bố trí, cường giả có thể trong thời gian cực ngắn, dựa vào truyền tống trận cứu viện các phương, triệt để đem thần châu chế tạo thành thùng sắt một khối, không cách nào rung chuyển. Cái này một hệ liệt lực đổ linh vực võ giả thường thức thủ đoạn lộ rõ, làm cho phương hạo chi danh, thâm nhập nhân tâm, tán tu cũng dần dần chấn phấn, tâm tính bên trên bắt đầu không tại nhìn lên linh tông cùng thế gia linh tông thống ngự lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa nhận lấy uy hát kiếp trộm lấy phương hạo võ đạo chi bí tập sát phương hạo bắt phương hạo cũng thành linh tông cấp thiết nhất mục tiêu phương hạo gặp phải không chỉ một lần tập sát mặc dù đều biết rõ là đến từ linh tông phía sau có siêu nhiên linh tông cái bóng nhưng là không có bất kỳ chứng cớ nào siêu nhiên linh tông cũng tại giờ phút này triển lộ ra một chút cấp dấu thủ đoạn phương hạo từng gặp phải nguy hiểm nhất một lần thậm chí nhiễm phải tê tử V, ông chi khí loại này âm độc lực lượng vô cùng khó dây dưa chỉ có thể lấy cấm chế phong cấm tại một cái khiếu huyệt bên trong bố trí lại làm sạch loại trận pháp mới loại trừ tê tử V, ông chi khí mà nguyệt trường minh cũng lại một lần nữa uy chấn linh vực xem như phương hạo bên người người hộ đạo đối mặt tập sát người nguyệt trường minh hiển lộ ra thực lực cường đại nhất là phương hạo nhất thời chủ quan nhiễm phải tê tử V, ông chi khí về sau nguyệt trường minh vì thế chủ động xuất kích chém dê giết một tên thiên vũ điện chí cường giả hiện nay phương hạo đã là vạn thế minh thiếu minh chủ tiếp nhận vị trí minh chủ đã là vấn đề thời gian toàn bộ vạn thế minh bên trong không có người không phục hắn cho dù là chu hành chính trong miệng cái kia hai tên vạn thế minh tối cường thiên kiêu cũng là như thế phương hạo võ đạo thủ đoạn quá mơ hồ vượt quá tưởng tượng của bọn hắn không phục không được đồ đệ ngươi hứa viêm đột phá thần nguyên cảnh đại thành ngươi thần thông cảnh đại thành đại đạo kim thư lật ra kim quan hiện lên mà ra hứa viêm lại đột phá bảy năm qua hứa viêm tại đại xuyên châu một mực không có yên tĩnh xâm nhập một chút cổ mộ bên trong đánh tan một số còn sót lại thần hồn thu hoạch cũng là to lớn đương nhiên đã từng gặp phải một chút đặc thù mà tồn tại cường đại nhưng đều bị hứa viêm đánh dê kiếp bây giờ đột phá thần nguyên cảnh đại thành đây chính là thực lực tăng lên vui vẻ a à? lý huyền hưng phấn không thôi hứa viêm khoảng cách thần thông cảnh lại gần một bước hiện nay hắn bốn môn võ đạo đều đã tăng lên tới thần thông cảnh phương hạo lại cũng tại nghiên cứu trận pháp cấm chế cùng các loại tập sát người chiến đấu bên trong hiểu rõ kỳ môn võ đạo đến tiếp sau con đường lý huyền đã ngưng tụ năm viên tiên thiên kỳ văn trong đó một cái chính là thần thông kỳ văn kỳ môn võ đạo thần thông cảnh không có sinh ra thần thông nhưng thần thông kỳ văn bản thân chính là một loại thần thông căn nguyên dùng cái này bày ra thiên địa kỳ cục có thần thông chi uy thần thông chi diệu cũng cùng thần thông không khác bốn cái đồ đệ hứa viên vẫn là tối cường bây giờ thần nguyên cảnh đại thành lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù là vũ thiên nam cũng không phải là đối thủ của hứa viêm cho dù vũ thiên nam thực lực tăng lên không ít hứa viêm bây giờ gần như có thể nói đã ở vào linh vực đỉnh mạnh xung cùng tố linh tú thần nguyên cảnh tiểu thành phương hạo cảnh giới cũng thuộc về thần nguyên cảnh nhưng kỳ môn võ đạo cường đại ở chỗ trận pháp loại hình thủ đoạn bày ra đại trận trấn sát ngân luyện thiên địa linh cơ chí cường giả không có chút nào độ khó suy nghĩ một chút môn thứ năm võ đạo đi Lý Huyền động biên môn thứ năm võ đạo suy nghĩ. Thân thể võ đạo thần thông cảnh về sau phương pháp tu luyện đã biên tốt, phá hư cảnh đến tiếp sau tu luyện, cũng có mặt mày, đang y võ đạo, kỳ môn võ đạo phương hướng tu luyện, đã xác định, không cần lại hao tốn sức lực. Môn thứ năm võ đạo, cũng nên suy nghĩ một chút, đến mức cái thứ năm đồ đệ chỗ nào tìm, lớn như vậy linh vực, hẳn là có thể tìm tới A. À? Lý Huyền thì thầm trong lòng. Vũ Thiên Nam vài ngày trước, đã rời đi trường Thanh Cát, dựa theo chỉ điểm của hắn, du lịch cảm ngộ linh vực thiên địa, là đánh vỡ ràng buộc làm tích lũy. Có thể đưa tin cho Vũ Thiên Nam, để lưu ý một cái linh vực yêu nghiệt, là thu cái thứ năm đồ để làm chuẩn bị. Môn thứ năm võ đạo, làm như thế nào biên đâu. Lý Huyền trong lúc nhất thời, không có quá nhiều đầu mối. Chương 322, Ngộ Thần Tướng Chi Pháp, Chém Trưởng Đao Trưởng Lão. Môn thứ năm võ đạo, Lý Huyền tạm thời không có đầu mối, chỉ có thể tạm thời thả xuống, hắn nhìn hướng Thái Thương Thư tờ thứ 11, trong lòng cảm thán không thôi. Vốn cho rằng, Thái Thương Thư trang thứ 10 về sau, là cấp bậc cao hơn thiên địa phát tắc, kết quả đại xuất đoán. Khắc ghi trang thứ 10 đồ văn về sau, tờ thứ 11 đồ văn, hắn hoa 5 năm thời gian, đều không có triệt để khắc ghi xuống. Đồ văn thâm ảo, khó mà khắc ghi, phản phất thời khắc đều đang biến hóa, lại phản phất vẫn luôn là hàng thường. Muốn triệt để lĩnh hội minh bạch thái thương thư, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, có khả năng miêu tả ghi chép lại người, đến tột cùng là cỡ nào cường đại A. À. Mỗi khi nhớ tới thái thương thư chủ nhân, Lý Huyền trong lòng liền rung động không thôi, thực lực của đối phương mạnh, xa không phải chính mình có thể so sánh. Bất quá, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ vượt qua ngươi. Lý huyền lòng tin tràn đầy. Lấy thái thương thư là tham chiếu, điên đi ra võ đạo, cuối cùng vượt qua thái thương thư chủ nhân là tất nhiên, hắn cũng đối hứa viêm có lòng tin. Mở ra đại đạo kim thư, nhìn hướng thái thương thư trang thứ 10 cho ra tin tức. Thái thương đạo tắc, bộ phận lập thiên địa chi đạo thì, ngộ đại đạo chỗ hóa. Đạo tắc. Thái thương thư trang thứ 10 bắt đầu, là thái thương đạo tắc, lập thiên địa căn bản. Chính vì vậy, cho dù lấy Lý Huyền bây giờ cảnh giới, muốn thách ghi loại kém 11 trang đồ văn, đều lộ ra như vậy cố hết sức. Thiên địa pháp tắc bên trên, chính là thiên địa đạo tắc, đây mới là thiên địa căn bản, lập thiên địa hạch tâm, phá hư cảnh là không nhận thiên địa pháp tắc gò bó, đã vượt ra thiên địa pháp tắc, đúc thành tự thân võ đạo vĩ lực. Như vậy bên trên phá hư cảnh, sẽ vì đạo tắc làm chuẩn bị, là vì chạm đến thiên địa đại đạo căn bản. Lý Huyền trong lòng lầm bầm. Phá hư cảnh về sau cảnh giới, hắn đã có một chút mặt mày, có một cái đại khái cấu tứ. Kim Hà Hồ bên trên, trường thanh các phi thuyền, tung bay ở trong nước. Không lâu sau đó, trường thanh các giáng lâm đại trạch châu Kim Hà Hồ thông tin, liền truyền ra tới. Tại thiên kiêu tranh phong bên trong B vị T, Hương Thiên Kiêu, cùng với người mang V rất T, Hương Cũ, thậm chí võ đạo căn cơ tổn hại, thậm chí thần hồn B vị T, Hương Võ Giả, bắt đầu trước đến cầu y. Những này người B vị T, Hương, sớm đã chuẩn bị xong tiền xem bệnh, chỉ đợi trường thanh các xuất hiện, liền sẽ chạy đến cầu y hành tẩu linh vực thời gian dài như vậy, không có người bất luận kẻ nào, dám ở trường thanh các gây rối, không có bất kỳ người nào, dám vi phạm trường thanh các quy củ. Cho dù là tự cho là thực lực cường đại người, cũng là như thế. Có võ giả trước đến trường thanh các cầu xem bệnh, làm cho trường thanh các cũng náo nhiệt, nhưng những này đều không có quan hệ gì với Lý Huyền, hắn y nguyên ngồi tại cái đình bên trong, nghiên cứu thái thương thư đạo tắc. Lần này, trường thanh các sẽ tại Kim Hà Hồ ngây ngốc nửa tháng trở lên, sau đó liền sẽ rời đi, tiến về kế tiếp địa phương. Đố linh tú đã rất tiết lộ diện đích thân tiếp chẩn trừ phi kỳ dị quái bệnh hoặc là trọng thương cực kỳ nghiêm trọng lại thực lực không kém người nàng mới sẽ đích thân xuất thủ bình thường đến cầu xem bệnh người đều là thạch nhị chu anh mạnh thư thư ba người tiếp chẩn lại hoặc là nguyệt nhi tiếp chẩn trải qua cải tiến phía sau chẩn đoán điều trị linh khí nghiêm trọng đến đâu tổn thương thậm chí ẩn nấp VTT hương cũ đều có thể chẩn đoán ra đến dựa theo chẩn bệnh kết quả cho đang dược là được nguyệt nhi đã luyện thần thiên nhân đỉnh phong mà còn thần hồn của nàng sau mặt khắc luyện thần thiên nhân đỉnh phong võ giả hiếu thắng cái này cần nhờ vào tối linh tú đối thần hồn nghiên cứu nắm giữ càng hiệu suất cao hơn tăng cường thần hồn chi pháp linh thể thiên phú nguyệt nhi đã bắt đầu chuẩn bị ngưng luyện thiên địa linh cơ nhập thần hồn bước vào linh vực trí cường giả cảnh giới một tên dần dần già đi già nua lão nhân chống quải trượng đi tới trường thanh cát lý huyền ánh mắt nhìn lông mày nhíu lại bất quá không để ý đến lão giả trong cơ thể ẩn giấu một cổ tử khí hơi thở đó là lấy đặc thù bí thuật ngưng luyện đi ra phối hợp hắn sắp thọ nguyên hao hết tê tử vê ông chi khí mà thành. Chỉ có thể thi triển một lần, thi triển về sau, liền sẽ hoàn toàn xê hết đi. Thần hồn đều đã ngưng tụ tử khí hơi thở, lão giả này, hiển nhiên là cái nào đó siêu nhiên linh tông tử sĩ một trong. Đến mức đến trường thanh các vì chuyện gì, Lý Huyền cũng không để ý, lật không nổi sóng gió. a à, ngươi triệu chứng này có chút không tầm thường. Tiếp chẩn thạch nhị kinh ngạc nhìn lão giả một cái. Có thể điều trị. Lão giả thanh âm khàn khàn hỏi, ta là không có cách mà còn ngươi tình huống này cũng quá đặc thù liền chẩn bệnh linh khí đều chẩn bệnh không đi ra ngươi chờ một chốc lát loại này đặc thù tổn thương bệnh tật người chỉ có thể là tố linh tú đích thân tiếp chẩn chu anh thông báo tố linh tú làm thần y lão hữu bệnh còn có thể trị sao lão giả trên mặt khẩn trương mà mong đợi nhìn xem tố linh tú hỏi ngươi tình huống này không giống bình thường thọ nguyên còn dư lại không có mấy cần đang dược kéo dài tuổi thọ mà còn trong cơ thể ngưng tụ tử khí cũng cần loại trừ trị liệu phí tổn không thấp, ta cho ngươi mở một cái danh sách, ngươi chỉ cần tìm tới phía trên điều trị cần thiết đồ vật, liền có thể chữa trị, lại kéo dài tuổi thọ trăm năm không thành vấn đề. Tố Linh Tú thần sắc bình tĩnh nói. Thật chứ? Lão giả kích động không thôi. Có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm. Tố Linh Tú đem mở ra điều trị cần thiết danh sách, đưa cho hắn nói, đương nhiên, đơn giản luyện chế một cái kéo dài tuổi thọ đang mà thôi, đây đều là vấn đề nhỏ. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, lão hủ lại có thể sống sót lão giả kích động không thôi, cái này một kích động, phản phất áp chế tử khí hơi không khống chế được, làm cho tay của hắn đều thay đổi đến màu xám đen, hắn một bên đưa tay tiếp chẩn đơn, một bên kích động đứng lên. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, lão giả ánh mắt nháy mắt thay đổi đến lạnh lùng, kinh khủng tử khí đổ xuống mà ra, âm trầm mà khủng bố, hóa thành quỷ trảo đồng dạng, tập sát hướng Tố Linh Tú. Khoảng cách gần như thế, đột nhiên làm loạn phía dưới, lão giả tự tin tuyệt đối có thể trọng thương đối phương. Mà một khi tử khí nhập thể, lại là khổng lồ như thế tử khí, cho dù là đang y tiên tử, cũng hẳn phải xê hết không nghi ngờ, đơn giản kéo dài hơi tàn một chút thời gian mà thôi. Nhưng mà, tại hắn ánh mắt cơ hờ kiếp sợ bên trong, nhàn nhạt thanh quan, ở trên người tối linh tú nổi lên, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Tử khí biến thành công kích, gặp phải nhàn nhạt thanh quan, vậy mà không ngừng tan rã, phản phất như gặp phải khắc tinh. Làm sao có thể? Lão giả thần sắc hoảng sợ. Thiên vũ điện sao? Vẫn là lôi vân sơn trang. Tố Linh Tú phản phất sớm có đoán đồng dạng, chợt lắc đầu nói, Lôi Vân Sơn Trang khả năng không lớn, đó chính là Thiên Vũ Điện, lúc trước Thiên Vũ Điện một tên trưởng lão, bị sư đệ ta trận pháp dê tê tê, hương tê vít, căng cơ nửa hủy, muốn ta cứu chữa, bị ta cự tuyệt. Cho nên, đây là đến báo thù. Không cho Thiên Vũ Điện cứu chữa, cũng không cho phép những võ giả khác, có thể thu hoạch được cứu chữa. Lão giả thần sắc biến đổi, phương hạo vậy mà là nàng sư đệ. Vậy mà sư xuất đồng môn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy, Tố Linh Tú lấy tay vồ tới, đặt tại hắn trên đầu. Phốt. Hắn chỉ cảm thấy ý thức bị rút ra, thần hồn phản phất đều bị rút ra, tử khí cũng tại tập hợp hướng Tố Linh Tú bàn tay. Một đoạn thời khắc hắn ý thức sụp đổ tiêu tán, mà trong tay Tố Linh Tú xuất hiện một đoàn tử khí. Đồ tốt a, à, ta muốn nghiên cứu một cái, cái này tử khí là như thế nào ngưng luyện. Tố Linh Tú một mặt vui vẻ chi sắc, tiếp chẩn nhiệm vụ, tiếp tục giao cho Thạch nhị ba người, nàng hào hứng trở lại trong cát bắt đầu nghiên cứu cái này một đoàn tử khí. Trận này tập sát, không có mang đến bất luận cái gì phong ba, thạch nhị mấy người cũng không để ý, đây đều là chuyện nhỏ. Đại Xuyên Châu, một tòa hiểm trở trên núi cao, hứa viêm đứng tại đỉnh núi trên tảng đá lớn, phản phất tại chờ đợi người nào. Cái này Đại Xuyên Châu, phản phất trong xương vô số, những cái kia cổ xưa trong mộ, lưu lại thần hồn, có chút không tầm thường. Tại Đại Xuyên Châu mấy năm, hứa viêm giấu chân trải rộng các nơi hiểm địa, thăm dò một chút cổ xưa mộ. Có chút trong mộ, ẩn dấu tàn hồn, nhưng mà loại kia tàn hồn, có chút không tầm thường, phản phất cũng không phải là linh vực võ giả thần hồn lưu lại. Ẩn chứa một cổ âm trầm chi ký, lộ ra rất ngang ngược. Đại Xuyên Châu từng có một cái thế gia, tại tòa nào đó trong núi lớn, đào ra một ngôi mộ lớn, kết quả trong mộ là một tôn cường đại thi lão, làm cho cái kia thế gia gần như hủy diệt. Hứa viêm ngẫu nhiên gặp phải, kinh ngạc không thôi, xuất thủ trấn sát cái kia một tôn thi lão. Nửa năm trước, gặp một cái không tầm thường võ giả, thực lực đối phương rất mạnh, mà còn có chút quỷ dị, cuối cùng bị hứa viêm chém dê tiếp, mới bất ngờ phát hiện, tên kia võ giả là bị không biết tàn hồn cho sống nhờ, chiếm cứ thân thể. Đại xuyên châu làm sao cảm giác được chỗ đều là mộ. Tự hồ mỗi một tòa núi lớn, đều là một tòa phần mộ, phía dưới đều mai táng võ giả. Hứa viêm thì thầm trong lòng. Đại xuyên hỗn loạn hiểm ác, các loại đánh lén ám toán sự tình tầng tầng lớp lớp, mà đại sơn bên trong, càng là ẩn dấu nguy hiểm không biết, nhưng đối hứa viêm đến nói, mấy năm này thực lực tăng lên, võ đạo cảm ngộ đều thu hoạch to lớn. Bây giờ, thần nguyên cảnh đại thành. Ngọn núi lớn này phía dưới, sẽ không cũng có mộ A. À. Hứa viêm nhìn thoáng qua, chính mình vị trí cái này một tòa hiểm trở đại sơn nói thầm nói. Thần tướng cảnh võ đạo chi pháp, chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể triệt để hiểu rõ. Hứa viêm tự lẩm bẩm, hắn đang chờ một cái người. Sau trận chiến này, thần tướng cảnh võ đạo chi pháp, cũng nên triệt để tìm hiểu ra tới. Hứa viêm tiểu nhi, rốt cuộc tìm được ngươi. Một tiếng nham hiểm tràn đầy sát ý âm thanh truyền đến hứa viêm lộ ra nụ cười, ta chờ ngươi đã lâu. Thiên vũ điện trưởng đao trưởng lão khẽ giật mình, ngươi cố ý tiết lộ vết tích cho ta. Đương nhiên, hứa viêm nhìn hướng trưởng đao trưởng lão, vị này thiên vũ điện chí cường giả, ngưng tụ thiên địa pháp tắc khí tức, mà còn không chỉ một sợi. Ngươi là muốn chịu xê hết, vẫn là như thế tự tin, có thể tại bản tọa trong tay chạy trốn. Trưởng đao trưởng lão ánh mắt liếc nhìn bốn phía, thần hồn lực lượng từng tất từng tất tìm kiếm, không có phát hiện bất luận cái gì mai phục. Ta là đến dê kiết ngươi. Hứa Viêm nhìn hướng trưởng đao trưởng lão đao trong tay, mặc dù cũng được cho là một kiện thần khí, nhưng hiển nhiên không bằng lãnh tuyệt đao cường đại. Kết quả là, hắn lấy ra lãnh tuyệt đao. Tiện tay ném cho trưởng đao trưởng lão, nói, thanh đao này tạm thời còn cho ngươi, ra tay đi, để ta gặp một lần, ngươi vị này thiên vũ điện chí cường giả thực lực. Trưởng đao trưởng lão cao mày, hứa viêm vậy mà đem lãnh tuyệt đao còn cho hắn. Ngươi muốn tìm xê, hết, liền thành toàn ngươi. Tay nắm chặt lãnh tuyệt đao, đao mang sông lên tận trời, lạnh lẽo đao khí khuấy động bốn phương, thần khí chi uy, giờ khắc này hiện ra không thể nghi ngờ, xa không phải lúc trước Ngô Nguyên có thể so sánh. Hứa Viêm tự tin như vậy, trưởng đao trưởng lão không dám kinh thường, dù sao ban đầu ở trước Sơn Môn Thiên Vũ Điện, Hứa Viêm nhìn như cuồng vọng, nhưng mà cuối cùng nhưng là biểu lộ rõ ràng, hắn có điên cuồng sức mạnh. Đi qua mấy năm, Hứa Viêm thực lực tất nhiên lại tăng lên, bởi vậy hắn mới tự tin như vậy. Trưởng đao trưởng lão trong lòng cười lạnh, Hứa Viêm cuối cùng thật ngông cuồng chớ cho rằng cầm trong tay lãnh tuyệt đao thần khí hắn là bình thường chí cường giả có thể so. Ra tay đi. Hứa viêm tay vạch một cái, thần nguyên hóa là một thanh kiếm nắm trong tay. C. hết. Chưởng đao trưởng lão một đao chém xuống, lạnh lẽo thấu xương, lăng lệ vô song một đao chém xuống. Oanh. Hứa viêm một kiếm đâm ra, bất quá hơi xúc động liền phân ra, thân hình đằng không mà lên, tránh đi một đao này phong mang. Hắn tinh tế thể ngộ, trưởng đao trưởng lão cái này một đao thi triển chi uy, cùng với ngưng tụ thiên địa pháp tác lực lượng quá trình. Oanh hiểm trở ngọn núi, tại đao mang phía dưới, nháy mắt bị một phân thành hai. Giết! Trưởng đao trưởng lão cầm đao tại tay, khí thế bừng bừng phấn chấn, trên người vòng quanh ba đạo thâm ảo khí tức, phản phất cùng thiên địa giao hòa cùng một chỗ, thiên địa vĩ lực không ngừng tập hợp, rót vào lãnh tuyệt đao bên trong. Lúc này trưởng đao trưởng lão cho thấy linh vực chân chính chí cường giả thực lực. Ầm ầm. Đại chiến kịch liệt, ngọn núi không ngừng sụp đổ, thậm chí hóa thành một mịn biến mất. Mà Hứa Viêm, một kiếm lại một kiếm đâm ra, giống như một mảnh thuyền nhỏ, đang sống lớn bên trong phiêu đảng, tự như lúc nào cũng sẽ lật úp. Chưởng đao trưởng lão ánh mắt ngưng lại, biến trong lòng âm thầm cờ hờ kiếp sợ, hứa viêm nhìn như rơi vào hạ phong, thậm chí có một loại bị động bê tị đê tánh dấu hiệu, nhưng mà từ đầu đến cuối không có chân chính rơi vào nguy hiểm bên trong. Ý vị này, chiến đấu tại trong phạm vi khống chế hứa viêm. Vừa nghĩ tới như vậy, trưởng đao trưởng lão thần sắc lạnh lùng lên, một cái khác chui mang theo mà đến thần khí trường đao, cũng bị hắn cầm ở trong tay. Song đao thi triển mà ra, thiên địa vĩ lực hóa thành đao quang, càng quét tại chiến trường bên trong, đem hứa viêm bao phủ ở bên trong. Hứa viêm, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi quá cuồng vọng, thật sự cho rằng ta có thể trở thành thiên vũ điện trưởng đao trưởng lão, cùng bình thường chí cường giả đồng dạng. Trưởng đao trưởng lão cười lạnh một tiếng. Trong cơ thể, một cổ ánh sáng hiện lên mà ra, dung nhập thần khí bên trong, ba đạo thâm ảo khí tức, giờ khắc này phản phất triệt để dung nhập thiên địa. Giờ phút này, một cổ càng cường đại hơn thiên địa vĩ lực, không ngừng tràn vào hai thanh thần khí bên trong, thần khí chi uy, trong nháy mắt này tăng gấp bội. Đây chính là ngưng tụ thiên địa pháp tắc lực lượng sao? Chỉ có thể ngưng tụ một chút xíu, mà còn tương đối thô lậu, cho dù đột phá đến cảnh giới tiếp theo, cũng chỉ là ngưng luyện thiên địa pháp tắc nhập thể. Mặc dù có thể vận dụng thiên địa pháp tắc lực lượng, nhưng cũng tại pháp tắc phía dưới, cũng không phải là điều khiển pháp tắc cho mình dùng. Thần tướng cảnh chính là khống chế thiên địa pháp tắc là võ đạo thần tướng, là áp đảo thiên địa pháp tắc, điều khiển thiên địa pháp tắc, ta nói chung có chút hiểu rõ hứa viêm nhưng là không thèm để ý chút nào trưởng đao trưởng lão thay đổi đến cùng bạo hơn công kích. Sơn Hà chi tượng nổi lên, đem tất cả công kích đều đưa vào trong đó, tinh tế thể ngộ, thấy rõ linh vực võ đạo phương hướng tu luyện, quan sát trưởng đao trưởng lão là như thế nào ngưng tụ thiên địa pháp tắc lực lượng. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, hứa viêm y nguyên giống như một chiếc, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp thuyền nhỏ, nổi lên Sơn Hà chi tượng, đã băng diệt mấy lần. Hắn không chút nào lơ đễnh. Ầm ầm. Trưởng đao trưởng lão công kích cũng không ngừng tăng cường, tự hồ theo đại chiến duy trì liên tục, ngưng tụ thiên địa pháp tắt lực lượng, không ngừng tích lũy xuống, làm cho thần khí chi uy không ngừng tăng lên bên trong. Phản phất, đợi đến thiên địa pháp tắt lực lượng tích lũy đến một cái đỉnh phong, chính là chân chính một phát. Hứa Viêm, C, hết. Một đoạn thời khắc, trưởng đao trưởng lão ánh mắt sắc bén giống như đao mang, song đao hợp nhất, đột nhiên chém xuống. Giữa không trung bên trong, thiên địa pháp tắt lực lượng tích lũy đến cực hạn, theo song đao chém xuống, một đạo kinh khủng đao quang từ giữa không trung chém xuống. Đao quan giống như đến từ thiên khung, chớp mắt mà xuống, muốn đem Hứa Viêm triệt để trảm diệt, cũng nên kết thúc. Hứa Viêm thở ra một hơi, hắn đã gần như triệt để minh ngộ thần tướng cảnh võ đạo phương pháp, một kiếm chém ra, kiếm ý vô hình, nhưng là có một cổ lực lượng hủy diệt, sơn hà hóa thành lôi đình kiếm, kiếm rơi lại không tiếng động. Chưởng Đao trưởng lão nhưng là kinh hải không thôi, hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Đao quan dưới một kiếm này băng diệt, còn không đợi hắn làm ra phản ứng một cổ tinh tế gió nhẹ đột nhiên từ trên người hắn càng quét mà qua gió nhẹ thổi qua nháy mắt đột nhiên cảm nhận được kinh khủng ý sát phạt thần hồn nổ tung thân thể hóa thành mảnh vỡ ý thức tại tiêu tán thiên vũ điện trưởng đao trưởng lão vẫn lạc chương 323, xích miêu sáng lập yêu tộc hứa viêm tay khẽ vẫy lãnh tuyệt đao cùng mặt khác một thanh đao rơi vào trong tay trực tiếp thu vào không sai biệt lắm một trận chiến này hứa viêm đã đem thần tướng cảnh võ đạo chi pháp nghi hoặc chỗ đều cho tìm hiểu đi ra chỉ đợi đem tất cả minh ngộ đều chảy vuốt một phen liền có thể triệt để lĩnh hội thành công đại xuyên châu chuyến đi kết thúc nên rời đi hứa viêm cúi đầu nhìn hiểm trở đại sơn đã tại đại chiến bên trong sụp đổ chính thành lộ ra chân núi một tòa cổ mộ đi ra lắc đầu ban đầu phát hiện cổ mộ hắn còn rất có hào hứng chẳng qua hiện nay nhưng là không có thăm dò hứng thú thân hình khẽ động biến mất tại nguyên chỗ hứa viêm một ngày này rời đi đại xuyên châu cũng nên đi những châu khác nhìn một chút chỉ đợi thần nguyên cảnh viên mãn liền có thể bắt tay vào làm chuẩn bị đột phá thần thông cảnh. Mà đột phá thần thông cảnh phía trước dành dụng nội tình, lại cần tiêu phí một chút thời gian đến lắng động. Thiên kiêu tranh phong cuối cùng chiến, thần thông chưa hẳn có thể vào, thần nguyên cảnh viên mãn, nhưng là không có vấn đề chút nào. Hứa viêm hành tẩu tại đại xuyên núi cao trùng điệp ở giữa, một bên các tỉ thần tướng cảnh võ đạo chi pháp cảm ngộ, một bên rời đi đại xuyên châu. Nhị sư đệ không biết là có hay không tại đại xuyên châu. Mạnh xung đã từng đi tới đại xuyên, hai người từng thấy một lần đúng rồi, tạ huynh đi nơi nào? Hứa viêm nghĩ đến tạ lăng phong, từ khi tiến vào linh vực về sau, liền rốt cuộc không có tạ lăng phong tin tức. Qua nhiều năm như vậy, tạ huynh đã đột phá thần ý cảnh đi, thậm chí thần ý cảnh viên mãn. Hứa viêm trầm ngâm, tạ lăng phong đột phá thần ý cảnh viên mãn về sau, liền không có đến tiếp sau công pháp. Tất nhiên du lịch linh vực, cũng thuận tiện tìm xem tạ huynh tin tức đi, thần nguyên cảnh, thần thông cảnh võ đạo công pháp, cũng nên truyền cho hắn. Hứa viêm trầm ngâm một chút, kế tiếp chỗ cần đến, Vân Sơn Châu. Thiên Lăng Châu có linh thú châu xưng hào. Cùng Đại Xuyên Châu so sánh, Thiên Lăng Châu núi càng cao, rừng càng dày đặc, sơn mạch kéo dài, hang động, mạch nước ngầm chảy nhiều vô số kể. Cũng chính là bởi vì Thiên Lăng Châu đặc biệt địa hình, mới trở thành linh thú châu, linh vực 8 thành linh thú, đều tập hợp tại Thiên Lăng Châu. Thiên Lăng Châu trung ương sơn mạch, cổ thụ che trời, kỳ phong bày ra, nơi này là linh thú nhất tộc Hạch Tâm chi địa, cũng là siêu lục giai linh thú chiếm cứ chi địa. Nơi này hiếm người đến, dù cho là ngự linh phủ chí cường giả, tùy tiện cũng sẽ không đặt chân nơi này. Dãy núi ở giữa, đỉnh cao nhất bên trên không biết khi nào kiến tạo một tòa cung điện to lớn, kim quang chói mắt đỉnh điện, tại ánh mặt trời chiếu rọi, rạng rỡ phát quang. Nhìn kỹ phía dưới, sẽ phát hiện tòa này cung điện to lớn là dùng nguyên một tòa cự đại núi đá đào rỗng điêu khắc thành, lại tại trên nóc điện đổ bê tông màu vàng tài liệu trân quý. Mà bốn phía đại điện, khảm nạm các loại đá quý, hiển thị rõ xa hoa chi tượng. Mà tại cung điện khổng lồ hai bên trái phải, đều có một tòa chỉ có một phần ba lớn nhỏ cung điện, phản phất bảo vệ chính giữa cung điện khổng lồ. Hô! Một cái linh thú tại dãy núi bên trong bay tới, rơi vào cung điện khổng lồ phía trước, nguyên bản vài chục trượng khoảng cách thân thể, thu nhỏ đến khoảng ba trượng, cái này mới tiến vào trong cung điện. Đây là một cái siêu lục giai linh thú, thực lực có thể so với ngưng luyện thiên địa linh cơ võ giả. Ở sau đó trong vài canh giờ, lần lượt có siêu lục giai linh thú, từ các phương chạy đến, mỗi một cái linh thú giáng lâm trước cung điện, đều sẽ rút nhỏ thân thể tiến vào trong cung điện. Một ngày này, Thiên Lăng Châu các nơi linh thú bá chủ, tất cả siêu lục giai linh thú, tất cả đều tụ đến, tiến vào cái này một tòa cung điện to lớn bên trong. Những này tiến vào cung điện linh thú, dựa theo thực lực mạnh yếu sắp xếp, hoặc ngồi xổm, hoặc nằm sắp, chỉnh tề, nhưng đầu tất cả đều nhìn về phía phía trên cung điện. Phía trên cung điện, sắp hàng một năm hai đại học tiểu tam đem chỗ ngồi. Chính giữa to lớn chỗ ngồi, toàn thân màu vàng, tản ra màu vàng quang mang, mà tại to lớn trên ghế ngồi, ngồi một đầu trên cổ mang theo dây chuyền lớn bằng vàng thần uy lẫm liệt mảnh hổ. Mảnh hổ hình thể khổng lồ, ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, song trảo đặt ở chỗ ngồi trên tay viện, thẳng người thân, trên cao nhìn xuống, nhìn xuống phía dưới sắp xếp một đám linh thú. To lớn mảnh hổ bên tay trái trên ghế, cuộn lại một đầu màu ngọc bạch dao, có chút nâng lên đầu, nhìn phía dưới sắp xếp linh thú. Bên tay phải trên ghế, ngồi sổ một con cóc, mặc dù hình thể so cự hổ không lớn lắm, lại như cũ giống như một ngọn núi nhỏ giống như. Chính giữa trên ghế ngồi dĩ nhiên chính là xích miêu. Tả hữu theo thứ tự là Ngọc Tiểu Long cùng Tiểu Cáp, từ khi đi tới Thiên Lăng Châu sông Sáo, Xích Miêu Thân là một cái văn hóa hổ, tại linh thú tộc bên trong mọi việc đều thuận lợi. Yếu kém thời điểm, lôi kéo chỗ dựa, vì chính mình lớn mạnh đánh xuống căn cơ. Một đường quật khởi, đến bây giờ, Xích Miêu đã là Thiên Lăng Châu linh thú nhất tộc chi vương. Thực lực cũng đủ để uy hát hiếp một đám siêu lục giai linh thú, tham dự siêu lục giai linh thú, các nơi linh thú bá chủ, tất cả đều là bại tướng dưới tay của nó, từng cái hàng phục. Ngọc Tiểu Long tu luyện đại yêu chi pháp, sớm đã đột phá huyết mạch tràn buộc, lột xác thành dao, bây giờ thực lực không kém gì siêu lục giai linh thú. Tiểu Cáp cái này thôn sơn thiềm, gần như có thể nói là linh vực từ trước tới nay, cường đại nhất một cái thôn sơn thiềm, thực lực có thể so với siêu lục giai linh thú. Nó thôn vệ chi năng, bụng có cự đại không gian lực lượng, bị kích phát đi ra, đánh bại không ít đồng dạng siêu lục giai linh thú. Cuối cùng tại Thiên Lăng Châu đứng vững bước chân. Xích Miêu là đại yêu vương, Ngọc Tiểu Long là hai yêu vương, Tiểu Cáp là ba yêu vương không biết đại vương triệu kiến chúng ta, có gì phân phó? Phía dưới, một cái siêu nhiên linh thú mở miệng hỏi. Hôm nay, triệu kiến các ngươi, bản vương có đại sự muốn tuyên bố, việc quan hệ ta linh thú nhất tộc tiền đồ, việc quan hệ ta linh thú nhất tộc cuộc khởi. Xích miêu yêu thức dao động, phát ra uy vũ âm thanh, hiển thị rõ nó đại yêu vương thần uy. Chúng linh thú mừng rỡ, nhộn nhịp ngẩng đầu lên, không biết vị này vương, muốn phân phó chuyện gì. Xích miêu hai mắt tinh quang lập lòe, trên thân hiện ra một đoàn ánh sáng màu vàng ống, làm cho nó càng uy vũ bất phàm một cổ đại yêu chi uy chấn động tại đại điện bên trong chúng linh thú nhộn nhịp trong lòng rung lên cảm nhận được cổ uy áp này trong lòng bọn họ sinh ra một loại muốn cúng bái cảm xúc mà còn cổ uy áp này lại mạnh lên ý vị này đại vương thực lực lại một lần nữa tăng cường linh thú nhất tộc làm biến mất kể từ hôm nay bản vương muốn sáng lập đại yêu tộc chúng ta chính là yêu tộc không phải là thú loại hôm nay bắt đầu thiên lăng châu chính là yêu tộc địa bàn ta là đại yêu vương Xích miêu uy vũ âm thanh truyền vang tại đại điện bên trong. Yêu tộc. Một đám linh thú tất cả đều ngẩn ngơ. Trong đó một cái linh thú mở miệng nói, đại vương, chúng ta vốn là linh thú A, há có thể quên tổ. Cái này không được. Ba. Xích miêu mở trừng hai mắt, yêu uy cuồn cuộn ngọc tiểu long một cái đuôi quét xuống, ba một cái, đem con linh thú kia đánh bay đi ra, nện xuống đất. Làm càng. Đại vương để ngươi mở miệng sao? Ngọc Tiểu Long trầm giọng cả giận nói lẫn nhau đã phối hợp ăn ý, tại con linh thú kia mở miệng chất vấn thời điểm, lúc này quả quyết xuất thủ, đem đánh bay đi ra. Xích Miêu nhìn xuống phía dưới chúng linh thú, lãnh đạm nói, quên tổ. Các ngươi chẳng lẽ muốn vây xe hết tại huyết mạch bên trong, không được tiến thêm, vĩnh viễn không phát vượt qua tiên tổ. Huống hồ, các ngươi tiên tổ, lại chẳng bên lẽ không phải thú loại. Linh thú cũng chỉ là thú loại, các ngươi muốn tự cam đọa lạc xuống dưới. Ta là đại yêu vương, khai sáng yêu tộc, tự nhiên sẽ truyền đại yêu chi pháp, đột phá huyết mạch tràn buộc đi ra thuộc về yêu tộc ta đại đạo tới. Xích miêu bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, người lập mà đứng tại, theo nó đứng lên, Ngọc Tiểu Long cũng cái đuôi chống đất, thẳng tắp dựng thẳng lên, độ cao so xích miêu thấp một cái đầu. Tiểu Cáp cũng là đứng ở trên mặt đất. Đại vương đều đứng lên, bọn họ tự nhiên không thể ngồi. Xích miêu nâng lên chân trái, to lớn hổ trảo bên trên, cùng phong mãnh liệt, hỏa diễm vần quanh, ẩn chứa cường đại phong hỏa chi uy, đây là xích miêu tu luyện ra được đại yêu thuật một trong cũng là nó trấn áp một đám siêu lục giai linh thú đại yêu thuật, chính là nó lấy phong hỏa hãm sát trận trận đồ, không ngừng tại khiếu huyệt bên trong miêu tả, dần dần tu luyện ra được pháp môn. Nhìn thấy không, đây chính là bản vương phượng hỏa đại yêu thuật, thực lực làm sao, các ngươi đều kiến thức qua, đây chỉ là đại yêu thuật một trong. Các ngươi bị khốn tại huyết mạch ràng buộc, mà bản vương lại không có cái này phiền não, như nhân tộc võ giả đồng dạng, có thể không ngừng tu luyện, không ngừng mạnh lên chẳng lẽ các ngươi cam nguyện vây xê hết tại huyết mạch ràng buộc bên trong vĩnh viễn không cách nào vượt qua tiên tổ vĩnh viễn là một cái thú loại một đám linh thú động tâm đối với bọn họ đến nói đột phá huyết mạch ràng buộc mới là cả đời theo đuổi đến mức không quên tổ đơn giản là tiên tổ thực lực càng mạnh bọn họ huyết mạch cuối cùng thay đổi đến mỏng manh theo đuổi huyết mạch tinh thuần đơn giản là muốn càng tiếp cận tiên tổ thực lực mà thôi bây giờ có đột phá huyết mạch ràng buộc cơ hội không những có thể đuổi kịp tiên tổ thậm chí vượt qua tiên tổ làm sao không động tâm? Ngọc Tiểu Long giờ phút này cũng mở miệng, ta chính là Ngọc Tinh Xà, các ngươi cũng biết huyết mạch hạng mức cao nhất làm sao, nhưng các ngươi nhìn ta, bây giờ thực lực làm sao? Chúng linh thú ánh mắt chớp động, Ngọc Tinh Xà tuy nói có giao huyết mạch, nhưng mà lột xác thành giao cơ hồ là không có khả năng, trừ phi thôn vệ giao tinh huyết. Ngọc Tiểu Long thực lực phi thường mạnh, mà còn cũng nắm giữ đại yêu chi thuật, hiển nhiên cũng không phải là tăng lên huyết mạch mang đến thực lực, mà là tu luyện đại yêu chi thuật. Xích Miêu nâng lên một cái chân, vỗ vỗ bên cạnh tiểu cáp đầu, nói, thấy không, các ngươi tam đại vương, chính là thôn sơn thiềm, hôm nay đã sớm vượt qua tổ. Chúng linh thú càng động tâm, thôn sơn thiềm A, tuy là linh thú, nhưng là cấp thấp, thậm chí bị linh tông thế gia nuôi dưỡng, dùng để chế túi đựng đồ. Mà tam đại vương, một cái thôn sơn thiềm, thực lực mạnh, vượt quá tưởng tượng. Đại vương anh minh thần võ, dẫn đầu chúng ta cuộc khởi giữa thiên địa, ta thề xê, hết cũng đi theo đại vương, vì ta yêu tộc cuộc khởi mà phấn đấu. Chúng linh thú bên trong, một cái lông trắng như tuyết sói, nhảy dựng lên, hai đầu gối quỳ xuống đất cao giọng nói. Tốt, tốt. Từ hôm nay, ngươi là yêu tộc trưởng lão đường đại trưởng lão. Xích miêu một mặt vẻ tán thưởng gật đầu nói. Cái này tuyết lan thực lực cực mạnh, tại một đám siêu lục giai linh thú bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu tên, mà còn cực kỳ giảo hoạt, thiện ở xem xét thời thế, chính xác làm ra có lợi cho chính mình quyết định. Chính như lúc trước, Xích miêu vừa ra tay, nó liền trực tiếp đầu hàng là một cái duy nhất không có bị đòn siêu lục giai linh thú cảm ơn đại vương ban ân. Tuyết Lan hưng phấn đầu đập tại trên mặt đất, kêu lớn. Từ hôm nay, linh thú nhất tộc, không còn tồn tại, chỉ có đại yêu tộc, người nào ủng hộ, người nào phản đối. Xích miêu một lần nữa trên ghế ngồi ngồi xuống, nhìn xuống một đám siêu lục giai linh thú hỏi. Đại vương anh Minh, sau ngày hôm nay, chúng ta chính là đại yêu, không phải là linh thú. Chúng linh thú nhìn nhau, đại thế không thể nghịch, huống hồ bọn họ cũng muốn vượt qua huyết mạch tràn buộc, dụng nhiệt bái phục cao giọng nói. Tốt, rất tốt, quản truyền ta đại yêu vương chi lệnh, thiên lăng châu chính là ta yêu tộc châu, lập yêu tộc trưởng lão đường, hộ pháp đường, thành lập yêu tộc quân hộ vệ. Chư vị, tuyển chọn một nhóm ta yêu tộc thiên kiêu đến thánh sơn, bản vương đích thân dạy bảo, bồi dưỡng ta yêu tộc thiên kiêu. Xích miêu hưng phấn truyền lệnh nói, là đại vương. Một đám linh thú nhộn nhịp cao giọng nói. Xích miêu móng vuốt vừa nhất, một bức họa phơi bày ra, khuôn mặt không hiện, nhưng là cho người cảm giác cao thâm khó lường. Đây là ta yêu tộc yêu tổ, thiên hạ đại yêu, nhất định phải kính bái yêu tổ, khắc ghi yêu tổ ân điển, khai sáng ta yêu tộc căn cơ." Xích Miêu thần sắc trang nghiêm, âm thanh cung kính nói. Chúng linh thú một mặt mộng bức, làm sao yêu tổ lão nhân gia ông ta, là người đâu? Lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi ra. Sợ trước lấy đại vương bất mãn, thậm chí bị đại vương trấn áp. Thất thần làm cái gì, còn không quỳ lạy yêu tổ." Ngọc Tiểu Long mở miệng nhắc nhở. Một đám linh thú nhộn nhịp quỳ lạy, bái kiến yêu tổ. Xích Miêu thỏa mãn gật đầu tại mọi thời khắc cũng không thể quên chủ nhân phải hiểu được lấy lòng chủ nhân đây mới là chính đồ đưa tay lại một họa lại một bức họa hiện lên chính là một bóng người xinh đẹp mặc dù không thấy cụ thể khuôn mặt nhưng lại có phong hoa tuyệt đại phong thái một khi nhìn thấy chân nhân nhất định có thể ngay lập tức nhận ra đây là yêu tộc thánh mẫu chúng linh thú tiếp tục mộng bức làm sao yêu tộc thánh mẫu lại là người a bái kiến thánh mẫu mặc kệ bái đi có khả năng như thế nhanh chóng mạnh lên đều là bởi vì tố linh tú luyện chế đang dược, cho nên ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, còn cần lấy lòng tố linh tú. Xích miêu đối chúng linh thú biểu hiện hài lòng. Lo nghĩ, hứa viêm là cái hung nhân, rất hung hãn cái chủng loại kia, mặc dù nó là đại yêu vương, nhưng là vẫn như cũ đắc tội không nổi. Vì vậy lại soạt một cái, một bức chân dung hiện lên. Đây là yêu tộc chí tôn. Bái kiến chí tôn. Đây là yêu tộc nhị tôn. Bái kiến nhị tôn. Đây là yêu tộc tam tôn. Bái kiến tam tôn chúng linh thú đều đã tê rần, làm sao chúng ta yêu tộc đại lão, tất cả đều là người a? xích miêu lo nghĩ, hứa viêm đều làm yêu tộc chí tôn, nếu là mạnh xung cùng phương hạo biết được, không có hai người bọn họ phần, chẳng phải là muốn đánh chính mình? phương hạo luyện khí, bày trận cũng là nó cần thiết, không thể đắc tội, vẫn là muốn lấy lòng một cái. mạnh xung nha, thân thể cường hãn, gần với hứa viêm hôn nhân, không thể đắc tội. kết quả là, dứt khoát tất cả đều kéo vào đi vào, trở thành yêu tộc đại lão được rồi. đến mức thạch nhị ba người tự nhiên không thể vượt qua bản đại vương hôm nay ta yêu tộc vừa lập cần chế định yêu tộc ta quy củ trưởng lão đường từ tuyết lan làm đại trưởng lão hộ pháp đường hộ pháp bản vương đích thân chọn lựa đích thân dạy bảo xích miêu bắt đầu ban bố yêu tộc quy củ thiết lập yêu tộc quân hộ vệ cùng với thành lập yêu tộc học viện phàm là yêu tộc thiên kiêu nhất định phải biết chữ biết viết chữ muốn làm một cái giống nó xích miêu đại vương đồng dạng văn hóa yêu yêu tộc cũng không phải là thú loại há có thể không có văn hóa chư vị ngồi ở đây, đều thiếu hụt một chút văn hóa, bản vương nơi này có một bản thư tịch, chính là bản vương trí tuệ tổng cương. Hôm nay liền phái phát cho các ngươi, sau khi trở về, nhất định muốn nghiêm túc học tập, bản vương sẽ khảo hạch. Thành tích xuất chúng người, có thể trước thời hạn thu hoạch được bản vương truyền thụ đại yêu chi pháp. Xích miêu vung tay lên, từng quyển từng quyển sớm đã chuẩn bị xong sách nhỏ, bay đến một đám linh thú trước mặt. Là, đại vương. Chúng linh thú tiếp nhận sách nhỏ, trịnh trọng thu lại. Xích Miêu đang muốn tiếp tục an bài nhiệm vụ, đột nhiên một cái linh thú chạy chậm vào, phù phù một cái chân trước quỳ trên mặt đất, đại vương, cái kia lừa gạt chúng ta linh thú người lại tới. Chương 324, tiêu tổ chân thân, đột phá thần tướng cảnh. Xích Miêu nghe xong, mở trừng hai mắt, trầm giọng nói, đem người cho bản đại vương mang đến. Đại vương, người kia thực lực không yếu, muốn bắt hắn không dễ dàng a. À. Con linh thú kia nói. Xích Miêu nghe xong, nhìn hướng một đám siêu lục giai linh thú, trầm giọng nói, vị nào đi đem người chụp tới. Đại vương, ta đi." Tuyết Lan ngay lập tức nhảy lên, không cho cái khác yêu cơ hội, ngay lập tức liền cuốn theo con linh thú kia, lao ra đại điện, để dẫn đường đi bắt người. Thiên Lăng Châu một chỗ, Chu Hành chính lại lừa gạt linh thú, chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, những linh thú này làm sao cùng ngày trước không giống nhau lắm đây? Trước đây tiến vào Thiên Lăng Châu, lừa gạt linh thú, cuối cùng ngự sử linh thú, đều không có bao nhiêu khó khăn, bây giờ trở nên có chút khó khăn. Những linh thú này vậy mà không thể nào nghe lừa, trực tiếp che lại lỗ tai một bộ không nghe bộ dạng. Kỳ quái, ta lừa gạt linh thú sự tình cũng không có tiết lộ ra ngoài a, à, những linh thú này vì sao một bộ sợ bị ta lời ngon tiếng ngọt lừa gạt bộ dạng. Chu Hành Chính trong lòng buồn bực không thôi. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, siêu lục giai linh thú. Chợt lại trấn định lại, siêu lục giai linh thú mà thôi, cũng không phải là không thể lừa gạt, bây giờ hắn đã luyện thần thiên nhân đỉnh phong, cũng nên lừa gạt một cái siêu lục giai linh thú. Vạn Thế Minh Chu Hành Chính, gặp qua linh thú vương các hạ không quản đối phương có phải là linh thú vương, tất nhiên là siêu lục giai linh thú, trước nâng một cái chuẩn không sai. Chính là tiểu tử ngươi đến ta yêu tộc đi lừa gạt đúng không? Tới đây cho ta. Chu hành chính mộng bức. Yêu tộc. Mà còn, đối phương một lời không hợp liền động thủ A. Hắn muốn phản kháng, làm sao thực lực đối phương quá mạnh, vượt qua hắn quá nhiều, mà còn một khi phản kháng, liền triệt để mất đi chỗ giảng hòa. Thú vương các hạ, có chuyện thật tốt nói, tại hạ không có ác ý. Ta chỗ này có chuẩn bị lấy ra một viên đang dược đến, lại lấy vạn thế minh danh nghĩa, lắc lư cái này siêu lục giai linh thú, nhục mạ ai là thú loại đâu? gia gia ngươi ta là yêu tộc, yêu tộc đại trưởng lão, tuyết lan mắng, chu hành chính triệt để mộng, ta tôn xưng ngươi thú vương a, làm sao lại biến thành nhục mạ? Mà. mà còn yêu tộc đại trưởng lão, linh vực chưa từng có qua yêu tộc a, cái này không phải liền là siêu lục giai linh thú sao? phụng thần uy bất phàm, vi chấn thiên hạ đại yêu vương chi mệnh, trước đến bắt ngươi cái thằng nhãi ranh. Tuyết Lan nói xong, một trảo liền đem Chu Hành Chính bắt đi qua. Trong đại điện, Xích Miêu ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, nhìn xuống phía dưới. Mà đại điện hai bên trái phải, một đám siêu lục giai linh thú túc nhiên nhi lập, nhìn xem Tuyết Lan đem Chu Hành Chính dẫn vào. Lúc này, Chu Hành Chính trong lòng có chút luống cúng, cuối cùng ý thức được, sự tình có chút không ổn. Ba. Tuyết Lan đem Chu Hành Chính ném xuống đất, cung kính nói ra, thần võ bất phàm đại yêu vương, Tuyết Lan phụng mệnh đem người này bắt được. Ân, rất tốt. Xích Miêu gật đầu nói. Chu hành chính giờ phút này mặt đều xanh biết, bên trong cung điện này, tất cả đều là siêu lục giai linh thú A, mà còn càng đáng sợ chính là, linh thú nhất tộc, ra một cái chân chính vương. Thống ngự toàn bộ linh thú nhất tộc A. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ba cái trên ghế ngồi, phân biệt ngồi một cái sặc sở mảnh hổ, trên cổ mang theo dây chuyền lớn bằng vàng, hiển thị rõ xa hoa cùng nhà giàu mới nổi khí thế. Bên trái là một cái ngọc dao, bên phải chính là thôn sơn thiềm. Cường đại như thế thôn sơn thiềm tôn cảnh đại yêu vương các hạ ta chính là vạn thế minh sứ giả chu hành chính chuyến này đến thiên lăng châu là vì vạn thế minh cùng linh thú nhất tộc ký kết minh ước thủ tục tiến hành đàm phán chu hành chính cảm thụ được cường đại lực áp bách cuốn quyết đầy mặt cung kính mở miệng nói trực tiếp đem vạn thế minh chuyển ra ngoài chính mình đại biểu vạn thế minh mà đến là sứ giả cũng không thể dê tiết sứ giả a là đơn ta vạn thế minh thành ý ta minh chuẩn bị trân quý vô cùng thế gian hiếm có đang dược kính hiến cho đại yêu vương các hạ chu hành chính trân tru lấy ra một bình đang dược tới bởi vì cùng trường thanh các tốt đẹp quan hệ lẫn nhau có chút tình nghĩa thiếu minh chủ phương hạo lại là trường thanh các chủ tố linh tú sư đệ cho nên hắn mua không ít đang dược thực lực như thế nhanh chóng tăng lên cũng cùng đang dược phụ trợ có quan hệ đương nhiên mấy năm này cũng dùng đang dược lừa gạt không ít linh thú cùng hắn rời đi thiên lăng châu chu hành chính tin tưởng chỉ cần mình chuyển ra vạn thế minh đi ra lại nịnh nọc một phen kính hiến đang dược đi lên chuyến này tất nhiên là hữu kinh vô hiểm Xích Miêu nhìn xem Chu Hành Chính trong tay đang dược, không nhịn được rơi vào trầm tư bên trong, thế gian này đang dược, chỉ có Trường Thanh Các mới có, toàn bộ linh vực chỉ có Tố Linh Tú biết luyện chế. Đây chính là yêu tộc thánh mẫu. Nếu như là Trường Thanh Các người quen, liền không thể đánh dê đi bất quá Trường Thanh Các bây giờ làm sao, nó cũng không hiểu rõ lắm, có hay không đã đối ra ngoài bán đang dược. Móng vuốt vung lên, Chu Hành Chính trên tay đang dược liền bay tới, mở ra xem xét, đúng là đang dược không thể nghi ngờ, xuất từ Tố Linh Tú chi thủ. Nó trực tiếp thu vào. Chu Hành Chính gặp một lần, lập tức thở dài một hơi. Túi đựng đồ giao ra đi. Kết quả Xích Miêu nâng lên một cái chân, lộ ra một cái bén nhọn lợi trảo, hướng hắn câu nhất câu nói. Là, là. Chu Hành Chính trong lòng thầm mắng, nhưng là chỉ có thể ngoan ngoãn đem túi đựng đồ giao ra. Còn tốt, ta từ thiếu minh chủ nơi đó thu hoạch được một cái nhẫn chứa đồ, không phải vậy liền bị vơ vét không còn gì. Chu Hành Chính âm thầm vui mừng, chính mình trân tàn đồ vật, đều tại trong nhẫn chứa đồ. Túi đựng đồ loại này linh vực lạc hậu đồ vật, bên trong chỉ để vào một phần nhỏ trân tàn, chính là vì tránh cho có một ngày bị người vơ vét đi nha. Chiếc nhẫn kia cũng giao ra. Xích miêu lợi trảo tiếp tục câu nhất câu nói. Công kính thần võ bất phàm đại yêu vương, chiếc nhẫn này, chính là ta yêu nhất người chỗ đưa, tính vật đính ước, mong rằng đại vương dơ cao đánh khẽ một hai, ta yêu nhất người, đã cách ta mà đi, đây là nàng lưu cho ta duy nhất tính vật. Chu hành chính trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này mập lão hổ chuyện gì xảy ra, vì sao để mắt tới cái này nhẫn chứa đồ. Bất quá, hắn lúc này liền bắt đầu biên chuyện xưa đây là yêu nhất di lưu chi vật nói đến phần sau đỏ ngầu cả mắt nước mắt đều muốn rớt xuống thật là người nghe đồng tình trực giác thang đây là một cái trọng tình người một đám linh thú nhìn hướng chu hành chính ánh mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ đồng tình lấy ra bản vương sẽ không muốn ngươi chiếc nhẫn xích miêu nhưng là nghiêm mặt nói chu hành chính trong lòng chửi ầm lên cái này mập hổ chuyện gì xảy ra không có chút nào đồng tình cảm nhận được cặp kia ánh mắt bén nhọn nuốt nước miếng một cái đem chiếc nhẫn nộp ra. Không hoảng hốt, thiếu minh chủ luyện chế chiếc nhẫn, ta lưu lại ấn ký, những người còn lại là không phát hiện được bên trong có không gian. Chu hành chính trong lòng thoáng trấn định, tôn kính thần võ đại yêu vương, mong rằng ngươi có khả năng trả ta tính vật đính ước, không có nó ta cũng không biết nên như thế nào sống sót. Yên tâm, sẽ trả ngươi. Xích miêu gật đầu, sau đó tại chu hành chính ánh mắt cơ hờ, hiếp sợ bên dưới, xích miêu phá trừ ấn ký hắn, đem trong nhẫn chứa đồ đồ vật, tất cả đều dời đi đi ra, bỏ vào túi đựng đồ bên trong, sau đó đem những chứa đồ ném về cho hắn. Trả lại ngươi. Chu hành chính khóc không ra nước mắt, thịt đau đến không được, lại chỉ có thể vẽ mặt cầu xin, lộ ra thần sắc cảm kích, cảm ơn đại yêu vương. Ân. Xích miêu gật đầu. Trong lòng cười lạnh, điểm này thủ đoạn cũng muốn lừa gạt mình. Từ chỗ ngồi đi xuống, người lập mà đi, đi tới chu hành chính bên cạnh, móng vuốt lớn nhất câu, liền đem chu hành chính câu lên, dọa đến chu hành chính sắc mặt trắng bệch. Đang dược bao nhiêu tiền mua? Xích miêu nhìn hắn chầm chầm hỏi. A. À. Chu hành chính sững sờ. Bản vương biết rõ sự tình, nhiều hơn ngươi phải nhiều, mau nói. Xích miêu yêu uy chấn động nói. Đang dược đắt đỏ. Chu hành chính vốn muốn đem mua sắm đang dược giá cả hướng cao thổi, chỉ là trong lòng khẽ động, trực giác nói cho hắn, nếu là đang dược giá cả hướng cao thổi, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Vì vậy đổi một cái thuyết pháp nói, mặc dù đang dược đắt đỏ, nhưng ta dù sao có chút quan hệ, mua một tặng một, đại vương nếu là cần, ta nguyện ý mua hộ. Xích miêu hiểu mua một tặng một, nói rõ người này cùng trường thanh cát, vẫn còn có chút quan hệ. Xích miêu móng vuốt vung lên nói. Là, đại vương. Một đám linh thú nhộn nhịp rời đi, an bài các hạng thủ tục, yêu tộc vừa lập, tiếp xuống sẽ khá là bận rộn. Xích miêu ông bả vai chu hành chính, phản phất ông một cái con gà con, nói ra, đến, chúng ta thật tốt hàng huyên một chút. Ngọc Tiểu Long cùng Tiểu Cát cũng bu lại. Đại Trạch Châu, Kim Hà Hồ, Trường Thanh các phi thuyền bên trên, Tố Linh Tú cùng Nguyệt Nhi, chính đang thương nghị trạm tiếp theo đi nơi nào nếu không, đi thắng châu đi. Nguyệt Nhi lo nghĩ nói. Đại Chu quốc sao? Tố Linh Tú trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu. Thắng Châu, Đại Chu quốc thống ngự, chính là linh vực duy nhất không nhận Linh Tông thống ngự, có thể so với siêu nhiên Linh Tông Vương Triều, tại linh vực 18 châu bên trong, Thắng Châu là hiện nay duy nhất còn có võ đạo học viện địa phương. Đại Chu võ đạo học viện, cũng là vì chọn lựa thiên kiêu, là Đại Chu quốc bồi dưỡng cường giả nền tảng vị trí. Mà Đại Chu Kinh Thành, có một tòa hoàng gia võ đạo viện, có thể vào viện này học sinh, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú trác tuyệt người, trong đó đại chu trọng thần dòng giỏi, thiên phú ưu việt người cũng đều tại cái này học viện bồi dưỡng. Vậy liền đi đại chu A, vừa vặn đi gặp một lần cố nhân. Tử vận cầm ngọc lệnh, chính là đến từ đại chu hoàng thất, cũng không biết nàng tại đại chu như thế nào. Đi đại chu, trạm tiếp theo đi Vân Sơn Châu đi. Tố Linh Tú lo nghĩ nói. Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miễu Miễu tại Thái Miễu Tông, đi tới linh vực thời gian dài như vậy, cũng nên tụ họp một chút, dù sao lẫn nhau đều là đến từ nội vực, mà còn giao tình cũng không tệ lắm. Lại lưu ba ngày, ba ngày sau liền rời đi. Tố Linh Tú làm quyết định. Cái đình bên trong, Lý Huyền thở ra một hơi, thái thương thư tờ thứ 11 đạo tắc đồ văn, hắn cuối cùng triệt để khắc ghi xuống. Trang thứ 12 sẽ càng thâm ảo hơn, càng khó có thể hơn khắc ghi. Lý Huyền trong lòng cảm thán. Đột nhiên, đại đạo Kim Thư lật ra, Kim Quang hiện lên mà ra. Sủng vật của ngươi xích miêu, sáng lập yêu lệnh tộc, Phụng ngươi là yêu tổ, ngươi thu hoạch được yêu tổ chân thân. Lý Huyền khẽ giật mình. Yêu tộc, cái này xích miêu, thật đúng là được a. À. Trong lòng không nhịn được cảm thán, chợt lại mừng rỡ đi lên, không uổng công chính mình như vậy tĩnh tâm tài bồi xích miêu, quả nhiên không có để chính mình thất vọng. Yêu tổ chân thân, cùng thần võ chân thân khác biệt, thần võ chân thân cùng loại phân thân của hắn một loại, thực lực không cách nào cùng bản tôn chờ đủ. Mà yêu tổ chân thân, nhưng là cùng hắn bản tôn cảnh giới chờ đủ, yêu tộc thực lực càng mạnh yêu tổ chân thân chiến lực cũng sẽ càng mạnh, thậm chí trực tiếp đem yêu tộc lực lượng tụ đến, ngắn ngủi tăng cao thực lực. Bất quá có một chút hạn chế, yêu tổ chân thân thi triển đều là yêu tộc chi thuật, cho dù là thần thông, cũng là yêu tộc thần thông, đây là cố định. Mà còn, yêu tổ chân thân không có một cái cố định hình thái, có thể là hình người, cũng có thể hóa thành các loại đại yêu chi hình. Phàm là yêu tộc chi thuật, yêu tổ phân thân đều tất nhiên nắm giữ, lại uy lực gấp bội tăng cường. Càng có một cái chỗ đặc biệt, yêu tổ chân thân có khả năng lấy yêu tổ thân phận, đem ý chí truyền lại cho tất cả yêu tộc, càng có khả năng lấy cùng loại báo mộng phương thức, cho yêu yêu tôn chỉ điểm cùng giao cho truyền thừa. Cái này đại yêu võ đạo, muốn coi trọng một cái mới được, xích miêu thực lực, còn chưa đủ mạnh, mà còn không có đại yêu thần thông khái niệm, nhất định phải cho nó truyền càng nhiều đại yêu chi thuật, đại yêu thần thông mới được. Lý Huyền trong lòng suy nghĩ, nên thật tốt khai cuộc một cái đại yêu võ đạo. Có yêu tổ chân thân, vừa vặn có thể truyền cho xích miêu một chút đại yêu thần thông loại hình khái niệm để nó tiếp tục tham ngộ tu luyện không nghĩ tới a à, lúc trước tiện tay chọc tới một con mèo to lại có thiên phú như vậy lý huyền thổn thức không thôi hắn phát hiện từ khi xích miêu đi theo hứa mẫu học thức chữ về sau tự hồ ngộ tính liền bắt đầu tăng lên linh trí cũng không ngừng tăng cường chân chính là một cái văn hóa hổ a à. đại yêu võ đạo phương hướng tu luyện đã xác định cũng là không cần quan tâm bất quá còn chưa có đại yêu thần thông những này phong phú một cái đại yêu võ đạo chi thuật nhiều chỉ điểm một chút xích miêu lý huyền trong lòng kích động nếu là có một ngày, gặp phải cường địch, đối phương cho rằng cùng nhất chia 5 năm, đột nhiên vận dụng yêu tổ chân thân, lấy hai đánh một, vài phút đánh nổ cường địch A. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Kết quả là, Lý Huyền tạm thời buông xuống nghiên cứu thái thương thư trang thứ 12, mà là bắt đầu phong phú đại yêu võ đạo, nhất là yêu tộc thần thông loại hình khái niệm. Ba ngày sau, trường thanh các phi thuyền đằng không mà lên, thẳng lên trong mây, hướng đại chu quốc mà đi. Trong mây bên trên, một chiếc huyển lệ phi thuyền đang phi hành bên trong, lấy cùng luyện thần võ giả tương đương tốc độ bay đi, không có cấp bách đi đường. Không sai biệt lắm, hy vọng xích miêu, đừng để ta thất vọng a. À. Lý Huyền cuối cùng đem yêu tộc thần thông chờ loại hình phong phú đi ra, chủ yếu là lấy trận đồ hình thức biên đi ra, dù sao xích miêu đại yêu chi thuật, đều là từ trận đồ bên trên ngộ ra đến. Những này trận đồ, Lý Huyền sắp xếp thiên địa phát tắc, thậm chí cuối cùng mấy tấm trận đồ, sắp xếp mấy đầu thái thương thư trang thứ 10 đạo tắc đi vào. Lấy yêu tổ chân thân, cho xích miêu đến cái báo mộng để cái này mèo to mở mang kiến thức một chút chủ nhân thủ đoạn. Lý Huyền đang chuẩn bị vận dụng yêu tổ chân thân chi năng, cho Xích Miêu đến cái cùng loại báo mộng liên hệ, đại đạo kim thư đột nhiên lật ra. Đồ đệ ngươi hứa viêm, minh ngộ thần tướng cảnh võ đạo chi pháp, ngươi đột phá thần tướng cảnh. Trong chớp nhoáng này, thực lực trên diện rộng tăng vọt, phản phất một ý niệm, liền có thể khống chế thiên địa pháp tắc. Đột phá thần tướng cảnh. Lý Huyền hưng phấn không thôi, cuối cùng lại đột phá. Thần tướng cảnh, chân chính có thể khống chế thiên địa phát tắc lấy hắn đối với thiên địa pháp tắc thấy rõ, bây giờ đột phá thần tướng cảnh về sau, lật tay ở giữa, thiên địa pháp tắc gần như có thể tùy tâm sở dục điều khiển. Mà còn, theo đột phá thần tướng cảnh, đã có đủ lĩnh hội thiên địa pháp tắc bên trên, thiên địa đạo tắc năng lực. Thiên địa pháp tắc ở trong mắt Lý Huyền, đã có thể thấy rõ ràng, một ý niệm liền có thể khống chế thiên địa pháp tắc, hóa thành võ đạo thần tướng để bản thân sử dụng. Mà thiên địa pháp tắc bên trên, hắn đã cảm ứng được càng thêm huyền diệu đạo tắc. Lờ mờ ở giữa Phản phất nhìn thấy cùng thái thương thư trang thứ 10 đối ứng đạo tắc vận chuyển. Chương 325, lên thái Miễu tông tìm cố nhân. Đạo tắc chi diệu, thì ra là thế a. Lý Huyền trong lòng cảm thán một tiếng, lúc này hắn nghiên cứu thái thương thư đạo tắc, sẽ không như phía trước đồng dạng cố hết sức, sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít. Bên trên thần tướng cảnh, chính là phá hư cảnh, tránh phát thiên địa pháp tắc gò bó, như vậy phá hư bên trên, chính là chạm đến đạo tắc. Đạo tắc chính là thiên địa căn bản, mà võ giả tự thân võ đạo pháp tắc cũng nên tăng thêm một bước hóa thành võ giả chi đạo thì nhưng cái này tăng lên cũng không phải là một lần là xong đối với võ giả mà nói thân thể nguyên thần chính là thiên địa theo đột phá thần tướng cảnh đối với đạo tắc minh ngộ càng nhiều phá hư bên trên cảnh giới võ đạo lý huyền có cấp độ càng sâu ý nghĩ đã có võ đạo lý luận thậm chí về sau hai ba cái cảnh giới đều có linh cảm lại muốn bận rộn một đoạn thời gian lý huyền thổn thức cảm thán thời gian kế tiếp hắn lại muốn ném vào đến võ đạo đại nghiệp bên trong duy trì liên tục hoàn thiện võ đạo phương hướng, đem hết khả năng làm cho biên đi ra võ đạo càng cường đại. Thần thông võ điển đến nay còn chưa triệt để hoàn thiện đây. Mạnh sung thân thể võ đạo đến tiếp sau tu luyện, cũng muốn tiến một bước hoàn thiện đi ra. Trước cho xích miêu truyền thừa yêu tộc thần thông đi. Lý Huyền trầm ngâm một chút, liền vận dụng yêu tổ chân thân chi năng, lấy cùng loại báo mộng phương thức, đem yêu tộc thần thông loại hình truyền cho xích miêu. Thiên Lan Châu, yêu vương điện bên trong. Xích miêu đột nhiên một cái hoảng hốt, ý thức phản phất tiến vào mộng cảnh bên trong, nó nhìn thấy chủ nhân của mình. Trong chớp nhoáng này, nó lúc này biến thân mập mèo, chạy chậm đến chủ nhân bên chân cỏ sát, meo meo. Bán manh lấy lòng. Liền xem như nằm mơ, cũng muốn nhớ tới lấy lòng chủ nhân. Ngươi cái này mèo to ngược lại là thú vị. Lý Huyền yên lặng, vuốt vuốt xích miêu mập mạp đầu, nói, được rồi, chớ bán manh, ngươi tất nhiên sáng lập yêu tộc, vậy liền truyền cho ngươi yêu tộc thần thông, ngươi nhưng muốn nhớ kỹ, thật tốt lĩnh hội, lớn mạnh yêu tộc đi. Dừng một chút, lại nói, ngươi muốn triệt để khống chế những cái kia linh thú, có thể yên tâm truyền cho chúng nó đại yêu chi pháp, không đến mức mất khống chế, ngươi cũng từ trong tìm hiểu ra pháp môn tới. Xem chính ngươi bản lĩnh, được hay không được, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lý Huyền cũng không nhiều lời, lấy điểm yêu thuật chi pháp, đem yêu tộc thần thông loại hình đồ văn, truyền vào xích miêu ý thức bên trong. Truyền xong sau, Lý Huyền lại lần nữa vuốt vuốt xích miêu mập mạp đầu, nói, được rồi, chính ngươi thật tốt lĩnh hội đi. Hình ảnh vỡ vụn, xích miêu hoảng hốt lấy lại tinh thần, ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là mình quá nhớ chủ nhân, mới sẽ làm cái này mộng. Chợt, nó hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, ý thức bên trong có yêu tộc thần thông loại hình đồ văn, đó là chủ nhân truyền cho nó. Mèo mèo, xích miêu nhất định cố gắng lớn mạnh yêu tộc. Lúc này xích miêu minh bạch, chủ nhân đã biết nó sáng lập yêu tộc, cho nên truyền cho yêu tộc thần thông chi pháp, để nó có càng nhiều thủ đoạn, đem yêu tộc phát triển lớn mạnh. Đem yêu tộc thần thông loại hình, tất cả đều truyền cho xích miêu về sau, Lý Huyền bắt đầu toàn tâm ném vào đến chính mình võ đạo đại nghiệp bên trong, đem võ đạo tiến một bước hoàn thiện tăng cường. Đem phá hư cảnh về sau võ đạo tu luyện lý luận biên đi ra, hoàn thiện đại nhật bất diệt kim thân về sau thân thể võ đạo phương pháp tu luyện. Biên thần thông võ điển các loại. Đồng thời mỗi ngày dành thời gian nghiên cứu thái thương thư thiên địa đạo tắc. Võ đạo rất khó khăn, ta mỗi ngày vắt hết ốc, vất vả biên võ đạo cũng không dễ dàng a, à, trên đời này liền không có mấy cái võ giả so ta vất vả. Lý Huyền trong lòng cảm thán, mặc dù hắn không cần vất vả tu luyện, nhưng biên võ đạo cũng là rất vất vả. Hứa Vi một bên tiến về Vân Sơn Châu, một bên chảy vuốt thần tướng cảnh võ đạo chi pháp, cuối cùng triệt để chảy vuốt xong xuôi, đem thần tướng cảnh võ đạo chi pháp tìm hiểu đi ra. Phá hư cảnh rất khó khăn tìm hiểu, có thể muốn đột phá thần thông cảnh, chân chính hiểu được thần thông huyền diệu về sau, mới có rõ ràng cảm ngộ đi. Hứa Viêm lắc đầu, tìm hiểu ra thần tướng cảnh võ đạo chi pháp đã tiêu phí không ít thời gian. Phá hư cảnh võ đạo chi pháp, muốn tìm hiểu ra đến, lấy hiện giai đoạn cảnh giới võ đạo, chỉ sợ là khó mà làm đến. Hắn cũng không gấp, trước mắt mà nói, đột phá thần nguyên cảnh viên mãn, dành dụng nội tình về sau, đột phá thần thông cảnh về sau lại lĩnh hội không muộn. Không biết Đỗ cô nương vân cô nương như thế nào. Đi tới Vân Sơn Châu, tự nhiên là muốn đi Thái Miễu Tông. Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miễu Miễu, đều là cầm ngọc lệnh tiến vào linh vực, mặc dù vừa vào linh vực liền đi tới siêu nhiên linh tông Thái Miễu Tông, nhưng mà lấy linh vực nghiêm ngặt công ty đẳng cấp, cùng với đối nội vực người kỳ thị tâm tính, thời gian chưa hẳn có thế trôi qua tốt. Không biết tạ huynh ở nơi nào, tìm đổ cô nương hai người hỏi một chút. Đi tới linh vực về sau, liền không có tạ lăng phong cùng hắn cha tạ thiên hoành tin tức, theo trường thanh các danh truyền linh vực, hắn hứa viêm chi danh uy chấn linh vực, cũng không thấy tạ lăng phong tìm đến. Lấy tạ huynh thiên tư, cũng đã thần ý cảnh viên mãn, vô hậu tiếp theo công pháp, liền không cách nào đột phá. Hứa viêm hướng về thái miễu tông mà đi. Tạ thiên hoành hai phụ tử cùng đỗ ngọc anh ba nữ cùng một chỗ tiến vào linh vực có thể có khả năng biết được tạ lăng phong hạ lạc đi hướng linh vực cái kia một chỗ linh tông vân sơn châu thiên kiêu chi chiến hừng hực khí thế đến bây giờ có khả năng tham dự thiên kiêu chi chiến đều là đỉnh cấp linh tông tỉ mỹ bồi dưỡng ra được thiên kiêu không có chỗ nào mà không phải là bảo thể thiên phú bất quá đối với hứa viêm đến nói những này cái gọi là thiên kiêu hắn sớm đã không coi vào đâu thậm chí liền xuất thủ hào hứng đều không có thực lực căn bản không ở cùng một cấp bậc đây chính là thái miễu tông a đi tới Thái Miểu Tông trước sơn môn, Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn lại, ngọn núi mây mù mịt mờ, lấy hắn thực lực, đều không nhìn thấy đỉnh núi, mà còn không biết vì sao, luôn cảm thấy đỉnh núi có một loại như mộng ảo không chân thật cảm giác. Thái Miểu Tông nghe nói tại Siêu Nhiên Linh Tông bên trong, thuộc về nội tình sâu nhất, thực lực tối cường một cái, mà còn chân chính có một loại siêu nhiên thế ngoại bộ dạng. Rất ít can thiệp linh vực võ đạo giới sự tình, đối với Vân Sơn Châu thống ngự, cũng không giống cái khác siêu nhiên linh tông như vậy bá đạo. Hứa Viêm cất bước hướng về Thái Miểu Tông sơn môn đi đến trong đầu hiện ra liên quan tới Thái Miểu Tông tin tức. Thái Miểu Tông lấy nữ đệ tử chiếm đa số, mà còn đối với thiên phú, tướng mạo đều có cực cao yêu cầu, cái này cũng chú định Thái Miểu Tông đệ tử so còn lại siêu nhiên linh tông muốn ít. Nam đệ tử số lượng, tục truyền chỉ chiếm Thái Miểu Tông đệ tử hai thành tả hữu, lại mỗi một vị nam đệ tử, đều tất nhiên là tướng mạo tuấn tú. Thái Miểu Tông nam đệ tử, sau lưng được người xưng là Thái Miểu Tiểu Bạch Kiểm, thiếu hụt nam tử khí khái. Hứa viêm thì thầm trong lòng, đây đều là hắn biết được liên quan tới Thái Miểu Tông tin tức. Thái Miểu Sơn Môn, tạp vụ nam tử không được đi vào. Thái Miểu Tông trước Sơn Môn, một tên mặt trắng không râu, tướng mạo tuấn lãng nam tử ngăn tại hứa viêm trước mặt nói. Hứa viêm quan sát một chút người này, thực lực luyện thần thiên nhân hậu kỳ, mặt trắng không râu, tướng mạo tuấn lãng, quả thật rất có tiểu bạch kiểm khí chất. Tại hạ kiếm thần hứa viêm, nên đến Thái Miểu Tông thăm hỏi cố nhân. Hứa viêm chắp tay mở miệng nói. Không cho ngoại lai nam tử đi vào, vậy liền không tiến vào, hắn hứa viêm lại không thèm khác. Để người thông báo một tiếng, đổ cô nương cùng vân cô nương xuống núi một lần chính là. Ngươi là hứa viêm. Tên nam tử kia thần sắc biến đổi. Đúng vậy. Hứa viêm gật đầu. Nam tử thần sắc đại biến, thân hình điên cuồng lui lại, cao giọng gọi, hứa viêm đến trắng ta thái miễu sơn sơn môn, chư vị trưởng lão mau tới nha. Một bên kêu, một bên điên cùng trốn vào sơn môn bên trong. Hứa viêm. Người này có phải là có tật xấu hay không? Lỗ tai không dùng được chính mình không phải nói, tới bái phỏng cố nhân A, à, chỗ nào nói đến trắng thái miễu sơn sơn môn. Hứa viêm có chút mộng, nhìn xem nam tử thân hình, biến mất tại thái miễu sơn bên trên, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Thái miễu sơn trước sơn môn đã không người nào, hứa viêm lo nghĩ, cất bước hướng về thái miễu tông bên trong sơn môn đi đến. Cái gì ngoại lai nam tử không được đi vào, cái này phá quy cũ, hôm nay không tồn tại. Mà giờ khắc này, toàn bộ thái miễu tông oanh động. Tiếp sau thiên vũ điện về sau, hứa viêm lại muốn đến chắn thái miểu tông sơn môn cùng vọng a hứa viêm chớ cho rằng ta thái miểu tông như thiên vũ điện đồng dạng dễ bắt nạt hay sao trưởng lão đợi ta đi trấn áp hắn trong lúc nhất thời thái miểu tông đệ tử bắt đầu hướng về sơn môn tụ đến thái miểu tông trưởng lão cũng là đôi mi thanh tú nhăn lại xuất hiện ở tên nam tử kia trước mặt hứa viêm muốn khiêu chiến người nào tên nam tử kia trong mắt y nguyên có vẻ mặt kinh hoảng nói hắn trực tiếp tới ta thái miểu sơn môn phía trước nói thẳng thăm hỏi cố nhân cái kia tất nhiên là tới kiêu chiến, chắn ta tông sơn môn, may mắn ta chạy nhanh, không phải vậy liền bị hắn lấy ra lập uy. Lúc trước hứa viêm chắn thiên vũ điện sơn môn, liền cầm thiên vũ điện bảo vệ sơn môn võ giả lập uy, nếu không phải mình trốn đến nhanh, một khi hứa viêm nói ra người kiêu chiến chi danh, sợ rằng liền sẽ nghĩ biện pháp lấy chính mình đến lập uy, bức bách thái miễu tông thiên kiêu ứng chiến. Hứa viêm, hung danh tại bên ngoài A. Tên nam tử kia một phen não bổ về sau, càng nghĩ càng là kinh hãi, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh đến, đồng thời vui mừng chính mình ứng biến thần tốc ngay lập tức chạy đến sơn môn tới thái miểu tông trưởng lão thần sắc lạnh lẽo hứa viêm như vậy cùng vọng vậy mà còn nghĩ đến cầm thủ sơn võ giả lập uy. nàng thân hình khẽ động liền hướng sơn môn bên dưới mà đi ở sau lưng nàng là quần tình mãnh liệt một đám thái miểu tông đệ tử còn có còn lại mấy vị trưởng lão hứa viêm ngươi làm càng tên kia trưởng lão còn chưa tới sơn môn bên dưới liền nhìn thấy hứa viêm khoan thai leo núi mà đến không nhịn được nổi giận ta chỗ nào làm càng ngược lại là các ngươi thái miễu tông cũng quá không có quy củ a à, ta đường xa mà đến thăm hỏi các ngươi liền như thế đãi khách hoặc là cảm thấy ta hứa viêm không xứng thăm hỏi các ngươi thái miễu tông hứa viêm cũng là một mặt không vui chính mình cũng không phải là đến gây chuyện đến mức như vậy hưng sư vấn tội sao thăm hỏi ngươi không phải đến trắng ta thái miễu tông sơn môn tên kia trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo chợt lại giận nói ta thái miễu tông quy củ ngoại lai nam tử không được đi vào ngươi vậy mà đăng lâm sơn môn đây là trà đạp ta thái miễu tông hôm nay liền đem ngươi cầm xuống, không hối hận qua sám hối, mơ tưởng trời đi thái miễu tông. Nói xong, đưa tay liền hướng về hứa viêm chọc tới. Thiên địa vĩ lực tập hợp, công kích mờ mịt, phản phất khiến người khó mà bắt giữ công kích quỷ tích. Đăng các ngươi thái miễu tông sơn môn lại có thể thế nào? Đây không phải là các ngươi thất lễ trước sao? Hứa viêm một trưởng vỗ ra. Ngao! Hoàng kim cự long ầm vang mà ra, nháy mắt đem tên kia trưởng lão đánh bay ra ngoài. Chỉ là ngưng luyện hai sợi thiên địa linh cơ võ giả, đã không bị hắn để ở trong mắt. Một đầu hoàng kim cự long, từ thái miễu tông chân núi bay cao mà đến, cự long trên đầu, ngạo nghễ mà đứng một tên phong thần tuấn lãng thiếu niên. Nguyên bản quần tình mãnh liệt một đám thái liễu sơn đệ tử, giờ phút này đều sợ ngây người, trừng lớn hai mắt nhìn xem từ chân núi bay cao mà đến hoàng kim cự long, cùng với cự long trên đầu thiếu niên. Mà tại hoàng kim cự long phía trước, một thân ảnh bay ngược mà lên, ném xuống đất, chính là xuống núi hưng sư vấn tội tên kia trưởng lão. Giờ phút này, không người tiến lên dìu đỡ, tất cả đều rung động mà nhìn xem ngự long mà đến hứa viêm tên kia thái miễu tông giữ cửa võ giả giờ phút này nuốt nước miếng một cái trong lòng vui mừng chính mình ứng biến thần tốc nếu không liền muốn cao ương hứa viêm quả nhiên như truyền ngôn là cái hôn nhân a à. hứa viêm thật tuấn tú a à. trong đám người một đạo hâm mộ âm thanh vang lên đúng nha đúng nha hứa viêm quá tuấn tú quá bá khí quá một đám thái miễu tông nữ đệ tử bên trong không ít người đều phát ra tiếng than thở các nam đệ tử đó là địch nhân a các sư tỷ muội có thể hay không có chút chí khí a tại hạ hứa viêm cũng không có ác ý cái này đến là thăm hỏi cố nhân hứa viêm mở miệng nói ra dưới chân hoàng kim cự long biến mất hắn rơi vào trên mặt đất lạnh nhạt nhìn hướng một đám thái miểu tông đệ tử mỹ nữ này thật nhiều a là cái tôi luyện tâm cảnh nơi tốt chẳng qua hiện nay ta đã không cần tôi luyện tâm cảnh hứa viêm trong lòng cảm thán một tiếng hứa viêm ngươi muốn thăm hỏi người nào ta thái miểu tông có ngươi cố nhân thái miểu tông hộ pháp trưởng lão trầm giọng hỏi hứa mổ cố nhân đỗ ngọc anh cùng vân miểu miểu hai người ở nơi nào hứa viêm mở miệng nói ra đỗ ngọc anh cùng vân miểu miểu hộ pháp trưởng lão đôi mi thanh tú nhíu một cái chưa từng nghe hai người quay đầu nhìn hướng phụ trách đăng ký đệ tử danh sách trưởng lão hỏi ta thái miểu tông có cái này hai vị đệ tử sao không có tên kia trưởng lão lắc đầu nói hứa viêm ta thái miểu tông chưa từng có người ngươi muốn tìm Hứa Viêm lông mày ngưng lại, Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miểu Miểu cầm chính là Thái Miểu Ngọc lệnh tiến vào linh vực, tất nhiên là tiến vào Thái Miểu Tông, chẳng lẽ là vì hai nữ đến từ nội vực cho nên xảy ra ngoài ý muốn. Ta hai vị cố nhân, chính là cầm trong tay Ngọc lệnh mà đến, các ngươi cần phải biết, quả thật hay không? Vẫn là, ra cái gì không thể cho ai biết sự tình. Nói đến đây, Hứa Viêm ngữ khí trầm xuống. Ngọc lệnh. Hộ pháp trưởng lão ngơ ngác một chút, toàn tức nói, ta Thái Miểu Tông sớm đã không có phái phát ra Ngọc lệnh cái gọi là cầm ngọc lệnh mà đến, tuyệt đối không thế. Hứa viêm, ngươi nguyên cớ người, cầm ngọc lệnh chỉ sợ là giả dối, ta Thái Miễu Tông không có người ngươi muốn tìm. Hứa viêm cao mày, Thái Miễu Ngọc lệnh không thể nào là giả dối, Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miễu Miễu Ngọc lệnh, đều đến từ cùng là một người. Nghĩ tới đây, trầm giọng nói ra, cố nhân của ta cầm ngọc lệnh, chính là Thái Miễu Tân Mộng Nhu lưu lại. Làm càng. Hộ pháp trưởng lão lập tức giận dữ, quát lạnh nói, sư thúc chi danh, há lại ngươi có thể gọi thẳng ta nhìn ngươi hứa viêm là gan to bằng trời mượn cớ đến ta thái miễu tông kiêu kích hôm nay liền để ngươi biết thái miễu chi uy hứa viêm hơi nhớ mày việc này có chút không đúng bất quá hộ pháp trưởng lão hai tay vung lên từng mảnh từng mảnh cánh hoa bay lả tả mỗi một cánh hoa đều là sát chiêu ẩn chứa ngưng tụ đến một tia thiên địa pháp tắc lực lượng lấy thực lực mà nói sao thiên vũ điện trưởng đao trưởng lão còn phải mạnh hơn một bậc tất nhiên đối phương đã động thủ hứa viêm cũng không kiên nhẫn được nữa trực tiếp tìm tân mộng nhu hỏi một chút vốn là rõ ràng nếu như coi là thật chưa từng tới qua Thái Miểu Tông, cũng chỉ có thể đi Ngọc Châu tìm Trịnh Quốc Hoàng thất điều tra một phen. Cố nhân của ta cầm, chính là Tân Mộng Nhu còn sót lại Ngọc Lệnh, thật giả hay không, để Tân Mộng Nhu đi ra liền biết. Hứa viên một trưởng đánh ra, 18 đầu hoàng kim cự long xoay quanh, đánh phía Thái Miểu Tông hộ pháp trưởng lão, chân long hình ý chi uy, khuấy động bốn phương, giống như chân long giáng lâm đồng dạng. Chương 326, Mộng ảo chi tượng, tuệ kiếm con đường. Thái Miểu Tông mấy vị trưởng lão lập tức biến sắc, Mất quá thời gian mấy năm, hứa viêm thực lực vậy mà cường đại đến bước này. linh vực thiên kiêu, cái nào là đối thủ? hộ pháp trưởng lão cũng là thần sắc cứng lại, nàng cảm nhận được mãnh liệt uy hắc hiếp cảm giác xuất thủ. còn lại mấy vị trưởng lão, không lo được lấy nhiều khi ít có mất thái miểu tông uy nghiêm, dụng nhịp xuất thủ, thẳng hướng hứa viêm. một đám thái miểu tông đệ tử, cúng quyết lui lại, một khi bị tác động đến, không chết thì cũng trọng thương. trong lòng rung động, hứa viêm mới bao nhiêu lớn a? À? thực lực đã kinh khủng như vậy hứa viêm thật lợi hại a à? đúng vậy a à, đúng vậy a à, dài đến lại đẹp mắt thực lực lại mạnh đúng ta cho rằng ngọc sư đệ đã là khó gặp thanh tú công tử nhưng cùng hứa viêm so sánh vẫn là kém không ít a à. ngọc sư đệ kém quá xa thiếu dương cương bá khí ngươi nhìn hứa viêm quá uy phong quá bá đạo quá cường đại vẫy tay một cái ngự sử chân long a à. nghe đến sư tỷ các sư muội nghị luận thái miễu tông các nam đệ tử sắc mặt đều là xanh nhất là cái kia ngọc sư đệ cả người đều không tốt đại chiến cùng một chỗ nháy mắt chấn động thái miểu tông vậy mà cường giả tập sát thái miểu tông là vạn thế minh người sao nhã dung thân hình khẽ động xuất hiện ở chiến trường nàng chật thần sắc đại biến hứa viêm lúc này nhã dung đã là ngưng luyện thiên địa linh cơ võ giả để tân mộng nhu đi ra ta muốn hỏi cái rõ ràng đỗ ngọc anh cùng vân miễu miễu ở nơi nào có hay không các ngươi thái miễu tông làm cái gì không thể cho ai biết sự tình hứa viêm lạnh lùng mở miệng. Một ý niệm, 18 đầu cự long hóa thành 18 chui cự kiếm, kiếm quan tầng tầng lớp lớp, kiếm trận vần quanh mà ra, đem mấy tên thái Miểu tông trưởng lão vây vào giữa. Đến tìm người. Nhã Dung có chút bất đắc dĩ, Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miễu Miễu liên lụy tới sư tôn tân mộng nhu bí sự, bởi vậy vào thái miễu tông lúc, mấy vị này trưởng lão cũng không biết. Dừng tay đi. Nhã Dung thân hình khẽ động, đi tới hứa viêm bên cạnh, người ngươi muốn gặp, ta mang ngươi đi. Hứa viêm lông mày nhíu lại, kiếm trận biến mất, tên này thái miễu tông nữ tử hắn nhận ra ban đầu ở thiên vũ điện sơn môn đại chiến đối phương liền tại cách đó không xa quan chiến nhã dung sư muội ngươi hộ pháp trưởng lão kinh hải hứa viêm thực lực đồng thời không nhịn được cau mày nhìn hướng nhã dung hứa viêm cố nhân tại sư tôn nơi đó nhã dung thở dài một hơi nói hộ pháp trưởng lão Cao mày nàng vì sao không biết bất quá nhã dung chính là sư thúc đệ tử vẫn luôn là là sư thúc làm việc hai người kia sợ rằng thân phận có chút không tầm thường đi nhưng hứa viêm Bất quá, vừa nghĩ tới hứa viêm cuồng vọng, không những đạp phá thái miễu tông, không cho phép ngoại lai nam tử vào sơn môn quy cũ, càng đem một tên trưởng lão đánh bay, đây là trực tiếp khiêu khích A. À. Nếu là như vậy bỏ qua, thái miễu chi uy ở đâu? Ta ở trước sơn môn liền nói, tới đây thăm hỏi cố nhân, các ngươi người giữ cửa liền la hét, nói ta hứa viêm đến chắn các ngươi thái miễu sơn môn, cái này có thể không trách được ta. Hứa viêm đánh gãy nàng nói. Chính mình mặc dù leo lên thái miễu sơn môn, nhưng mà truy tìm nguồn gốc, cũng là thái miễu tông trách nhiệm. Đương nhiên, Hứa Viêm lo nghĩ, liền tính Thái Miểu Tông người giữ cửa hỏi thăm hắn thăm hỏi người, chỉ sợ cũng tìm không được Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miểu Miểu, chính mình đồng dạng sẽ xông tới tới. Cuối cùng y nguyên tránh không được động thủ. Hộ pháp trưởng lão trì trệ, để người bảo vệ cửa võ giả tìm đến, mà Hứa Viêm kinh thường đối chất, nhìn hướng Nhã Dung nói, ở đâu? Dẫn đường a, hoặc là để các nàng tới gặp ta cũng được. Hắn cái này đến, một là gặp một lần cố nhân, hai là vì thám thính tạ lăng phong hướng đi. Ngươi! Nhã Dung đang muốn để hứa viêm chờ, nàng đi bẩm báo một cái sư phụ, đột nhiên ngừng lại một chút, sửa lời nói, ngươi theo ta đến đi. Quay người mang theo hứa viêm, hướng về Thái Miễu Sơn đỉnh núi mà đi. Nhã Dung sư muội ngươi. Hộ pháp trưởng lão thần sắc biến đổi, đỉnh núi chính là Thái Miễu Tông Hạch Tâm Chi Địa, bình thường trưởng lão cũng không thể đi lên, càng không nói đến một ngoại nhân. Bất quá, nàng thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, chợt không tại nói cái gì. Hứa viêm lông mày nhíu lại, hiển nhiên là có người bí mật truyền âm, là Tân Mộng Nhu sao? dọc theo gập ghềnh chật hẹp đường núi, một đường hướng đỉnh núi đi đến, ven đường nhìn thấy một chút lịch sự tao nhã đình viện, đều là Thái Miểu Tông cường giả chỗ ở. Càng đến gần đỉnh núi, đường núi hai bên đóa hoa càng nhiều, cũng càng mỹ lệ hơn, xá tử ngàn đỏ, tại mờ mịt trong mây mù, như ẩn như hiện, có một loại mông lung mộng ảo vẻ đẹp. Chính ngươi lên đi, đỉnh núi phía dưới, có hai tòa lịch sự tao nhã đình viện, chính là người ngươi muốn tìm chỗ ở. Nhã Dung dừng bước lại nói. Tốt. Hứa viêm nhẹ gật đầu, không chút nào e sợ, càng không sợ có hay không có âm mưu, thực lực chính là hắn sức mạnh, cho dù chính mình thực lực không đủ để ứng phó tiềm ẩn nguy hiểm, còn có sư phụ thần thông ngọc phù đây. Thái miễu phong càng lên cao, càng có một loại mờ mịt cảm giác, càng có một loại cảm giác không chân thật. Ân. Hứa viêm đột nhiên dừng chân lại, nhìn hướng ngọn núi một chỗ, lông mày hơi nhíu, nơi đó tựa hồ có chút không tầm thường. Thái miễu tông bí địa sao? Không có tìm kiếm tâm tư, dù sao đây là thái miễu tông chi bí, mà là tiếp tục cất bước leo núi mà lên hai tòa đình viện đã xuất hiện ở trước mắt. Lịch sự tao nhã đình viện, nở rộ diễm lệ đóa hoa, mà tại cửa đình viện phía trước, thanh tú động lòng người đứng vững hai vị gia nhân. Chính là Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miễu Miễu. Nhiều năm không thấy, hai nữ càng mỹ lệ hơn động lòng người rồi. Nhất là Vân Miễu Miễu, so tại vô song các lúc, càng câu hồn phách người, phản phất thời khắc đều tại lay động người tiếng lòng. Hứa công tử. Đỗ Ngọc Anh lộ ra nụ cười vui vẻ, mặt Ngọc hiện ra đỏ ửng. Hứa công tử. Vân Miểu Miểu âm thanh truyền đến, thẳng vào nội tâm, treo chọc tiếng lòng. Đỗ cô nương, Vân cô nương, đã lâu không gặp. Hứa viêm lộ ra nụ cười, cất bước tiến lên, đột ngột dừng lại bước chân. Không thích hợp. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trầm ngưng, thần ý bao trùng mà ra, nhưng chỗ nhìn cảnh tượng, nhưng là không hề tồn tại vấn đề gì. Hứa công tử, ngươi mau tới nha. Đỗ Ngọc Anh bước nhanh tới, muốn dẫn hắn vào đình viện. Nhưng, Vân Miểu Miểu cũng bước nhanh tới, hai nữ giữa đường lẫn nhau trừng đối phương, tại tê tranh c hấp cái gì bất quá phản phất là tại truyền âm cãi nhau hai nữ sắc mặt càng ngày càng lạnh căm thù đối phương tư thái dần dần thay đổi đến rõ ràng hứa công tử trước hết nhất người quen biết là ta nên trước cùng ta ôn chuyện hừ hứa công tử lúc trước đến ta vô song cát ta cảm mến chiêu đãi cái này đến hẳn là trước cùng ta ôn chuyện Chật, hai nữ liền muốn động thủ phân ra cái thắng bại hứa viêm cao mày tinh tế đánh giá bốn phía hắn cảm giác chính mình tự hồ lâm vào một loại nào đó biểu hiện giả dối bên trong lại hoặc là một loại nào đó mộng ảo bên trong. Nhưng thần ý chỗ nhìn, ánh mắt thấy đều là chân thật, đình viện cũng là chân thật, chỉ bất quá hai nữ tự hồ là giả dối. Không thích hợp, đây là thủ đoạn gì? Hứa Viêm trong lòng rung lên, cái này đã không phải bình thường võ đạo thủ đoạn công kích, mà là một loại biểu hiện giả dối, một loại mộng ảo, cùng loại với huyễn thuật. Nhưng lại cũng không phải là thuần túy huyễn thuật, tự hồ là dựa vào chân thật hoàn cảnh mà bố trí đi ra giả tạo mộng ảo. Hứa Viêm không để ý đến hai nữ tê tranh c, thậm chí không để ý đến hai nữ kịch liệt chém dây kiết lôi kéo, không nhìn cái kia chợt hiện mỹ diệu phong quang, mà là tiếp tục nhìn xem cái này mộng ảo đồng dạng cảnh tượng, mộng ảo, mê chướng, tâm cảnh chỉ có vỡ vụn mộng ảo mới có thể tìm về chân thật, lấy ta bây giờ cảnh giới vậy mà nhất thời chủ quan phía dưới bị mộng ảo bao phủ, điều này nói rõ tâm cảnh của ta cuối cùng kém một chút, tâm kiếm cảnh tâm ta có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm, mộng ảo cũng có thể vì ta kiếm, nhưng chung quy là vào mộng ảo về sau mới thi triển phản kích thủ đoạn, như thế nào mới có thể, không nhìn tất cả những thứ này mộng ảo, tất cả những thứ này hư ảo chi tượng. Sư phụ nói, tuệ kiếm cảnh, tuệ kiếm chém tâm ma, tuệ kiếm chém tơ tình, tuệ kiếm chém ta. Trảm phá tất cả ma chướng, trảm phá tất cả không biết. Lòng có tuệ kiếm, trong vắt bản thân, tất cả đều là ta, không mê hoặc, không từ mê. Hứa viêm trong lòng có chút minh ngộ, trong chớp nhoáng này, trong đầu hắn linh Quang chợt hiện, phản phất hiểu rõ tuệ kiếm cảnh nên như thế nào tu luyện vừa vào tuệ kiếm cảnh, bất kỳ cái gì mộng ảo, bất kỳ cái gì ma chướng, đều chẳng qua là bọc nước, trong lòng hắn không chỗ che thân. Giờ khắc này, hứa viêm dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem ngay tại chém dê kiết hai nữ, nhìn xem y phục vỡ vụn, tư thái thước tha, mọi cử động mị hoặc thiên hạ, kiều diễn phong quan mê người hai của Mỹ diệu thân thể mềm mại. Mộng ảo không thật, nhưng là có thể xuất hiện thế gian xinh đẹp nhất phong quan. Có thể thẳng xúc động nhân tâm, tỉnh lại người trong lòng, chỗ hướng về đẹp nhất, hoặc là ác nhất, nhất sợ hãi một mặt hứa viêm cũng không vội ở thoát ly mộng ảo trực tiếp tại mộng ảo bên trong cảm ngộ bản thân tiến một bước rõ ràng tuệ kiếm cảnh con đường tu luyện đây là một cơ hội minh ngộ tuệ kiếm cảnh con đường tu luyện về sau đợi hắn tâm kiếm cảnh viên mãn liền có thể nếm thử đột phá tuệ kiếm cảnh thâm ảo huyền diệu tuệ kiếm cảnh không tại thay đổi đến xa không thể chạm mà là có thể tu luyện ra được giờ khắc này hứa viêm trong lòng âm thầm kích động thái miễu tông chuyến này không uổng công không quản cái này mộng ảo chi tượng phía sau là người phương nào có mục đích gì, cái này đều không trọng yếu, ngược lại làm cho hắn có cảm ngộ, tìm tới tuệ kiếm cảnh con đường. Thái miễu phong đỉnh, tân mộng nhu hơi nghi hoặc một chút, cái này hứa viêm chuyện gì xảy ra, vậy mà trực tiếp ngồi xuống, tự hồ đang xem kịch. Mà còn, tự hồ phát hiện cái này mộng ảo. Sơ hở ở đâu? Tân mộng nhu trầm ngâm. Nàng nhìn hướng bên cạnh mình Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miễu Miễu, trong lòng có một chút suy đoán, có lẽ là hai nữ hành vi cùng thái độ, mới xuất hiện sơ hở A. Tâm niệm vừa động ở giữa, mộng ảo giống như thay đổi đến càng chân thật nguyên bản trong chém dê tiết hai nữ hướng về hứa viêm nhích lại gần tự hồ muốn để hứa viêm làm ra lựa chọn nên kết thúc hứa viêm thì thào một câu đưa tay ở giữa một kiếm chém xuống không chút nào dây dưa dài dòng cũng không có bất kỳ do dự một kiếm phía dưới hai nữ nháy mắt băng diệt nhìn đến tân mộng nhu lông mày nhíu lại người này cũng quá quả quyết liền không sợ người là thật mà còn xuất thủ không chút nào biến sắc không chút do dự nghi phản phất gia nhân bất quá khô lâu một chút cũng không đau lòng. Hứa viêm bước ra một bước, sơn hà từ dưới chân hiện lên, mộng ảo như bọc nước vỡ vụn, cảnh tượng trước mắt không có biến hóa quá lớn, nhưng đã không phải là mộng ảo, mà là chân thật. Hai tòa lịch sự tao nhã đình viện, liền tại nơi đó, nhưng không có Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miễu Miễu, nhưng cũng nhìn thấy mặt khác hai cái người quen. Thúy Nhi cùng vô song. Hứa công tử. Thúy Nhi dụi dụi con mắt, một mặt vẻ không thể tin được, chợt mặt ngọc phím hồng, chạy thẳng tới tới. Hứa công tử, thật là ngươi nha, rất lâu không gặp thúy nhi cứ tưởng ngươi đê tả xê hết rồi thúy nhi hưng phấn không thôi thậm chí đều không lo được muốn đi thông báo tiểu thư tiểu nha đầu thay đổi một ít tự hồ thay đổi đến xinh đẹp mà còn thực lực cũng cường đại rất nhiều đại thiên nhân cảnh giới mặc dù chỉ là mới vào đại thiên nhân cảnh giới bất quá lấy thúy nhi bây giờ niên kỷ có cái này tu vi cảnh giới thiên phú cũng không kém cùng một chút bình thường thiên kiêu không sai biệt lắm vô song nhếch miệng tiểu tử này vậy mà chạy đến thái miễu tông mà còn lại bị cho phép lên đến nơi này tới. Tiểu tử này, tại linh vực uy danh rất đựng A, danh xưng linh vực thiên kiêu số 1, hung danh tại bên ngoài, vậy mà còn nhớ tới hai nha đầu này, cũng coi là nhớ tình bạn của người. Vô song thì thầm trong lòng. Không biết sư phụ hắn như thế nào. Hứa viêm sư phụ, vị kia thần bí cao nhân, thực lực hẳn là trí cường giả bên trên A. Là Thúy Nhi A. Hứa viêm cười nhẹ một tiếng, hỏi, đổ cô nương đâu? Tiểu thư tại đỉnh núi đâu, tại tổ bà bà nơi đó? Thúy Nhi hai tay nắm góc áo, đang muốn mở miệng, mời Hứa công tử tiến vào đình viện một lần, đã thấy Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, mở miệng nói, "Vậy ta đi tìm đổ cô nương a, à, Tạ huynh hướng đi, các ngươi hẳn phải biết a." À. Nói xong, cũng không cần Thúy Nhi trả lời, Hứa Viêm bước ra một bước, thẳng trèo núi đỉnh mà đi. Thúy Nhi ngẩn ngơ, vô song cũng là sững sờ, trong lòng thầm mắng một tiếng, "Hứa Viêm tiểu nhi, vậy mà là đến hỏi thăm Tạ Lăng Phong hạ lạc, quả thật không biết mỹ nhân tâm." Làm nghe Thái Miểu Tân mộng nhu thực lực cường đại, tại hạ hứa viêm trước đến lĩnh giáo tại vô song cùng thúy nhi ánh mắt cơ hờ khiếp sợ bên trong hứa viêm dưới chân một đầu hoàng kim cự long gào thét một tiếng chạy thẳng tới đỉnh núi mà đi phản phất ngự long mà lên một thanh trường kiếm tại tay hứa viêm kiếm ý khoái động lăng lệ ý sát phạt nhắm thẳng vào đỉnh núi vừa rồi mộng ảo mặc dù để hắn linh cảm vừa hiện hiểu rõ tuệ kiếm cảnh con đường tu luyện nhưng hắn cũng không phải ăn đòn không hoàn thủ người dù cho tân mộng nhu không có xuất thủ chỉ là lấy mộng ảo thăm dò đối hứa viêm đến nói, đây cũng là khiêu khích, há có thể không còn. Đỉnh núi bên trên, Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miễu Miễu, đột nhiên từ tu luyện bên trong bừng tỉnh, nhìn hướng cái kia một đầu đằng không mà đến Hoàng Kim Cự Long, cùng với đầu rồng bên trên ngạo nghễ mà đứng thiếu niên. Mừng rỡ đồng thời, cũng không khỏi đến lo lắng. Phước đầu nhìn hướng một bên tổ bà bà, không nhìn thấy khuôn mặt, không nhìn thấy thần sắc, trong lòng càng thêm khẩn trương. Đều nói hứa viêm điên cuồng, xác thực điên cuồng. Tân mộng nhu âm thanh, mờ mịt như mộng huyễn đồng dạng, một mảnh đóa hoa từ đỉnh núi bay lả tả mà xuống, mỗi một cánh hoa đều là một sợi thiên địa pháp tắc lực lượng. Mà nhiều như vậy cánh hoa, như mưa rơi bay lả tả mà xuống, đã mộng ảo khiến người không cách nào bắt giữ quỷ tích, cũng ẩn chứa lạnh thấu xương sát phạt lực lượng. Thật mạnh. Trong lòng Hứa Viêm rung lên, Tân Mộng Nhu là hắn gặp phải ngoại trừ Vũ Thiên Nam bên ngoài người mạnh nhất. Đương nhiên, Vũ Thiên Nam thực lực cụ thể làm sao, chưa từng gặp qua hắn xuất thủ, Hứa Viêm cũng không tốt phán đoán, lúc trước gặp một lần Vũ Thiên Nam, liền cảm giác hắn là cái lão âm hàng, tự hồ ẩn giấu đi một chút thực lực. Ngao. Hoàng kim cự long phát ra gào thét, long uy khoái động, ầm vang mà ra, hứa viêm đưa tay một kiếm chém ra, kiếm quang ầm vang tắt ra, như sinh tử luân chuyển, kiếm ý khoái động. Phốc phốc. Từng đóa từng đóa cánh hoa vỡ vụn, kiếm quang cũng không ngừng vỡ nát, mà hoàng kim cự long đã thủng trăm ngàn lỗ. Bành. Hoàng kim cự long vỡ nát, kiếm quang cũng biến thành ảm đạm, mà đóa hoa y nguyên bay lả tả mà xuống đột nhiên ở giữa, hứa viêm dưới chân hòn đá, cỏ cây hóa thành lăng lệ kiếm, đằng không mà lên, chém về phía cái kia từng đóa từng đóa cánh hoa, đồng thời kiếm càng ngày càng nhiều, vạn kiếm dòng lũ thế, sắp thi triển mà ra. Chương 327, cố nhân gặp nhau, đại chu thanh vương phủ. Vạn kiếm dòng lũ còn chưa thi triển mà ra, đỉnh núi bay lả tả mà xuống cánh hoa biến mất, tân mộng nhu âm thanh truyền đến, được rồi, ta thái miểu tông cỏ cây, không phải để ngươi như vậy chà đạp. Lại giao thủ đi xuống, thắng bại lại bất luận, cái này đỉnh núi núi đá cỏ cây sợ rằng liền muốn biến mất biến thành trụi lũi ngọn núi đang chuẩn bị hóa vạn vật làm kiếm hứa viêm cũng chỉ đành dừng tay hai đạo bóng hình xinh đẹp từ đỉnh núi xuống hứa công tử hứa công tử hứa viêm nhẹ gật đầu đây mới là chân thật đổ cô nương cùng vân cô nương các ngươi chờ một chốc lát ta đi lên xem một chút hứa viêm không hề từ bỏ trèo núi đỉnh tâm tư hứa công tử vẫn là không cần a à, tổ bà bà nàng không gặp người ngoài Đỗ Ngọc Anh sợ làm tức giận tổ bà bà, không nhịn được ôm nhu mở miệng khuyên nhủ. Đúng vậy, hứa công tử, vẫn là không nên quấy rầy tổ sư bà bà đi. Vân Miễu miểu cũng khuyên nhủ. Hứa viêm lông mày nhíu lại, tân mộng nhu cùng hai nữ quan hệ, tự hồ không tầm thường A, à, một cái tổ bà bà, một cái tổ sư bà bà, như thế nói đến, Đỗ Ngọc Anh là tân mộng nhu hậu nhân. Mà Vân Miễu Miễu truyền thừa, cũng là tân mộng nhu lưu lại. Gặp một lần mà thôi, việc rất nhỏ, các ngươi không cần lo lắng, nàng là ta tại linh vực gặp phải, tối cường hai người một trong, tự nhiên là muốn gặp một lần. Hứa viêm nói xong, liền tiếp tục hướng về đỉnh núi mà đi. Quét. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện, rơi vào hứa viêm trước mặt. Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miễu Miễu giật mình, cúng quyết hành lễ nói, tổ, sư, bà bà. Hứa viêm nhìn xem tân mộng nhu, hơi kinh ngạc, người này giống như bao phủ tại mộng ảo bên trong, cho người một loại cảm giác không chân thật, nhìn không rõ khuôn mặt. Bất quá, tất nhiên là dung nhan tuyệt thế gia nhân. Hai mắt ngưng lại, trong chớp nhoáng này, phản phất khám phá trùng điệp mộng ảo, nhìn thấy chân dung. Cái này xem xét phía dưới, hứa viêm kinh ngạc không thôi, quay đầu nhìn hướng Đỗ Ngọc Anh. Đỗ Ngọc Anh dung nhan cùng Tân Mộng Nhu, có năm sáu phần chỗ tương tự. Huyết mạch phản tổ, khó trách Đỗ Ngọc Anh thiên phú mạnh như thế. Người công pháp này, có chút huyền diệu, là ta tại linh vực thấy, đặc thù nhất, huyền diệu nhất võ đạo công pháp. Hứa viêm trầm ngâm một chút nói. Tân Mộng Nhu tu luyện công pháp, vô cùng huyền diệu mà đặc thù, là hắn thấy linh vực võ đạo bên trong, cao thâm nhất công pháp. Ngươi có chút bất phàm, có thể nhìn thấy ta chân dung. Cùng Hứa Viêm bình tĩnh so sánh, Tân Mộng Nhu trong lòng liền cờ hợt, kiếp sợ nhiều. Hứa Viêm vậy mà khám phá nàng mộng ảo, nhìn thấy nàng chân dung, phải biết, trừ phi là nàng chủ động lộ rõ chân dung, nếu không liền Vũ Thiên Nam cũng không nhìn thấy nàng chân dung. Cái này cũng không khó. Hứa Viêm lơ đễnh nói. Tân Mộng Nhu trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi thấy tối cường hai người một trong, một người khác là ai? Sư phụ ngươi. Sư phụ ta mạnh, há lại ngươi có thể sánh được ngươi cùng ta sư phụ so sánh, giống như một cái con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Ta nói một người khác, là vạn tinh võ đạo viện viện trưởng Vũ Thiên Nam. Hứa viêm chân mày cau lại nói. Cái này tân mộng nhu có chút không biết trời cao đất rộng, vậy mà tự cho là, có khả năng cùng sư phụ sánh vai. Tân mộng nhu trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì, cái này hứa viêm điên cuồng có chút quá mức, vậy mà cùng ngôn mình cùng sư phụ hắn so sánh, giống như một cái con kiến hôi. Ngươi kiến thức có hạn, tự cho là sư phụ tối cường, cũng là tình lý bên trong. Tân Mộng Nhu lắc đầu, không có xoắn suýt vấn đề này, cũng không có tức giận. Ngươi biết Vũ Thiên Nam. Ngươi cảm thấy hắn thực lực cùng ta so sánh làm sao? Hứa viên trầm ngâm một chút, nói ra, ta cảm thấy, ngươi khả năng không phải đối thủ của hắn, Vũ Viện trưởng từng gặp sư phụ ta, nên được sư phụ ta chỉ điểm, thực lực tất có tăng lên. Tân Mộng Nhu yên lặng cười một tiếng, nói cho cùng, vẫn là tại thổi phòng sư phụ của mình. Hữu Duyên, ngược lại là muốn thăm hỏi một cái tôn sư, Tân Mộng Nhu nói xong, thân hình phiêu nhiên nhi khởi, về tới đỉnh núi. Tất nhiên người đều nhìn thấy, hứa viêm cũng không có chấp nhất trèo núi đỉnh, Tân Mộng Nhu chủ động xuống gặp hắn một lần, hiển nhiên đỉnh núi liên quan đến một chút bí ẩn, không thể để hắn người ngoài này đi lên. Đỗ Ngọc Anh trong đình viện, cố nhân trùng phùng, tự nhiên là một phen ôn chuyện. Thúy Nhi hưng phấn không thôi, mặt ngọc đỏ bừng, lại là pha trà lại là bưng ra tự mình làm linh bánh ngọt, ở một bên hầu hạ. Vô song ngồi tại chính mình đồ nhi bên cạnh, một mặt vẻ bất đắc dĩ, cái này hứa viêm vừa đến, đồ nhi tâm tất cả đều chạy đến trên người tiểu tử kia đi. Ông chuyện thật lâu, hứa viêm hỏi tạ lăng phong hướng đi. Tạ tiền bối cùng tạ công tử cầm ngọc lệnh, ta cũng không biết thuộc về cái nào linh tông, lúc ấy cũng không có không biết xấu hổ hỏi, bất quá đại chu quốc thanh vương, nói muốn hộ tống tạ tiền bối hai người tiến về. Đỗ Ngọc Anh có chút bất đắc dĩ nói. Dạng này sao? Hứa viêm lông mày nhẹ trao lại, như thế nói đến, phải đi một chuyến đại chu quốc, tìm cái kia Thanh Vương hoặc là Tử Vận mới có thể biết tạ Lăng Phong hướng đi. Nhã Dung sư tỷ hẳn phải biết, ta tìm Nhã Dung sư tỷ hỏi một chút. Vân Miểu Miểu gặp một lần, lập tức đứng dậy nói ra, "Hứa công tử chờ một lát, ta đi một chút liền tới." Phiền phức Vân cô nương. "Hứa Viêm cảm ơn nói." "Không phiền phức, Hứa công tử không cần khách khí." Vân Miểu Miểu vội vàng rời đi. "Đỗ cô nương thực lực tiến bộ rất nhanh a, à, nhưng là muốn tham dự Thiên Kiêu tranh phong." Hứa Viêm cười hỏi. Đỗ Ngọc Anh vậy mà đã luyện thần thiên nhân đỉnh phong, sau vô song thực lực còn muốn cường. Vân Miểu Miểu cũng là luyện thần thiên nhân đỉnh phong, thực lực này tại siêu nhiên Linh Tông, cũng thuộc về đứng đầu thiên kiêu. Thiên kiêu tranh phong, tự nhiên là hứa công tử là tôn, Ngọc Anh bất quá là trí tại tham dự. Đỗ Ngọc Anh khẽ cười duyên nói. Đỗ cô nương phần này thực lực, tại linh vực thiên kiêu bên trong, cũng là đứng đầu, không cần tự coi nhẹ mình. Hứa viêm lấy ra mấy bình đang dược đến, đây đều là đối thần hồn tu luyện, có cực lớn tăng cường hiệu quả. Lúc này, Vân Miễu Miễu trở về, cùng nàng đồng thời đi còn có Nhã Dung. Ngươi vậy mà đến từ nội vực. Nhã Dung một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Hứa Viêm. Vân Miễu Miễu tìm nàng hỏi thăm Tạ Lăng Phong Ngọc lệnh sở thuộc, nàng liền nghĩ đến Hứa Viêm, vì vậy đi theo tới. Có vấn đề. Hứa Viêm lạnh nhạt nói. Nhã Dung trầm mặt một hồi, thở dài, nội vực, vậy mà ra ngươi bực này yêu nghiệt. Vân Miễu Miễu một mặt ấy nấy chi sắc, nàng không nghĩ tới, Nhã Dung sẽ đoán được Hứa Viêm đến từ nội vực. Hứa Viêm lơ đễnh, hắn đến từ sự tình nội vực không sớm thì muộn đều sẽ bại lộ linh vực chi môn đều bị sư phụ phong cấm không có người có thể tiến vào cũng không cần lo lắng có người tiến vào nội vực phá hư tại gia phụ tử cầm ngọc lệnh chính là vân thiên ngọc lệnh đến từ vân thiên bích hải thành giả dung cũng không có nếu lấy hứa viêm đến từ nội vực sự tình hỏi thăm không ngừng vân thiên bích hải thành hứa viêm kinh ngạc một cái vân thiên bích hải thành cũng thuộc về siêu nhiên linh tông một trong bất quá cùng thiên vũ điện lôi vân sơn trang ngự linh phủ khác biệt không tại linh vực 18 châu, mà là tại Bích Hải. Chính là Bích Hải đệ nhất đại đảo vị trí, cũng là Bích Hải đệ nhất thành, thống ngự Bích Hải vô số hòn đảo, theo một ý nghĩa nào đó, hải linh tộc cũng thuộc về vân thiên Bích Hải thành thống ngự, có hải ngoại thánh địa danh xưng. Không sai, ngươi muốn tìm người, sợ rằng chỉ có thể đi vân thiên Bích Hải thành. Nhã Dung gật đầu. Nói xong liền rời đi, không có quấy rầy mấy người ôn chuyện, mà là tiến về đỉnh núi gặp một lần sư tôn. Tất nhiên tại Lăng Phong đi vân thiên Bích Hải thành, như vậy tiếp xuống, chính mình nên đi bích hải một chuyến nghe đồn bích hải có thần vật vừa vặn có thể thu thập đến dành dụng nội tình là đột phá thần thông cảnh làm chuẩn bị những này đang dược liền đưa cho hai vị cô nương hứa viêm đem đang dược một điểm để tới hai nữ trước mặt nói tạ công tử đỗ ngọc anh cùng vân miễu miễu mừng rỡ không thôi hứa công tử ta đây thúy nhi nháy mắt hỏi cái này cho ngươi đi hứa viêm lấy ra một bình đang dược đưa cho nàng tạ công tử thúy nhi mừng rỡ không thôi Hai vị cô nương tự hồ muốn ngưng luyện Thiên Địa Linh Cơ. Hứa Viêm trầm ngâm một chút hỏi: "Đúng thế." Đỗ Ngọc Anh gật đầu, khẽ thở dài một hơi, nói: "Ngưng luyện Thiên Địa Linh Cơ vẫn còn có chút khó khăn, hy vọng có thể tại Thiên Kiêu tranh phong cuối cùng quyết chiến phía trước, có khả năng ngưng luyện ra đi." Thiên Địa Linh Cơ tuy không chỗ không tại, lại có thế cảm ứng được, nhưng mà muốn ngưng luyện nhập thần hồn vẫn còn có chút khó khăn. Vân Miểu Miểu đồng dạng thở dài một hơi. "Kỳ thật ngưng luyện Thiên Địa Linh Cơ không khó." Hứa viêm lo nghĩ, nói ra, sư phụ ta từng chỉ điểm qua người ngưng luyện thiên địa linh cơ, hai vị cô nương nếu là không chê, ta có thể đem ngưng luyện chi pháp, truyền cho các ngươi. Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miễu Miễu nghe vậy đại hỷ, liên tục không ngừng gật đầu nói, tiền bối chi pháp, tất nhiên là huyền diệu phi phàm, mong rằng hứa công tử chỉ điểm. Hai nữ cũng biết, hứa viêm tu luyện võ đạo, cùng linh vực là không giống. Hứa viêm căn bản không cần ngưng luyện thiên địa linh cơ, pháp môn này hiển nhiên là vị cao nhân kia tiền bối, chỉ điểm hắn người là tiện tay sáng tạo tiền bối cảnh giới cao, quả thật không thể tưởng tượng. Hứa viêm đem ngưng luyện thiên địa linh cơ chi pháp, truyền cho hai nữ, lại là một phen ôn chuyện, nói đến trường thanh cát, nói đến vạn thế minh. Sau đó, hứa viêm liền cáo từ rời đi. Hai nữ lưu luyến không bỏ, lần này từ biệt, sợ rằng thiên kiêu tranh phong cuối cùng quyết chiến thời điểm mới có thể gặp lại. Hứa viêm cất bước đi xuống núi, chuyến này thu hoạch tương đối khá, cũng biết được tạ lăng phong hướng đi. Hồi trường thanh Cát một chuyến, lại tiến về vân thiên bích hải thành hứa viêm trong lòng có ý nghĩ. Sư phụ ngươi ở nơi nào? Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tân Mộng Nhu. Hứa viêm lông mày nhíu lại, nói, sư phụ ta tại trường Thanh Cát, ngươi nếu là muốn gặp, có thể đi thử xem, đến mức sư phụ ta có gặp ngươi hay không, liền không thể bảo đảm. Tân Mộng Nhu không nói gì thêm, thân hình khẽ động liền biến mất tại nguyên chỗ. Đại Chu Quốc Kinh Thành, Thanh Vương Phủ. Thanh Vương nhất mạch, chính là Đại Chu Hoàng Thất chính mạch một trong, nhưng đã suy sụp, thế hệ này Thanh Vương, thiên phú không tầm thường, lại thủ đoạn hơn người, làm cho thanh vương phủ có trung hưng chi tượng. Hạng thanh đã ngưng luyện thiên địa linh cơ nhập thần hồn, mà còn ngưng luyện ba sợi thiên địa linh cơ, tại đại chu quốc cũng thuộc về trí cường giả liệt kê. Mặc dù không phải tối cường, nhưng cũng có thể chống đỡ lấy thanh vương phủ không ngừng lớn mạnh. Mấy năm trước, thanh vương hạng thanh từ bên ngoài mang về một thiếu nữ, thu làm nghĩa nữ, người xưng tử vận quận chúa. Có nghe đồn, vị này tử vận quận chúa là tại linh vực chi môn mở ra lúc cầm phía trước thanh vương còn sót lại ngọc lệnh mà đến, mặc dù thiên phú trác tuyệt, nhưng mà liên quan tới nàng nội vực hạ đẳng chi địa xuất thân truyền ngôn, cũng làm cho nàng thỉnh thoảng gặp phải khác thường ánh mắt. Bất quá vị này tử vận quận chúa, nhưng cũng không chịu thua kém, bây giờ đã là luyện thần thiên nhân hậu kỳ cảnh giới, thực lực tại cùng cảnh bên trong cũng là người nổi bật. Hạng thanh chỉ có một tử, nghe đồng đưa đi vân thiên bích hải thành khổ tu, bây giờ thanh vương phủ thế hệ trẻ tuổi, toàn bộ nhờ tử vận một người chống đỡ. Tại thanh vương phủ, thân là hạng thanh nghĩa nữ, tự nhiên không người nào dám đối nàng có bất kỳ bất kính nhưng mà đại chu hoàng thất còn lại tám mạch tử đệ nhưng là phần lớn xa lánh nàng tử vận từ đầu đến cuối không cách nào dung nhập đại chu hoàng thất tử đệ vòng tròn bên trong mà đại chu một chút đại thần hậu duệ mặt ngoài đối nàng cái này tử vận quận chúa cung kính sau lưng nhưng là có nhiều khinh thường tử vận đối với cái này cũng không để ý chỉ nghĩ đến cố gắng tăng lên chính mình thực lực phụ vương tử vận chạy chậm đến tiến vào hạng thanh thư phòng tử vận a có thể là lại bị người bắt nạt hạng thanh chân mày hơi nhíu lại trong lòng của hắn đối với còn lại tám mạch tử đệ có nhiều bất mãn tử vận chung quy là hắn nghĩa nữ xa lánh tử vận tương đương với xa lánh hắn thanh vương nhất mạch làm sao hắn mặc dù ngưng luyện thiên địa linh cơ nhập thần hồn nhưng thực lực cuối cùng so ra kém còn lại tám mạch trí cường giả kiên cường không nổi không phải ta mới không quan tâm bọn họ đây tử vận nắm góc áo nói là như vậy trường thanh các đến ta đại chu quốc nghe nói rất nhanh liền sẽ đến kinh thành ta nghĩ đi mua sắm một chút đang dược tu luyện Trường Thanh Các đang dược, danh mạng linh vực, nhưng mà giá cả đắt đỏ, còn có tiền cũng chưa chắc mua được, đều xem Trường Thanh Các chủ nhân tâm tình. "A, à, dạng này nha, vậy liền để A thu bồi ngươi đi một chuyến đi." Hạng Thanh gật đầu nói. Tử Vận đã luyện thần thiên nhân hậu kỳ, khoảng cách luyện thần thiên nhân đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa, nếu có đang dược phụ trợ, nên có khả năng tại trong ngắn hạn đột phá. Trường Thanh Các đang dược, khó mà mua được, ngươi lần này đi cũng chưa chắc có khả năng mua được." Hạng Thanh lo nghĩ nói phụ vương ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể mua được. Tử vận nhưng là tự tin nói. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn tiến về trường thanh cát, không biết mạnh sung có hay không tại, rất lâu không nhìn thấy hắn, nhưng muốn xê hết ta rồi, vẫn là mạnh sung tốt. Nếu có mạnh sung tại, nhìn ta không đê tánh xê hết mấy cái kia hỗn trướng. Tử vận trong lòng tức giận nghĩ. Cái này có vài cộng tuyệt phẩm linh dược, ngươi lại cầm đi mua sắm đang dược. Hạng thanh đối tử vận tự tin lơ đễnh, lấy ra một cái túi đựng đồ giao cho nàng nói. Tạ phụ vương tử vẫn tiếp nhận túi đựng đồ hấp tấp rời đi tìm tới thanh vương phủ a thu quản gia cùng rời đi đại chu kinh thành chạy thẳng tới trường thanh các hiện nay vị trí đại chu kinh thành tòa nào đó vương phủ bên trong thế tử thanh vương phủ vị kia rời đi kinh thành a à, vậy mà rời đi kinh thành vừa vặn ngươi để những người kia ra tay đi thanh vương tự cam đọa lạc nhưng ta đại chu hoàng thất cũng không thể bởi vì hắn duyên phận cho nên mà bị không sạch sẽ huyết mạch một cái hạ đẳng chi địa nữ tử ở đâu ra tư cách làm ta đại chu quận chúa vạn nhất thanh vương biết làm sạch sẽ một điểm bây giờ linh vực không yên ổn vạn thế minh muốn lật tung linh tông thống ngự bọn họ gan to bằng trời tập sát ta đại chu quận chúa cũng không ngoài ý muốn tiểu nhân minh bạch bất quá thanh vương phủ a thu bảo hộ nếu là xuất thủ chẳng lẽ không phải không bại lộ tập sát đến từ ta đại chu hoàng thất là được nếu có thể được liền dê tiếp không lưu vết tích là tiểu nhân minh bạch chuẩn bị một chút đi trường thanh cát thăm hỏi một cái vị kia đang y tiên tử là thế tử trường thanh các đi tới thông tin đại chu sớm đã truyền khắp đại chu không ít cường giả nhất là vt hương cũ trong người người đều chuẩn bị tiến về trường thanh các mà đại chu hoàng thất chuẩn bị tiến về trường thanh các người không phải số ít đại chu kinh thành mấy ngàn dặm bên ngoài một đạo tráng háng khôi ngô ngay tại sải bước mà đi trụi lũi đầu dưới ánh mặt trời chiếc xạ tia sáng cái này đại chu quả thật phồn hoa không biết tử vận cô nương kia thế nào mạnh xung sờ lên đầu thầm nói chương 328, mạnh sung xuất thủ đường kim yến hành động từ đại xuyên châu rời đi mạnh sung hành tẩu linh vực đi tới thắng châu đại chu quốc nghĩ đến nội vực cố nhân tử vận liền nghĩ đến tới thăm một cái mặc dù là cầm ngọc lệnh đi vào đại chu hoàng thất cũng như linh tông đồng dạng sợ rằng sẽ nhận đến xa lánh mạnh sung thì thầm trong lòng tử vận nói thế nào cùng hắn cũng là có rất sâu giao tình nếu là không ở lại được vậy liền đi trường thanh cát đi cùng sư muội cũng là người quen quan hệ cũng không tệ lắm tại trường thanh Các làm việc vặt cũng so tại Đại Chu hoàng thất bị người xa lánh cường a. Trong lòng nghĩ như vậy, mạnh xung tốc độ tăng nhanh một chút, bất quá y nguyên chỉ là sải bước tiến lên, không có trực tiếp đằng không mà lên, bay về phía Đại Chu kinh thành. Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, bên trái phía sau cách đó không xa bạo phát võ giả đại chiến, mà còn tương đối kịch liệt, người xuất thủ thực lực không yếu, gần như có thể so với ngưng luyện một sợi thiên địa linh cơ võ giả. Làm càng, các ngươi người nào? Gầm lên giận dữ truyền đến. Tiếp theo là một cổ khó khăn lắm là ngưng luyện một sợi thiên địa linh cơ võ giả khí thế bộc phát. Chiến đấu nháy mắt mãnh liệt, đột nhiên ở giữa, lại một cổ khí thế bộc phát, đến từ xuất thủ tập sát người. a, à, đây là tử sĩ. Mạnh sung kinh ngạc một cái, cái này một cổ khí thế, vậy mà ẩn chứa một chút tử khí, cùng thiên vũ điện những lão gia hỏa kia không sai biệt lắm. Có chút ý tứ, đây là muốn dê tiết tên kia linh cơ võ giả. Mạnh sung lắc đầu, không có xem náo nhiệt tâm tư, những này tập sát, báo thù loại hình, tại lĩnh vực không ngừng trình diễn hắn đều gặp phải nhiều lần bất quá thực lực như thế cường đại tập sát cũng là lần đầu tiên gặp phải không tốt tên kia ngưng luyện thiên địa linh cơ võ giả ngữ khí trầm trọng khí thế nháy mắt bộc phát đến cực hạn tử vận quận chúa ngươi mau trốn đột nhiên ở giữa tên kia võ giả mãnh liệt một kích phá vỡ địch nhân vây quanh đem một người đẩy ra vây dê viết vòng chật toàn lực xuất thủ muốn ngăn chặn tập sát người bảo vệ người tranh thủ càng nhiều thoát đi thời gian a thu quản gia một tiếng kinh hô truyền đến, chợt một đạo màu tím biển chuyển thân hình, phi tốc bỏ chạy mà đến. Ngươi trốn không thoát, chúng ta muốn dê kiếp vạn thế minh, há lại cho ngươi chạy trốn. Một đạo âm lãnh âm thanh vang lên, một lão giả thân hình xuất hiện, ngăn lại thân ảnh màu tím. Ngươi! Tử vận sắc mặt đại biến, nàng tuyệt đối nghĩ không ra, lần này đi trường thanh cát, vậy mà lại gặp phải phục sát. Đối phương hiển nhiên sớm có dự mưu. Mạnh như A Thu quản gia, sợ rằng đều giữ nhiều lành ít. Cho dù biết rõ không địch lại, tử vận cũng không cam chịu khoanh tay liền đê tánh xê hết, chuẩn bị liều mạng thời điểm. đột nhiên ở giữa, một cái to lớn nắm đấm từ phía dưới đánh đi lên. Ai? Ngăn lại tử vận đường đi lão giả, thần sắc đại biến, khí thế bộc phát, đang muốn chạy trốn, nhưng mà một quyền kia quá mạnh, tốc độ nhanh chóng, căn bản không cho hắn tránh né cùng phản kháng. Oanh! Tại chỗ bê rị đê tánh nổ, biến thành tro bụi. Tử vận sợ ngây người, như vậy cùng mảnh một quyền, làm nàng nghĩ đến một cái người. Mạnh xung Nàng nhìn hướng xuất thủ chi địa, một mặt vẻ không thể tin được. Cái kia khôi ngô to con thân thể, cái kia trụi lũi đầu, đều không một không tại nói cho nàng, đó là Mạnh Sung. Mạnh Sung lúc đầu không nghĩ xen vào việc của người khác, chỉ là nghe đến Tử Vận chi danh, hắn không nhịn được trong lòng hơi động, thầm nghĩ sẽ không như thế đúng dịp a. À. Kết quả, thật là Tử Vận bị người đuổi dê tiếp Lúc này liền xuất thủ, quan sát tên lão giả kia. Mà còn, đối phương vậy mà dê kia ả em mờ tạo vạn thế minh võ giả, đây là muốn vu quan giá họa a mặc dù hắn không phải người vạn thế minh, bất quá sư đệ phương hạo có thể là vạn thế minh thiếu minh chủ, tương lai vạn thế minh minh chủ. Cùng vạn thế minh nguồn gốc rất sâu đây. Tử vận kích động, hưng phấn không thôi, lao thẳng tới đi qua, cả người treo ở trong ngực mạnh sung. Ô ô ô, mạnh sung, thật là ngươi, ta hơi kém liền cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mạnh sung một mặt vẻ bất đắc dĩ, tại sao lại treo trên người mình? Mạnh sung, mau mau, cứu A thu quản gia. Tử vận cuốn quyết ngẩng đầu nói. Được thôi, mạnh xung đằng không mà lên trong một chớp mắt đã đi tới chiến trường giờ phút này tên kia a thu quản gia vết thương chồng chất sắp không chịu nổi oanh mạnh xung đấm ra một quyền phong lôi kích đảng to lớn nắm đấm giống như phong lôi ngưng tụ mà thành một quyền chi uy trực tiếp đem tập sát người toàn bộ diệt sát tên kia kêu a thu quản gia sợ ngây người quay đầu nhìn lại liền thấy tử vận cả người treo ở một tên tráng háng trên thân hắn không nhịn được giật mình tử vận quận chúa ta không có việc gì Tử vận thở dài một hơi, bất quá gặp A Thu quản gia, thương thế thảm trọng, nếu không kịp thời điều trị, thậm chí sẽ dẫn đến căng cơ tổn hại. Mạnh sung, ngươi có đang dược sao? Tử vận mở miệng hỏi. Cho ngươi. Mạnh sung đem một bình đang dược kín đáo đưa cho nàng, bất đắc dĩ nói, có thể hay không đừng như thế treo trên người ta. Tử vận cười đến vui vẻ, từ trên thân mạnh sung xuống, đổ một viên đang dược, cho A Thu quản gia nói, A Thu quản gia, ngươi nhanh chữa thương đi. Đây là a thu quản gia khẽ giật mình cân nhắc với bản thân thương thế hắn cuốn quyết đem đang dược cuốn vào nhìn hướng mạnh xung hỏi tử vận quận chúa vị này là ta một vị bằng hữu tử vận kích động mặt ngọc phiến hồng cho a thu quản gia đang dược về sau lại nói a thu quản gia ngươi về hoàng đô a việc này báo cho phụ vương ta có hắn hộ tống ta đi trường thanh cát sẽ lại không có ngoài ý muốn a thu quản gia chần chờ tử vận nhưng là thúc giục nói mau trở về đi thôi hắn thực lực có thể là mạnh hơn ngươi nhiều tốt a tử vận quận chúa cẩn thận nhiều một chút. a thu quản gia cũng không kiên trì. đợi đến a thu quản gia vừa đi, không có người ngoài tại, tử vận lại hưng phấn nhảy lên. ông mạnh sung nói, mạnh sung, ngươi là tới tìm ta sao? xem như thế đi. mạnh sung chật chật lưỡi, ngươi tháng ngày trôi qua không tệ nha. tạm được a, à, ta hiện tại là đại chu thanh vương nhất mạch người, nghĩa phụ ta là thanh vương, chính là đại chu còn lại người của hoàng thất, kỳ thật đều xem thường ta, cảm thấy ta đến từ nội vực hạ đẳng chi địa, bôi nhọ bọn họ đại chu hừ hừ, chờ ta sau khi thực lực cường đại, từng cái dẫm tại trên mặt đất đánh mặt, xem bọn hắn còn dám hay không xem nhẹ người. Tử vận hừ lạnh nói. Lần này nhờ có gặp phải mạnh xung ngươi, không phải vậy ta liền nguy hiểm, cái kia vạn thế minh cũng là đáng ghét, là cảm thấy thanh vương phủ dễ ức hắc kiếp, cho nên chọn ta hạ thủ đúng không? Vừa nghĩ tới vừa rồi nguy cơ, tử vận vừa tức đến cắn răng. Không có quan hệ gì với vạn thế minh, cái kia tử sĩ thủ đoạn, càng giống đến từ đỉnh cấp linh tông, thậm chí siêu nhiên linh tông. Mạnh sung lắc đầu nói ngươi muốn đi đâu? Nhìn hướng tử vận hỏi. Đi trường thanh các nha, ta rất nhớ ngươi, còn có linh tú. Còn có tiền bối. Mạnh sung nói không có quan hệ gì với vạn thế minh, vậy khẳng định là không có quan hệ gì với vạn thế minh, nàng cũng không xoắn suýt cái vấn đề này. Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ A, vừa vặn ta cũng về trường thanh các một chuyến. Mạnh sung nhẹ gật đầu. Hai người rời đi chiến trường, tiến về trường thanh các giờ phút này vị trí. Mạnh sung, ngươi quá lợi hại, ta tại đại chu, cũng nghe được uy danh của ngươi. Tử vận một mặt vẽ sùng bái nói. Bình thường đồng dạng, cũng liền thứ hai. Mạnh sung cười hắc hắc. Đại chu hoàng đô, thanh vương phủ. Kẻ tập kích là cái gì trang phục? Hạng thanh thần sắc âm trầm nhìn hướng A Thu nói. Bọn họ rò rỉ thân phận tin tức, đến từ vạn thế minh. A Thu đem tập sát trải qua, kỹ càng miêu tả một lần nói. Hừ. Hạng thanh trong mắt lóe ra hàng quang, nói, vạn thế minh nếu là vạn thế minh muốn nhằm vào đại chu sao lại nhằm vào tử vận ta hạng thanh nghĩa nữ xuất thân làm sao không tới phiên hắn người khoa tay múa chân thật sự cho rằng ta hạng thanh không có tính tình đúng không vương gia có ý tứ là a thu thần sắc giật mình tập sát người đến từ đại chu hoàng thất hay sao hạng thanh hít sâu một hơi trầm giọng hỏi xuất thủ cứu giúp người ra sao dáng dấp có biết thân phận của hắn a thu trầm ngâm một chút nói vương gia ta ngược lại là nhớ tới một người chỉ là có chút khó có thể tin a à, người nào đao tôn mạnh xung dáng người cường tráng khôi ngô đầu trụi lũi cái này quá rõ ràng rõ ràng chính là danh xưng linh vực ngày thứ hai kêu mạnh xung chỉ là hắn có chút khó có thể tin mạnh xung thực lực cường đại như thế một quyền kia chi uy hắn cái này ngưng luyện một sợi thiên địa linh cơ võ giả đều muốn bê tị đê tánh nổ a mạnh xung hạng thanh khẽ giật mình tự hồ nghĩ đến cái gì âm thầm giật mình tử vận cùng mạnh xung là bạn cũ vậy chỉ có một khả năng Mạnh sung đến từ nội vực. Nội vực, vậy mà ra như vậy yêu nghiệt. Mạnh sung xuất thủ cứu giúp sự tình, không được truyền ra ngoài, đối ngoại liền nói, là nào đó tán tu cường giả xuất thủ cứu giúp. Hạng thanh trầm ngâm một chút nói. Là, vương gia. A thu cung kính nói. Ngọc Châu, vốn là túc gia thống ngự một tòa nội thành, đường kim yến nhìn xem người chính mình muốn tìm, nội tâm của nàng kích động lại khẩn trương. Tử vân hoàng cẩn thận từng ly từng tí, cung kính bái phục tại trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng phía trên quý nhân từ khi tiến vào linh vực vốn cho rằng cầm ngọc lệnh đi vào có thể tu luyện càng mạnh võ đạo trở thành một phương cường giả kết quả chân thật cảnh ngộ cùng dự đoán ngày đêm khác biệt trực tiếp biến thành đê tiện nhất người hầu đã từng cao cao tại thượng một quốc đế hoàng vậy mà biến thành người hầu hắn làm sao có thể tiếp thu tại bị mấy lần đánh tơi bời về sau hắn nhận rõ tình thế trong lòng tất cả hối hận không nên tiến vào linh vực tại nội vực cho dù đầu hàng đại hoang cũng có thể thu hoạch được tôn sùng địa vị hiển hách a muốn thu hoạch được thiên nhân chi pháp, nhưng hắn một cái thấp kém người hầu, nơi nào có tư cách thu hoạch được. Tốt tại, túc gia không lâu liền diệt vong. Hắn cái này người hầu, cũng biến thành tán tu, làm hắn buồn vui đang xem chính là, trở thành tán tu về sau, tình cảnh ngược lại khá hơn một chút. Thậm chí cuối cùng được như nguyện, thu được thiên nhân võ đạo chi pháp, cuối cùng đột phá đến tiểu thiên nhân cảnh. Nhưng mà, tại trong truyền thuyết nội vực đồng dạng thiên nhân cảnh giới, tại linh vực cũng bất quá là trung hạ võ giả mà thôi, tiểu thiên nhân bên trên có đại thiên nhân đại thiên nhân bên trên càng có cao cao tại thượng luyện thần thiên nhân. Về sau lại truyền ra càng cường đại trí cường giả. Tử Vân Hoàng thậm chí muốn trở lại nội vực, dựa vào bản thân tiểu thiên nhân thực lực, tại nội vực xưng vương xưng bá, nhưng không có con đường mở ra linh vực chi môn. Những năm gần đây, cùng một đám tán tu trà trộn cùng một chỗ, cũng dần dần thích ứng tán tu thân phận, cũng tận lực ẩn giấu đi chính mình đến từ nội vực thân phận. Nhưng mà, hôm nay lại bị một vị linh tông cao nhân để mắt tới, dọa đến hắn đại khí không dám thở đường kim yến hờ hững nhìn chăm chú lên tử vân hoàng lạnh lùng thốt có biết trường thanh cát có biết hứa viêm không không biết tử vân hoàng lắc đầu nói hứa viêm tại nội vực quét ngang thiên hạ không người có thế địch mà đi tới linh vực về sau trong khoảng thời gian ngắn liền trắng siêu nhiên linh tông sơn môn đây là cỡ nào yêu nghiệt a à? vô luận như thế nào cũng không thể đắc tội thậm chí nếu có duyên gặp nhau thậm chí khả năng dựa vào nội vực đồng hương thân phận thu hoạch được một chút cơ duyên đây Ngươi đến từ nội vực, sao lại không biết? Đường Kim Yến cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt nói, cho ngươi một cái cơ hội, như thật nói ra, có thế nhập Linh tông, trở thành Linh tông võ giả, đãi ngộ ngày đêm khác biệt. Đừng tưởng rằng có vạn thế minh, tán tu liền có thể xoay người làm chủ nhân, ngươi thật tốt suy nghĩ kỹ càng. Nói xong lời cuối cùng, một sợi sát cơ hiện lên, dọa đến Tử Vân hoàn toàn thân run rẩy. Ta, ta thật không biết a, à, ta chỉ là đến từ nội vực người hạ đẳng, sao lại nhận biết hứa viêm bực này yêu nghiệt a? À? Tử Vân Hoàng run rẩy nói. Không có chứng cứ, ta sao lại tìm ngươi? Lúc trước, ta có thể là phái người tiến vào qua nội vực. Đường Kim Yến cười lạnh một tiếng. Tử Vân Hoàng trong lòng giật mình, chợt cảm nhận được trên đầu, có một cổ lực lượng tập hợp, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đập xuống tới. Nói đi, trường thanh các các chủ tại nội vực thân phận, hứa viêm tại nội vực thân phận. Đường Kim Yến lạnh lùng mở miệng, sắc ý nghiêm nghị, nói có thưởng, không nói, xê, hết. Ta nói, ta nói. Tử Vân Hoàng sợ, nếu là mình tiếp tục mạnh miệng, tuyệt đối sẽ xê, hết a. Trường Thanh Các là nội vực Y Vương tố chân tôn nữ sáng tạo, Hứa Viêm cùng hắn là đồng môn, bọn họ phía sau đều có một cái thần bí cao nhân sư phụ. Tử Vân Hoàng nơm nớp lo sợ nói, Đường Kim Yến thần sắc không thay đổi, trong lòng nhưng là kinh hãi không thôi. Hứa Viêm, Tố Linh Tú là đồng môn, cái kia mạnh sung đâu? mạnh sung đâu? nàng trầm giọng hỏi. mạnh sung là Hứa Viêm sư đệ, bọn họ là đồng môn. Tử Vân Hoàng đem chính mình biết sự tình tất cả đều nói ra, nhất là cái kia thần bí cao nhân. Phương Hạo đâu? Đường Kim Yến lại hỏi. Mấy người kia, tại linh vực đột nhiên quật khởi, yêu nghiệt phi phàm, Phương Hạo thủ đoạn, cực kỳ thâm ảo huyền diệu, nhất là cái kia đưa tin đồ vật, phá vỡ linh vực đưa tin cách cục. Không biết, Phương Hạo ta không biết, cái này thật không biết. Tử Vân Hoàng cuốn quyết lắc đầu nói. Đường Kim Yến trong lòng lầm bầm, hứa viêm, mạnh sung, tố linh tú, bọn họ phía sau đều có một cái sư phụ, đều là đến từ nội vực, nội vực hạ đẳng chi địa, làm sao sẽ có như vậy yêu nghiệt? Sư phụ của bọn hắn là ai? Huyết ma. Trong chớp nhoáng này, nàng nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng nhất lên sóng to gió lớn. Huyết ma không có xê hết. Mà còn, lấy bí mật hơn phương thức trở về, nuôi dưỡng yêu nghiệt đệ tử, tại linh vực nhất lên phong vân, hắn tính toán tất nhiên quá lớn. Vị đại nhân này, ta biết chính là những thứ này, ta có thể hay không đi? Tử Vân Hoàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Yên tâm, sẽ không dê kiết ngươi, ngươi còn hữu dụng đây. Đường Kim Yến đưa tay vung lên, tử vân hoàng hai mắt tối sầm ngất đi. Mang lên hắn, đi thiên vũ điện. Giờ khắc này, đường Kim Yến cắn răng một cái nói. Là, tiểu thư. Nha hoàng lấy ra một cái túi, đem tử vân hoàng bỏ vào bên trong, gánh tại trên bả vai. Chủ tớ hai người, lặng yên rời đi Ngọc Châu, tiến về thiên vũ điện. Hứa viêm cùng mạnh sung phía sau, hư hư thực thực là huyết ma, đây chính là chấn động toàn bộ linh vực đại sự, nàng đường Kim Yến lập công, Thủy tinh cung cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, dựa vào siêu nhiên linh tông ngọn núi lớn này cũng có thể mượn siêu nhiên linh tông chi thủ xóa đi trường thanh các cái này tai họa ngầm, dê viết cái kia con hoang. Siêu nhiên linh tông ý thức được nguy cơ, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực xuất thủ, trường thanh các đang dược cùng với đang y chi thuật có thể là vô số người thèm nhỏ giải đây. Ta ngược lại muốn xem xem các ngươi những người này làm sao đối kháng toàn bộ linh tông thế gia. Nếu hứa viêm người sau lưng chính là huyết ma, siêu nhiên linh tông tất nhiên liên thủ tập sát cái gì thiên kiêu tranh phong quy cũ, đều có thể coi nhẹ. Khuyết ma, phải xê hết, đây là siêu nhiên linh tông ranh giới cuối cùng nguyên tắc. Chương 329, đột phá tuệ kiếm cảnh. Đường Kim Yến mang theo tử Vân Hoàng, tiến về thiên vũ điện, nhằm vào trường thanh các hành động, đang nổi lên bên trong. Mà trường thanh các đã gián lâm đại chu quốc danh thắng chi địa tiểu tinh hồ, mỗi ngày cho ra tiếp dẫn cùng thăm hỏi danh ngạch không cao hơn trăm người, tới trước được trước. Tiểu tinh hồ bên trên, ngay tại đứng xếp hàng ngũ, đến từ đại chu các nơi vtt hương cũ võ giả cùng với một chút thiên kiêu đều nghĩ đến đăng lâm trường thanh cát lại bất luận cái kia thần diệu đang y chi thuật vẻn vẹn trường thanh các đều là một kiện kinh thế hải tục thần khí vô số cường giả đều nghĩ đăng lâm thần khí thấy cái này thần khí phi phàm trường thanh các đỉnh cái đình bên trong lý huyền khoan thai mà ngồi tối linh tú cho hắn bóp vai sư phụ ta đang chuẩn bị tu luyện tìm hiểu ra đến luyện đan thuật cần một chút đặc thù chủ vật liệu luyện tập cần lão nhân gia người giúp đỡ chút sư phụ ngươi ta cũng không có cái gì thiên tài địa bảo cho ngươi lý huyền lắc lắc đầu nói không phải thiên tài địa bảo ta nghĩ sư phụ giúp ta ngưng tụ một chút thiên địa linh cơ thiên địa phát tắc lực lượng a ta muốn dùng thiên địa linh cơ xem như chủ vật liệu tu luyện mới luyện đan thuật tố linh tú cười hì hì nói được thôi lý huyền nhẹ gật đầu tố linh tú muốn tu luyện luyện đan thuật chính là nàng tìm hiểu ra đến thiên địa thần lô luyện đan thuật nàng chuẩn bị lấy thiên địa linh cơ cùng thiên địa pháp tắc lực lượng xem như chủ vật liệu luyện tập thiên địa thần lô luyện đan thuật mà luyện chế ra đến đan dược linh vực những cái kia chí cường giả thấy đều muốn đỏ mắt tạ ơn sư phụ tố linh tú vui vẻ không thôi nàng lấy ra mấy cái bình nhỏ đến đây là dùng để cất giữ thiên địa linh cơ cùng thiên địa lực lượng pháp tắc sử dụng chính là phương hạo luyện chế ra đến ẩn chứa cấm chế có thể phong tỏa linh cơ cùng thiên địa lực lượng phát tắc lý huyền đưa tay một trảo thiên địa linh cơ trong tay hắn ngưng tụ không ngừng mà truyền vào từng cái bình nhỏ bên trong. Liền thiên địa lực lượng phát tắc đều có thể bắt lấy ngưng tụ đến, thiên địa linh cơ càng là không nói chơi. Tố Linh Tú đem cái bình bịt lại, phong cấm mở ra, đem thiên địa linh cơ một mực khóa tại cái bình bên trong. Lại lấy ra mấy cái bình nhỏ tới. Lý Huyền đưa tay một trảo, thiên địa pháp tắc lực lượng ngưng tụ đến, mỗi một cái bình nhỏ bên trong đều rót vào một tia lực lượng phát tắc. Sở dĩ mỗi cái cái bình đều chỉ truyền vào một tia là lo lắng lực lượng pháp tắc quá nhiều tố linh tú không nắm được, dù sao nàng lần thứ nhất lấy lực lượng pháp tắc luyện đan, mà lại là dùng để tu luyện mới luyện đan thuật. Tạ ơn sư phụ. Tố linh tú hưng phấn không thôi, đem bình nhỏ thu hồi, không kịp chờ đợi đi luyện đan. Đến mức tới chơi võ giả, tự nhiên giao cho thạch nhị ba người tiếp đãi Nguyệt Nhi vội vàng cho nàng trợ thủ, không có rảnh để ý tới những này việc vụn vặt. Đến mức thải linh nhi, cùng Lý Huyền thị nữ không khác, vẫn luôn là tại hầu hạ Lý Huyền, thậm chí bắt đầu học tập làm sao chế tạo mỹ vị linh bánh ngọc loại hình ăn uống. Trường Thanh Các phi thuyền trận pháp đã mở ra, muốn đăng lâm Trường Thanh Các, chỉ có thể từ cửa ra vào đi vào, mà còn cần thu hoạch được cho phép mới có thể. Thạch Nhị cùng Mạnh Thư Thư, trực tiếp tại lối vào cho võ giả chẩn đoán điều trị, thậm chí không cho vào đến, không có thương tổn trong người, trực tiếp để rời đi. Nên bá đạo thời điểm, liền nên bá đạo, Trường Thanh Các có cái này sức mạnh. Oanh! Đột nhiên ở giữa, Trường Thanh các phi thuyền một chỗ chuyên môn vì Tố linh tú chuẩn bị phòng luyện đang bên trong, truyền đến tiếng oanh minh, phản phất cái gì nổ tung. Khụ khụ. Nguyệt Nhi nguyên bản trắng bản trên mặt, đều đã bị hung đen, ho khang thời điểm, còn có khói đen xuất hiện. Tiểu thư. Chu Anh lấy làm kinh hãi, cúng quyết xông vào phòng luyện đang bên trong. Tố linh tú tóc có chút lộn xộn, bất quá cũng không có thụ thương, một mặt phiền muộn chi sắc. Vậy mà nổ lô. Nguyệt Nhi càng là bị cháy đen linh dược hung đen. Chu Di, ta không có việc gì tố linh tú lắc đầu lấy ra một cái bình khác chuẩn bị lần thứ hai luyện chế nguyệt nhi bu lại cầm trong tay linh dược tùy thời chuẩn bị dựa theo tố linh tú phân phó đem linh dược đầu nhập trong đó chu anh gặp một lần chỉ có thể lui ra phòng luyện đan nàng thực lực yếu một khi phát sinh nổ lô tố linh tú còn muốn che chở nàng ngược lại càng nguy hiểm hô tố linh tú hai tay vung lên thần nguyên hóa làm một cái đan lô đang diễm đốt cháy một sợi thiên địa linh cơ bị nàng đầu nhập đan lô chậm rãi đem phong cấm linh cơ cấm chế giải ra. Bành. Phòng luyện đang bên trong một tiếng vang nhỏ. Lại thất bại. Tố Linh Tú nhìn xem trong tay đen nhánh đang dược, đây là một cái phế đan, có chút đáng tiếc mà nói, xích miêu không tại, không phải vậy cái này đang cũng sẽ không lãng phí. Trải qua ba lần thất bại về sau, Tố Linh Tú cuối cùng dùng thiên địa linh cơ luyện chế thành công đang dược, nàng hưng phấn không thôi, mà Nguyệt Nhi càng là hưng phấn. Ý vị này, nàng có thể càng nhanh chóng hơn, càng nhẹ nhõm ngưng luyện thiên địa linh cơ nhập thần hồn thiên địa linh cơ kỳ thật ở khắp mọi nơi, những này linh dược cũng ẩn chứa thiên địa linh cơ, nếu không không có khả năng trở thành linh dược, chỉ là ẩn chứa thiên địa linh cơ là phi thường mỏng manh. Phẩm giai càng cao linh dược, ẩn chứa thiên địa linh cơ càng nhiều, chỉ là linh dược một khi bị hái, linh cơ liền sẽ tiêu tán. Nhất định phải nghĩ biện pháp tại ngắt lấy linh dược lúc, có thể đem linh dược ẩn chứa linh cơ, triệt để phong tỏa ngăn cản, sẽ không tiêu tán. Chỉ có như vậy, mới có thể dựa vào linh dược, thu lấy trong đó linh cơ luyện chế ra đang dược tới. Tố Linh Tú nhìn xem trong tay Thiên Địa Linh Cơ đang, như có điều suy nghĩ nói, nàng có thể tìm sư phụ, ngưng tụ Thiên Địa Linh Cơ đến luyện đan, nếu là không cách nào ngưng tụ Thiên Địa Linh Cơ, chẳng lẽ không phải không cách nào luyện chế. Cho nên, cần tìm một cái điều hòa phương thức, cho dù đang dược hiệu quả kém một chút, nhưng ít ra có khả năng không dựa vào cường giả hiệp trợ, cũng có thể luyện chế ra đồng loại đang dược tới. Đến mức Thiên Địa pháp tắc lực lượng luyện đan, cái này không có cách, nhất định phải dựa vào cường giả hiệp trợ, ngưng tụ Thiên Địa pháp tắc lực lượng mới được không nhất định phải chỗ dựa, có thể có thể dựa vào trận pháp, bố trí trận pháp, ngưng tụ thiên địa pháp tắc. Tố Linh tú trầm ngâm một chút, quyết định để Phương Hạo nghiên cứu một cái, làm sao lấy trận pháp, ngưng tụ thiên địa pháp tắc. Trường Thanh các bên ngoài sắp xếp đội ngũ thật dài, trong đó không thiếu Đại Chu Quốc Thiên Kiêu, cùng với thân phận không tầm thường người lại bị đối xử chậm chạp như thế, trong lòng tự nhiên có lời oán giận. Nhưng Thạch Nhị cùng Mạnh Thư Thư mắt biết tai ngơ. Lý Huyền tiếp tục đầu nhập võ đạo đại nghiệp bên trong, thần thông võ điển bên trên lại tăng lên một môn thần thông. Bên trên phá hư cảnh cảnh giới, lý luận dàn không tiến một bước hoàn thiện. Thân thể võ đạo đến tiếp sau tu luyện công pháp, đã có tu luyện phương hướng, lại biên đi ra một tầng. Ngươi đồ đệ hứa viêm, minh ngộ tuệ kiếm cảnh con đường tu luyện, ngươi đột phá tuệ kiếm cảnh. Đại đạo kim thư lật ra, kim quan hiện lên mà ra. Lý Huyền không nhịn được thể giật mình, chợt liền kích động không thôi. Như vậy mơ hồ tuệ kiếm cảnh, như vậy khó mà minh ngộ kiếm đạo đệ tam cảnh, hứa viêm vậy mà đã tìm tới tu luyện phương hướng. Giờ khắc này, hắn kiếm đạo đột phá đệ tam cảnh, huyền lại huyền ý cảnh hiện lên. Đây chính là tuệ kiếm cảnh a. Lý Huyền trong lòng cảm thán, không hổ là chính mình biên đi ra kiếm đạo đệ tam cảnh, mơ hồ mà bất khả tư nghị. Tu vi không có đột phá, nhưng mà kiếm đạo bước vào tuệ kiếm cảnh, thực lực nhưng lại có to lớn tăng lên. Một ý niệm, tiểu tinh hồ bên trên, một thanh thủy kiếm ngưng tụ mà thành. Thanh kiếm này, phản phất có linh trí đồng dạng, phản phất trời sinh nắm giữ thủy chi kiếm đạo. Tiểu tinh hồ một chỗ bên bờ bên trên, một tên tám chín tuổi tiểu nam hài ngay tại cầm trong tay một thanh kiếm vung vẩy trong miệng lầm bầm ta muốn làm cái thứ hai hứa viêm ta cũng phải làm kiếm đạo cường giả tiểu bằng hữu ngươi rất thích kiếm đạo sao đột nhiên ở giữa một thanh âm truyền đến tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn lại lập tức trừng lớn hai mắt một mặt vẻ cơ hờ kiếp sợ ở trước mặt hắn một thanh thủy kiếm dựng đứng thậm chí dãy dụa thân kiếm trên chui kiếm phản phất có há miệng ra ngay tại nói chuyện có thể nói một chút ngươi vì sao thích kiếm đạo sao ngươi, ngươi là, ngươi là cái gì? Tiểu Nam Hài có chút giật mình, cũng không có bị một màn này dọa chạy. Ta là thủy kiếm nha, chưởng ta thủy chi kiếm đạo nha. Vậy ngươi có thể dạy ta sao? Có thể là có thể, ngươi trước tiên nói một chút, vì sao thích kiếm đạo? Ta thần tượng là hứa viêm, ta muốn giống như hứa viêm, sau này đi trắng linh tông sơn môn khiêu chiến. Tiểu Nam Hài hưng phấn nói. Không tệ, không tệ, có chí khí, đến cầm ta, dẫn ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo. Thủy kiếm thỏa mãn gật đầu nói tiểu nam hài hưng phấn không thôi tiến lên hai tay nắm ở thủy kiếm chui kiếm mang theo thủy kiếm đi về nhà kết quả tiểu nam hài mới vừa về đến nhà liền phát hiện trong nhà ngay tại bộc phát chiến đấu nguyên lai là cừu gia tìm tới cửa phụ mẫu hắn ngay tại kiệt lực chống cự nhưng đã là vết thương chồng chất chân nhi mau trốn mụ hắn gặp một lần lập tức hốt hoảng kêu lên ta không trốn các ngươi đều xê hết cho ta tiểu nam hài cầm trong tay thủy kiếm xông tới phóng tới trong đó một cái địch nhân tiểu bằng hữu đi theo ta cảm giác đi, dẫn ngươi đi vào kiếm đạo thế giới. Thủy kiếm âm thanh truyền đến, tiểu nam hài giờ khắc này, tâm thần phản phất tiến vào một cái huyền diệu ý cảnh bên trong, không phải hắn tại dùng kiếm, mà là kiếm tại truyền cho hắn kiếm đạo. Quét. Tinh tế nhu nhu kiếm quang, giống như gợn sóng dập dần, mềm mại như nước, lại ẩn chứa lăng lệ sát phạt. Bất quá trong nháy mắt, tất cả địch nhân đều bê vị c, hém dê tiếc trống không. Tiểu nam hài đắm chìm tại kiếm đạo huyền diệu bên trong, mà phụ mẫu hắn đã sợ ngây người. Tuệ kiếm chi diệu a, à. Lý Huyền trong lòng cảm thán một tiếng. Ngưng tụ một cái thủy kiếm, sau đó đem thủy kiếm thả ra, kết quả thủy kiếm mang một đứa bé trai tiến vào kiếm đạo thế giới, mở ra kiếm đạo của hắn thiên phú. Mười mấy năm sau, cái này linh vực sẽ xuất hiện một vị kiếm đạo thiên kiêu. Tâm tình thật tốt Lý Huyền, đưa tay một trảo, thiên địa pháp tắc lực lượng ngưng tụ đến, bị hắn tiện tay ngưng luyện thành một cái pháp tắc đan. Cho ngươi, tiện tay liền vứt cho bưng lên một đĩa linh bánh ngọc thải linh nhi. Cảm ơn tiền bối hải linh nhi khẽ giật mình phía dưới kích động không thôi cuốn quyết tiếp nhận phát tắc đan đưa vào thần hồn bên trong tìm hiểu kỹ càng chậm rãi luyện hóa càng vì chính mình quyết định cảm thấy sáng suốt quả nhiên lưu tại cao nhân bên cạnh mới là lớn nhất cơ duyên lý huyền cầm lấy một khối linh bánh ngọt bỏ vào trong miệng gật đầu nói hương vị không tệ hải linh nhi nghe xong trong lòng kiên định hơn nhất định muốn học nhiều mấy tự tay chế tác làm điểm tâm tay nghề chỉ cần tiền bối ăn đến vui vẻ tiện tay một điểm ban thưởng chính là cơ duyên lớn lao a à. Hải Linh Nhi lui ra lĩnh hội thần hồn bên trong pháp tắc đan, mà Lý Huyền uống linh trà, ăn linh bánh ngọt, tiếp tục chính mình võ đạo đại nghiệp. Lý Huyền đột nhiên ngẩng đầu, triệt hồi phi thuyền trận pháp. Sư phụ, ta trở về. Trường Thanh Cát bên ngoài, Mạnh Sung mang theo tử vận dậm chân mà đến, nhìn xem Trường Thanh Cát, một mặt vẻ ngạc nhiên, đây chính là sư đệ luyện chế ra đến phi thuyền. Thật là thần kỳ. Tử vận bái kiến tiền bối. Tử vận cung kính hành lễ nói. Ân. Lý Huyền nhẹ gật đầu, cô nương này xem chừng sẽ trở thành nhị đồ tức đưa tay một điểm lúc trước đưa tặng cho tử vận ngọc phù bị hắn rót vào một đạo thần thông tạ tiền bối trọng thưởng tử vận mừng rỡ hành lễ nói lúc trước gặp phải vây dê tuyết nếu không phải mạnh xung xuất thủ nàng liền muốn kích phát quả ngọc phù này liều mạng bất quá quả ngọc phù này uy lực làm sao nàng cũng không rõ ràng đại khái là có thể trấn sát luyện thần thiên nhân bây giờ tiền bối gia trì ngọc phù về sau gặp phải chí cường giả cũng không sợ mạnh sung đang chuẩn bị mang tử vận đi cùng tố linh tú ôn chuyện hắn đột nhiên lông mày nhíu lại đao đột nhiên ra khỏi vỏ ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung hừ lạnh một tiếng nói dám đến cái này làm càng hắn đang muốn một đao xuất thủ lý huyền nhưng là mở miệng cười nói mộng ảo chỉ là bọc nước người tiểu cô nương này là vũ thiên nam nói tân mộng nhu đi giữa không trung bên trong lờ mờ hiện lên mộng ảo chi tượng nhưng là đột nhiên vỡ vụn một bóng người xinh đẹp dáng lâm nàng một mặt vẻ cơ hờ khiếp sợ nhìn xem cái đình bên trong khoang thai mà ngồi cái kia một thân ảnh. Tân Mộng Nhu. Nàng từ Thái Miểu Tông mà đến, chỉ vì Nhã Dung nói cho hắn, hứa viêm đến từ nội vực. Tân Mộng Nhu đầu tiên nghĩ đến, chính là huyết linh, chẳng lẽ hắn không có xê, hết. Hứa viêm là hắn đồ đệ. Cho nên, nàng tự mình đến trường thanh các tìm tòi hư thực. Ta cho rằng, ngươi là huyết linh, nguyên lai là ta nghĩ kém, ngươi là đến từ nội vực. Tân Mộng Nhu bình phục một cái tâm cảnh nói. Nội vực, lại có vực này cường giả tồn tại phải cũng không phải. Lý Huyền cười đến thần bí nói. a, à. Mạnh Xuân đột nhiên kinh ngạc, nhìn xem Tân Mộng Nhu, phản phất nhìn thấy Đỗ Ngọc Anh cái bóng, kinh ngạc nói, Đỗ Cô Nương là ngươi hậu nhân. Tân Mộng Nhu nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Mạnh Xuân, trong lòng vô cùng rung động. Linh vực hai đại yêu nghiệt thiên kiêu, vậy mà đều là đối phương đệ tử. Không. Còn có một người, Trường Thanh Các đang y tiên tử. Ngồi đi. Lý Huyền chỉ chỉ phía trước ghế tự nói. Tạ à, tiền bối. Tân Mộng Nhu ngồi xuống, triệt hồi một thân như mộng ảo lực lượng, hiển lộ ra chân dung. Xinh đẹp vô song, tuyệt đại gia nhân. Lý Huyền trong lòng cảm thán, Tân Mộng Nhu công pháp không đơn giản, tựa như ảo mộng, phi thường cường đại, cùng cảnh người hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào mộng ảo bên trong. Thậm chí không phân rõ mộng ảo cùng hiện thực. Khó trách Vũ Thiên Nam, từng đối nàng khen ngợi có thừa, tự xưng toàn bộ linh vực, chỉ có Tân Mộng Nhu là đối thủ của hắn. Lý Huyền cũng có chút minh bạch, hứa viên tìm tới liễu tuệ kiếm con đường, sợ rằng cùng Tân Mộng Nhu cái này mộng ảo có quan hệ. Cái này đến vì chuyện gì? Lý Huyền lạnh nhạt hỏi. Một, hứa viêm nói, ta tại sư phụ hắn trước mặt, chỉ là một con dung dế, hai, muốn xem một chút, đến từ nội vực cường giả, có phải hay không là đã từng một vị cố nhân. Tân Mộng Nhu cũng không che giấu, nàng là một cái nói thẳng khoái ngữ người. Cái kia giờ phút này cảm thấy thế nào? Lý Huyền khẽ mỉm cười, khí tức thần bí như ẩn như hiện. Tân Mộng Nhu hít sâu một hơi, nói, tiền bối thâm bất khả trách nào có cái gì thâm bất khả trắc, ta bất quá một phổ phổ thông thông nhàn tản người mà thôi. Lý Huyền lắc đầu cười, khí tức thần bí biến mất, hắn giống như một cái phổ phổ thông thông người. Nhưng mà, càng là như vậy, Tân Mộng Nhu càng là lớn chịu rung động, càng cảm thấy hắn thâm bất khả trắc. Hải Linh Nhi không có tiếp tục tham ngộ cùng luyện hóa pháp tắc đan, mà là đi tới, tại Lý Huyền đồng dạng hầu hạ, cho Tân Mộng Nhu châm một ly trà. Tân Mộng Nhu nhìn xem nàng, trong lòng vô cùng chấn động. Ngươi thần hồn bên trong, vì sao có như thế cường đại lực lượng phát tắc? Thải Linh Nhi vừa mới tại lĩnh hội pháp tắc đang nếm thử luyện hóa, cho nên lúc này có một tia pháp tắc khí tức lộ ra mà ra, làm cho Tân Mộng Nhu cảm ứng được nàng thần hồn bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Chương 330, khiếp sợ Tân Mộng Nhu, tức điên hạng minh mậu. Là tiền bối ban thưởng cho ta. Thải Linh Nhi một mặt vinh hạnh chi sắc nói. Tân Mộng Nhu trong lòng cờ hờ khiếp sợ không thôi, thiên địa pháp tắc lực lượng cũng có thể ban cho người. Không đáng giá nhắc tới đồ vật mà thôi. Lý Huyền nhưng là lắc đầu nói đưa tay một trảo, thiên địa pháp tắc lực lượng bị thu lấy đi qua, ngưng tụ thành từng mai từng mai pháp tắc đang, tiện tay liền ném vào trên mặt bàn. Đầy mặt không quan tâm mà nói, ngươi nếu là cần, cầm đi chính là. Tân Mộng Nhu đã chấn kinh phải nói không ra lời nói đến, tiện tay lay một cái, từng mai từng mai thiên địa pháp tắc ngưng luyện thành đan hoàng, đây là cỡ nào thủ đoạn. Vô công không dám lĩnh tiền bối ban thưởng. Tân Mộng Nhu bình phục một cái cơ hờ kiếp sợ cảm xúc, cung kính nói. Lý Huyền Long mày nhíu lại, cái này Tân Mộng Nhu tâm tính không tệ, còn bên cạnh Thải linh nhi liền kém nhiều nhìn thấy trên mặt bàn pháp tắc đan con mắt đều không nháy mắt một cái hoàn toàn không thể chuyển dời ánh mắt có thế tới đây cũng là cơ duyên không cần khách khí lý huyền vừa cười vừa nói đã như vậy đa tạ tiền bối trọng thưởng tân mộng nhu trầm ngâm một chút lấy hai cái thiên địa pháp tắc đan nói hai cái đủ để lý huyền nhẹ gật đầu tiện tay vung lên còn sót lại pháp tắc đan bị hắn ném cho tối linh tú để đồ đệ chậm rãi nghiên cứu đi thôi Thải linh nhi một mặt vẻ thất vọng tham thì thâm. Lý Huyền yên lặng cười một tiếng nói. Thải Linh Nhi lòng tham. Thải Linh Nhi xấu hổ cuối thấp đầu. Tân Mộng Nhu trầm ngâm một chút, cung kính hỏi, vãn bối tu luyện võ đạo, không biết tiền bối nhưng có chỉ điểm. Nàng chạy tới linh vực đỉnh, muốn tiến thêm một bước, thật quá khó khăn. Bất quá, có pháp tắc đang, ngược lại là khoảng cách cảnh giới tiếp theo càng tới gần. Lý Huyền khẽ mỉm cười nói, là mộng lúc chính là mộng, là mộng lúc cũng không phải là mộng, mộng ảo cũng hiện thực, hiện thực cũng mộng ảo như huyễn như thật, là mộng không phải là mộng, là thật không phải là thật. Một trận huyền lại huyền chỉ điểm về sau, tại tân mộng nhu như có điều suy nghĩ, lại có chút mộng bức trong ánh mắt, Lý Huyền cuối cùng nói ra, nếu ngươi có thế minh ngộ trong cái này huyền diệu, liền có thể đi ra thuộc về chính ngươi đạo, siêu thoát ngươi sở tu võ đạo chi pháp ràng buộc. Đến lúc đó ngươi, cũng có thể nói là nào đó một đạo tổ sư. Đến mức tân mộng nhu có thể hay không làm đến, Lý Huyền cũng không thèm để ý, có khả năng làm đến, đó chính là toàn bộ nhờ chính mình cái này cao nhân chỉ điểm làm không được đó chính là nàng ngộ tính không được, không nắm chắc được cơ duyên A. Bất luận làm sao, chính mình cũng không lỗ, hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Đương nhiên, hắn cái kia một phen mơ hồ chỉ điểm, cũng không phải là không có căn cứ, cũng là có chút lý luận ở bên trong. Tân Mộng Nhu trong lòng vô cùng rung động, càng là suy nghĩ, càng cảm thấy tiền bối chỉ điểm huyền diệu phi phàm, phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý, nếu như coi là thật minh ngộ, tự hồ thật có thể đi ra thuộc về mình võ đạo. Ta tu luyện võ đạo, chính là thái miểu thần thuật, từ xưa đến nay có thế tu luyện thành công người lác đác không có mấy, mà ta cũng là thái miễu tông gần 10 vạn năm qua, duy nhất tu luyện thành công người. Nếu là ta có thế minh ngộ tiền bối chỉ điểm, sẽ siêu thoát thái miễu thần thuật bên ngoài, đi ra có thể so với thái miễu thần thuật, thậm chí mạnh hơn thái miễu thần thuật võ đạo. Tân Mộng Nhu trong lòng suy nghĩ. Nàng tại thái miểu tông địa vị siêu nhiên, nguyên nhân căn bản chính là bởi vì tu luyện thành công thái miễu thần thuật, cái môn này thần diệu phi phàm võ đạo chi thuật. Vừa nghĩ tới như vậy, Tân Mộng Nhu đứng dậy, cung kính hành lễ nói, Tân Mộng Nhu bái tạ tiền bối chỉ điểm. Ân. Lý Huyền gật đầu. Tất nhiên không phải địch nhân, có thế tới đây, nhìn thấy chính mình cái này cao nhân, thu hoạch được một chút cơ duyên, là chuyện rất bình thường. Huống chi, Đỗ Ngọc Anh là Tân Mộng Nhu huyết mạch, tính thế nào cũng có chút nguồn gốc. Được chỉ điểm, thu được pháp tắc đan, lại xác nhận hứa viêm sư phụ, thật là tuyệt thế cao nhân, mà không phải là huyết linh về sau, Tân Mộng Nhu không có lưu lại quá lâu, liền cáo từ rời đi. Nàng muốn về, Thái Miểu Tông lĩnh hội chỉ điểm tiền bối. Tân Mộng Nhu vừa đi, Thải Linh Nhi cũng trở về tiếp tục tham ngộ cùng luyện hóa pháp tắc đan. Tử Vận cùng Tố Linh Tú gặp nhau, tự nhiên tránh không được một phen ôn chuyện, Tố Linh Tú cho Nguyệt Nhi giới thiệu lẫn nhau, ba nữ liền ghé vào cùng một chỗ. Tố Linh Tú tiếp tục tại luyện chế đan dược, bất quá nhiều một cái người trợ thủ, đó chính là Tử Vận. Mạnh Sung bái kiến sư phụ về sau, giải thích chính mình tại linh vực sông sáo, cùng với một chút võ đạo cảm ngộ cùng thu hoạch. Trường Thanh các bên ngoài, một tên thanh niên đi tới. Theo sự xuất hiện của hắn, nguyên bản xếp hàng đông đảo võ giả, tất cả đều nhường ra vị trí. Tại hạ hạng minh mậu, trước đến thăm hỏi đang y tiên tử. Thạch nhị ngẩng đầu nhìn một cái thanh niên, áo tím trường bào, hiển thị rõ cao quý chi khí, nhìn như hiền hòa thần sắc, nhưng là y nguyên không cách nào hoàn toàn che giấu ẩn sâu ngạo mạn. Đến từ đại chu hoàng thất thiên kiêu. Mặc dù đối phương thân phận không tầm thường, khả năng là đại chu hoàng thất một vị nào đó hoàng tử, hoặc là vương tử, nhưng thạch nhị lơ đỉnh, Tố Linh tú hiện tại vội vàng đâu, nào có rảnh gặp người ngoài. Các chủ hôm nay không rảnh, ngày khác trở lại a, à, vị kế tiếp. Hạng Minh mậu ánh mắt có chút lửa giận, chính mình đường đường đại chu hoàng thất chính mạch một trong tử vương nhất mạch thế tử, đời tiếp theo tử vương người thừa kế lại bị như vậy khinh thường. Bất quá hắn không có lúc này tức giận, dù sao Trường Thanh Các có chút không tầm thường, vì vậy lại mở miệng nói, thỉnh cầu ngươi thông báo một chút, liền nói đại chu tử vương thế tử tới bái phỏng đang y tiên tử. Hạng Minh mậu trong lòng kìm nén một cổ nộ khí hắn chưa từng như vậy ăn nói khép nép qua. Đều nói không rảnh, đừng nói ngươi là tử vương thế tử, liền xem như đại chu hoàng tới cũng không thấy. Thạch nhị liếc mắt, tiếp tục nói, vị kế tiếp. Hạng minh mậu sắc mặt lập tức xanh mét, mà sau lưng hắn xếp hàng chúng võ giả, lúc này dọa đến cúng quyết lui lại, nào dám tiến lên. Trong lòng cũng là cờ hờ, kiếp sợ không thôi, cái này trường thanh các quản sự cũng quá điên cuồng một chút a, à, nói thẳng đại chu hoàng đến, đang y tiên tử cũng không thấy. Đây chính là tại cảnh nội đại chu a, chẳng lẽ liền không sợ chọc giận tới đại chu hoàng thất làm càng tại hạng minh mậu bên cạnh một người trung niên nam tử lúc này gầm thét một tiếng ngươi một trường thanh các hạ nhân dám can đảm như vậy cùng vọng dám can đảm khinh miệt ta đại chu hoàng thượng ngươi thật to gan oanh chí cường giả khí thế bộc phát hướng về thạch nhị trấn áp tới quét trước người thạch nhị một tầng ánh sáng dập dờn mà ra màu tím lôi quang vờn quanh đây là phát động trường thanh các phi thuyền phòng ngự đại trận trường thanh các phi thuyền đại trận mặc dù là phương hạo bố trí luyện chế bất quá lý huyền cũng tiện tay tăng cường một cái trận pháp uy lực cho dù là tân mộng nhu đều không thể phá vỡ trường thanh các phi thuyền trận pháp trừ phi linh tinh tiêu hao hầu như không còn không cách nào chống đỡ trận pháp mở ra thạch nhị bình chân như vậy bỗng nhiên không để ý đối phương bảo nổi ngược lại móc móc lỗ tai nói nói thật mà thôi hôm nay liền tính ngươi đại chu hoàng đến cũng không gặp được người nếu là ngươi cảm thấy có thể tại cái này gây rối ngươi cứ việc xuất thủ thử xem giờ khắc này Thạch nhị cuối cùng cảm nhận được một chút cường giả vui vẻ. Ví dụ như Hứa Viêm, người người đều nói hắn điên cuồng, nhưng người người đều thừa nhận hắn có điên cuồng thực lực. Miên lai điên cuồng là như thế thoải mái. Thạch nhị trong lòng cảm thán nói. Hạng Minh Mậu cùng hộ vệ nhìn xem dập dần mà màu tím lôi quang, không nhịn được hai mắt ngưng lại, nghe đồn trường thanh các chính là một kiện thần khí, hôm nay gặp mặt quả thật như vậy. Không muốn thất lễ. Hạng Minh Mậu nhíu mày, nhìn hướng chính mình hộ vệ, nhìn như quát lớn nói là thế tử tên hộ vệ kia lúc này thu hồi khí thế tất nhiên đang y tiên tử hôm nay không tiếp khách cái kia tiểu vương ngày mai lại đến hạng minh mậu cười chắp tay nói ngày mai ngày mai đến cũng vô dụng thôi y nguyên không gặp người ngoài thạch nhị mặt không thay đổi nói hạng minh mậu chịu đựng một cổ nộ khí nhưng không có phát tác ra mà là hỏi không biết đang y tiên tử khi nào có thời gian gặp khách ta làm sao biết ta lại không làm chủ được thạch nhị liếc mắt nói bộ dáng kia, nhìn đến hạng minh mậu suýt nữa hơi kém không kiềm chế được nỗi lòng. Mặt đen lại quay người rời đi. Hôm nay tâm tình không tốt, trường thanh các hôm nay không tiếp xem bệnh. Thạch nhị một mặt không cao hứng bộ dạng, trực tiếp mở ra trận pháp, đóng lại tiếp chẩn cửa ra vào, xoay người rời đi. Trong lòng nhưng là sẵn đến không được, ta mặc dù không phải cường giả, nhưng cũng trải nghiệm một cái, cường giả vui vẻ. Hạng minh mậu sự tình, chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn, không có người để ý. Chính như thạch nhị lời nói, cho dù đại chu hoàng đến, cũng không gặp được tố linh tú hạng minh mậu an bế môn canh sự tình tại tiểu tinh hồ truyền ra đại chu đám võ giả đều đang đợi hạng minh mậu vị này tử vương nhất mạch thế tử đại chu hoàng thất thiên kiêu một trong sẽ hay không nuốt xuống khẩu khí này ngăn cách một ngày hạng minh mậu lại tới lần này tiếp chẩn chính là mạnh thư thư thạch nhị tu luyện đi tại hạ đại chu tử vương thế tử hạng minh mậu trước đến thăm hỏi đang y tiên tử một bên nói một bên đem một cái hộp đưa tới một điểm thành ý mong rằng nhận lấy Mạnh Thư Thư mở hộp ra nhìn thoáng qua, một gốc tuyệt phẩm linh dược, bất quá tuyệt phẩm linh dược gặp nhiều, cũng không có cảm thấy nhiều trân quý. Hôm nay các chủ vội vàng luyện đan, không rảnh gặp khách. Một bên nói, một bên nhận lấy linh dược, lại lấy ra một cái nho nhỏ cái bình, dạng này bình nhỏ, chỉ chứa một viên đan dược. Đây là một cái hồi sinh đan, chữa thương đan dược, dù cho là luyện thần thiên nhân căng cơ tổn hại, đều có thể khôi phục lại, xem tại ngươi thành ý tràn đầy phân thượng, liền giá thấp bán cho ngươi. Một gốc tuyệt phẩm linh dược, mua sắm một cái hồi sinh đan đã cho đủ đại chu hoàng thất mặt mũi. Mạnh thư thư cho là như vậy. Hạng minh mậu nhưng là cũng bên không phải là cho rằng như thế, lửa giận trong lòng sắp đè nén không được, chính mình thân là tử vương thế tử, đại chu thiên kiêu, đi đâu bên trong không phải vạn chúng chen chút. Kết quả, lại bị sập cửa vào mặt. Đang y tiên tử khi nào có thời gian gặp khách. Hạng minh mậu hít sâu một hơi, để chính mình nổi giận tâm tỉnh táo lại hỏi. Cái này có thể nói không chính xác. Mạnh thư thư trầm ngâm một chút, nói ra, chỉ có chờ các chủ nghiên cứu đang dược kết thúc, nhàn hạ thời điểm mới sẽ gặp khách, tại trong lúc này không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Đang y tiên tử tại nghiên cứu đang dược không tiếp khách, có thể lý giải. Vì vậy Hạng Minh Mậu nhẫn nại tâm hỏi, không biết đang y tiên tử, khi nào sẽ xuất quan? Ta làm sao biết? Ngươi có thể mỗi ngày đến hỏi một chút, có thể hay không nhìn thấy, đều xem cơ duyên của ngươi. Mạnh thư thư hơi không kiên nhẫn nói. Vậy ta ngày mai lại đến. Hạng Minh Mậu chỉ có thể rời đi. Hôm sau, hạng minh mậu lại tới lần này tiếp chẩn chính là chu anh tại hà không tiếp khách không cần hắn nói xong chu anh trực tiếp đánh gãy nói hạng minh mậu sắc mặt đỏ lên cái trán gân xanh nhô lên liền muốn nén không được lửa giận đúng lúc này hứa viêm trở về trực tiếp cất bước đi vào trường thanh cát hạng minh mậu xem xét cũng nhịn không được nữa tức giận hắn vì sao có thể tiến vào lại đem bản thế tử ngăn tại bên ngoài các ngươi trường thanh cát đây là tại miệt thị ta đại chu hoàng thất sao có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục a à. hứa viên quay đầu nhìn thoáng qua đại chu hoàng thất thiên kiêu thực lực không yếu ngưng luyện một sợi thiên địa linh cơ bất quá chút thực lực ấy đối với hiện tại hắn đến nói một bàn tay liền có thể đập xê hết liền động thủ hào hứng đều không có quay người rời đi hạng minh mẫu tức nổ tung ngươi mẹ nó ánh mắt gì như vậy khinh thường như vậy khinh miệt ngươi trường thanh các tại ta đại chu cảnh nội dám can đảm như vậy cùng vọng miệt thị ta đại chu thật sự cho rằng Hạng Minh mậu tâm tính triệt để sập. Sau đó, hắn nhìn thấy bên trong trường thanh cát, một tên đẹp như thiên tiên thiếu nữ, hào hứng chạy ra, đón lấy vừa rồi người kia, hưng phấn kêu, đại sư huynh, ngươi trở về á. Sau đó, hắn lại thấy được một cái khắc mỹ nữ theo sát xuất hiện, hưng phấn đón lấy tên nam tử kia, cuối cùng một đạo áo tím thân ảnh xuất hiện ở trong mắt. Tử Vận. Thanh Vương phủ tử Vận quận chúa, cái kia hạ đẳng chi địa nữ tử. Tử Vận. Nàng tuy là Thanh Vương phủ quận chúa, lại không phải ta đại chu hoàng thất huyết mạch một cái hạ đẳng chi địa nữ tử các ngươi để nàng tiến vào trường thanh cát mà cự tuyệt ta cái này đại chu hoàng thất thiên kiêu các ngươi trường thanh cát quả thật cùng vọng các ngươi đây là miệt thị ta đại chu hoàng thất đây là tại miệt thị ta tử vương nhất mạch giờ khắc này hạng minh mậu triệt để bạo nộ rồi cùng hống bên trong trường thanh cát hứa viêm trở về tối linh tú mấy người cao hứng ra nghênh tiếp kết quả liền nghe đến trường thanh cát bên ngoài một đạo thanh âm tức giận cuồng hống tử vận ngẩng đầu nhìn lại kinh ngạc nói hắn sao lại tới đây? Ngươi biết. Tố Linh Tú kinh ngạc hỏi. Đại Chu tử vương thế tử, cùng ta thanh vương phủ không quá hợp nhau, tên kia ngạo cực kỳ, không ít sau lưng xa lánh ta, nói cái gì hạ đẳng chi địa người, không xứng vào đại Chu hoàng thất, làm bẩn hắn đại Chu. thanh vương tự cam đoạ lạc loại hình lời nói. Tử vận một mặt vẻ tức giận, lại có chút xem thường. Thì ra là thế, không cần phải để ý đến hắn, để hắn tại nơi đó nổi điên tốt. Tố Linh Tú bừng tỉnh, đem Chu Anh kêu trở về, trực tiếp mở ra trận pháp sau đó sư huynh đệ muội mấy người tự mình đoàn tụ ôn chuyện đi liền âm thanh đều che giấu oanh hạng minh mậu giận điên lên cùng hộ vệ đồng loạt ra tay đánh phía trường thanh các phi thuyền tố linh tú không thèm đế ý đã từng cũng không phải không có người đánh trường thanh các phi thuyền chủ ý thậm chí có một tên nào đó siêu nhiên linh tông chí cường giả xuất thủ qua hạng minh mậu vừa ra tay công kích xúc động phi thuyền phòng ngự trận pháp một đạo sấm sét màu tím ầm vang mà đến không tốt hạng minh mậu hộ vệ sắc mặt đại biến thân hình khẽ động ngăn tại hạng minh mậu trước người nói thế tử ngươi mau trốn oanh hắn một kích toàn lực đánh ra đỡ được tử sắc lôi điện nhưng toàn thân đều đang liều lĩnh khói đen hạng minh mậu thần sắc đại biến thân hình điên cùng lui lại giận dữ hét trường thanh cắt thật to gan đây là tại khiêu khích ta đại chu oanh lại một đạo lôi đình nổ bắn ra mà đến tên hộ vệ kia nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực xuất thủ lại như cũ tại đạo này lôi đình phía dưới bị oanh sát toàn bộ tiểu tinh hồ đều chấn động tất cả võ giả đều cờ hờ kiếp sợ không thôi trường thanh các cũng dám đối tử vương thế tử xuất thủ đây là tại khiêu khích đại chu hoàng thất a nhất là trên mặt đất trên bàn đại chu đại chu sao lại nuốt xuống khẩu khí này hạng minh mậu cũng là sợ mất mật chưa từng ngờ tới đối phương vậy mà không cố kỵ chút nào thân phận của hắn trực tiếp hạ sát thủ a cuốn quyết thoát đi sợ chậm một bước liền bị oanh sát